Chương 2234, anh không có ý đó. Thôi, việc này dừng ở đây, anh thật sự không có ý đó. Diệp Phàm thiếu chút nữa hét lên. Có thật vậy không đấy? Lạc Tuyết Phiêu Mai gật gật đầu, tuy nhiên Diệp Phàm phát hiện cô bé Mai Hương phía sau mặt ửng đỏ. Hơn nữa, thường thường ánh mắt vẫn lạnh lùng đã nhìn trộm hắn. Hắn lập tức cảm giác sau lưng nóng ran lên. Trong lòng tự nhủ, Mai Thiên Tuyết tư tưởng căn bản vẫn dừng ở thời kỳ nhà Thanh. Không thể tưởng tượng được Lạc Tuyết đã học qua đại học cũng học theo tư tưởng của mẹ. Đây là hạnh phúc hay bất hạnh, nhưng đối với Diệp Phàm mà nói vẫn là điều hạnh phúc. Thật ra, những gia tộc có võ ở Trung Quốc đều không khác gì nhau. Tuy không nói ra ngoài, nhưng làm gì có gia tộc nào coi trọng chế độ một vợ một chồng của nước Cộng Hòa. Hơn nữa, tất cả đều thích con cháu đầy đàn, ít vợ sao có thể sinh nhiều như vậy, đây là một tập tục xấu. Mai Bình, em đi xem Thẩm Quát một chút, chú ý đừng để bọn họ phát hiện. Diệp Phàm đột nhiên xoay người nói với người hầu gái. Mai Bình nhìn Lạc Tuyết Phiêu Mai, Lạc Tuyết nói. Anh Diệp muốn bảo họ đi theo dõi phải không? Tên kia lần trước đã kết thù với tôi, đương nhiên chỉ là một chuyện nhỏ. Buổi tối nói chuyện tốt như vậy, tôi không tin gã sẽ như lúc nãy. Có lẽ chúng có âm mưu gì đó, chúng ta phải biết rõ mới có thể chiến thắng có phải không? Diệp Phàm hừ lạnh một tiếng, Mai Bình gật đầu đi ra ngoài. Đại ca, sao có thể để thằng nhóc kia chiếm chỗ tốt của anh? Buổi tối ngôi sao ca nhạc Cửu Long đến thì ở đâu? Người ta muốn ở phòng tổng thống đấy, phòng tổng thống đã để người khác chiếm, phòng số 1 nên giữ lại. Trịnh Hạng vuốt mặt mình hỏi. Đổi lại địa bàn là được, không phải cô muốn đến sơn trang của chúng ta sao? Các cô nàng này, mẹ kiếp, bố cùng cô còn chưa được chín, vốn không muốn đưa nàng về nhà, việc này đúng là không có cách nào, ép buộc thôi. Thẩm Quát giận dữ hừ nói. Quá hời cho thằng nhóc kia rồi. Trịnh Hạng có chút bất bình. Mày yên tâm, tôi sẽ không ngu ngốc như vậy đâu. Trước tên tôi để hắn ổn định sau đó gọi anh Tiểu Mãn và Hồ Thuyết đến, ba chúng tôi sẽ khiến hắn uống một bình. Chúng ta ngay tên của hắn cũng không rõ người ta đi rồi thì làm sao có thể tìm đây. Thẩm Quát cười khan một tiếng vẻ mặt cáo già. Mẹ kiếp, người hầu gái kia đúng là lợi hại, răng tôi đã sắp sụng hết rồi. Lợi hại hữu dụng không? Hiện giờ không phải lúc nắm tay giành chính quyền. Một cô hầu gái nếu mày có hứng thú, sau khi giải quyết thằng nhóc kia xong cho mày toàn quyền. Thẩm Quát cười nói. Tôi thèm vào, Thẩm đại ca có ác quá không, Trịnh Hạng tôi bụng đói ăn quàng cũng sẽ không thấy hứng thú với người như thế. Đây là anh đang làm nhục tôi. Trịnh Hạng thiếu chút nữa phát nôn. Ha ha, chỉ đùa một chút thôi, mày làm sao thích mặt hàng này có phải không? Nhưng thật ra cô bé đó cũng không tệ lắm, đặc biệt là cô bé lớn tuổi hơn kia. Dáng vẻ rất trong sáng trắng nõn nà, vẻ mặt xinh đẹp. Thẩm Quát cười khan vài tiếng, vỗ vỗ bả vai Trịnh Hạng. Thế nào, nghe được tin tức gì không? Thấy Mai Bình bước vào Diệp Phàm hỏi. Bọn họ bảo muốn gọi Trần Tiểu Mãn và Hồ Thuyết đến để gây sự trừng phạt anh. Hơn nữa, mấy mồm chó đều nói nhảm, nhục mạ tiểu thư. Nếu cậu chủ không dặn dò tôi từ trước tôi đã nhổ hết răng của bọn chúng. Mai Bình nói. Diệp Phàm vừa nghe lập tức có chút ngạc nhiên, Lạc Tuyết Phiêu Mai đứng bên cạnh cười. Bởi vì Lạc Tuyết Phiêu Mai biết biệt hiệu của Diệp Phàm ở tổ đặc nhiệm là cậu tử. Vừa rồi người hầu gái nói chuyện nói ra chữ cậu, tất nhiên trong lòng Lạc Tuyết thầm cười vui. Cười gì? Diệp Phàm tức giận nhìn Lạc Tuyết một cái. Cười cũng không được sao, anh thật là độc đoán. Tuy nhiên, Thẩm công tử gì đó muốn hại chúng ta giờ phải làm sao? Anh, chúng ta không ở đây nữa. Bây giờ anh là bí thư thành ủy, phải chú ý ảnh hưởng. Nghe nói cán bộ đều phải chú ý những việc này, nếu tin tức này truyền ra ngoài sẽ bất lợi cho anh. Em không muốn vì mình mà ảnh hưởng đến công tác và cuộc sống của anh. Lạc Tuyết trầm mặt vội vàng nói. Chúng ta yên tâm là được, y muốn gây sự tôi đùa không giết bọn chúng. Diệp Phàm hừ lạnh, trong lòng đã có suy nghĩ. Người hầu gái vừa được Diệp Phàm cử đi theo dõi. Tuy nói đã đến hơn 50 nhưng về việc theo dõi có lẽ Diệp Phàm vẫn phải bội phục vài phần. Khinh thân đề túng thuật thực sự không phải chỉ để bày cho đẹp. Vu Sơn Cung về mặt này cũng rất mạnh. Trước kia Lạc Tuyết dựa vào đôi cánh có thể trượt hơn 1.000 mét, đây có lẽ là đặc sắc của Vu Sơn Cung. 8 giờ tối, Diệp Phàm thuận lợi nhận được tin tức của Chủ tịch thành phố Vương Bản Xương và đoàn 6 người.
Ban đầu Mễ Nguyệt định sắp xếp cho họ nghỉ tại khách sạn Long Giang. Tuy nhiên, Diệp Phàm kiên trì nói là chủ tịch Ngô là khách quý nhất định phải sắp xếp ở khách sạn tốt nhất. Cuối cùng, Diệp Phàm làm cái ân tình thuận nước dong thuyền, đem phòng khách số 1 mà Thẩm Đại Công Tử đưa cho mình dành cho khách. Căn phòng hạng đặc biệt này cũng gồm 4 phòng, 2 phòng khách, có một quầy rượu bên trong, có phòng cho người giúp việc, đúng vừa thích hợp cho 6 người. Mà chủ tịch Vương cũng rất hài lòng, thậm chí, có chút cảm động. Đối với sự tiếp đón của bí thư Diệp, chủ tịch Vương không có gì để nói. Nhưng, nếu biết được suy nghĩ thật sự của Diệp Phàm thì ông ta chắc chắn sẽ tức chết. Mà đúng lúc này, cũng trong một căn phòng xa hoa ở thành phố Long Giang. Ba con hổ của Tấn Lĩnh mỗi người ôm một người đẹp, trên bàn bày đầy Remy Martin và Mao Đài, cùng với xì gà. Tuy nhiên, trong phòng cũng tràn ngập sương khói. Thuốc là Trung Quốc hóa thành sương mù bay ra ngoài. Báo cháy đã bị ngừng từ trước nếu không đã kêu vang lên rồi. Thẩm Quát, cậu nhìn có rõ ràng không, có đúng là người đó không? Trần Tiểu Mãn phì phèo điếu thuốc, hừ nói. Cô nàng trong lòng lập tức đứng lên cẩn thận nhặt đầu mẩu thuốc lá lên đặt vào gạt tàn. Chắc chắn, tên kia thật sự hoành tráng, bên cạnh là mấy cô gái xinh đẹp làm người ta ghen tị. Còn mang theo cả người hầu gái và một cô nàng trẻ tuổi. Thẩm Quát nói vẻ mặt hiện lên một tia hâm mộ. Ha ha, tên kia khẩu vị thật đúng là độc đáo. Buổi tối có phải là muốn ba người thay nhau ra trận không, tuy nhiên, khẩu vị cũng quá độc đáo rồi. Nếu như nói là ba cô nàng thì không sao, còn mang theo người hầu gái, thú vị, có thủ đoạn, độc đáo. Hồ Thuyết rung đùi đắc ý nói. Thuận tay còn lồng vào ngực cô nàng trong lòng nhéo một cái. Khiến cô nàng kia đau đến mức rơi nước mắt mới cười ha ha dừng tay lại. Đâu phải không có người thích hầu gái. Đừng nhìn người hầu gái già, da mặt nhăn nhó, không chừng chơi còn đặc sắc hơn. Dù sao, kinh nghiệm mấy chục năm tích lũy không phải một cô gái bình thường có thể bì dược. Trần Tiểu Mãn vẻ mặt đáng khinh cười nói. Quay người nói tiếp. Hồ Thuyết đã chuẩn bị hết chưa? Buổi tối chúng ta sẽ xem trò hay. Tốt rồi. Tôi vừa gọi điện thoại cho chi đội trưởng đội trị an Tôn Tương Danh. Buổi tối y sẽ tự mình dẫn đội đến đó. Thế nào anh Trần, phân lượng đủ lớn rồi chứ? Đến lúc đó, một bí thư thành phố Đồng Lĩnh bị bắt giam ngay tại giường sáng mai chắc chắn sẽ lên trang đầu của các báo ở Tấn Lĩnh. Để xem hắn còn có thể hoành tráng như thế nào, còn thế nào làm lãnh đạo, làm cán bộ của đảng, ha ha, một người như hắn đã nên đá ra ngoài từ trước. Hồ Thuyết đắc y búng điếu thuốc ra xa. Cha Hồ Quý Thiên là phó giám đốc thường trực sở công an tỉnh, sai khiến mấy cảnh sát giống như trò chơi. Anh Mãn, hay chúng ta đến trước xem tên kia làm thế nào chơi một lúc ba người. Đến lúc đó gọi phóng viên đến chụp ảnh lưu lại, cuối cùng gọi đội trưởng Tôn đến làm việc. Lúc đó nhất định phải làm cho thằng nhóc kia không chết cũng thành cứt. Dám chiếm phòng của ông đây sao? Bố mày là Diêm La. Thẩm Quát đột nhiên cười gượng đề nghị. Đúng vậy. Đến lúc đó chúng ta đá cho tên kia mấy đá lúc hắn đang cởi chuông chắc chắn hết giận. Bao nghị sao có thể rộng lượng với hắn, chúng ta dù sao cũng phải tìm lại từ chỗ hắn. Bằng không, cũng phải ấm ức có phải không? Hồ Thuyết cũng hứng thú, hai mắt lập tức sáng lên. Việc này chỉ sợ không thỏa đáng, cảnh sát chấp pháp tuy nói có thể làm thế nào cũng được nhưng dù sao cũng phải giả trang. Chúng ta cứ thế đi vào cũng quá kiêu ngạo, phải biết rằng khách sạn Long Giang chắc chắn có camera. Trần Tiểu Mãn khoát tay áo nói. Trước tiên để người của chúng ta gõ cửa, sau đó chúng ra tắt đèn đánh một trận, sau đó đèn lại sáng để chụp ảnh, lúc này đội trưởng Tôn cũng dẫn người từ bên ngoài vào không phải là phù hợp sao? Còn camera, bảo người ta động chút tay chân không phải dễ như ăn sáng sao? Tôi biết rất nhiều người chuyên nghiệp trong việc này, đều là cao thủ máy tính. Đến lúc đó xóa hết camera của khách sạn Long Giang là được. Thẩm Quát vẻ mặt hào hứng nói. Cách này không tệ, đến lúc đó cả tối lửa tắt đèn đánh nhau có lẽ bọn họ cũng không dám nói bậy. Hơn nữa, chỉ cần chúng ta nói không việc gì, đội trưởng Tôn sẽ nói có việc sao. Việc như thế này đội trưởng Tôn hoàn toàn có thể sắp xếp tốt căn bản chúng ta không cần phải lo lắng. Hồ Thuyết cũng đứng bên cạnh giật dây. Làm đi. Trần Tiểu Mãn ném vỏ chai rượu ra một góc quát lên. Không lâu sau vang lên tiếng cười phóng đãng của ba con hổ của Tấn Lĩnh. 9 giờ hơn buổi tối, trong phòng khách quý ở khách sạn Long Giáng. Chúng ta uống vài chén thì thế nào? Diệp Phàm hỏi Lạc Tuyết Phiêu Mai đang đỏ mặt bên cạnh.
vậy uống một ly rượu vang. Lạc Tuyết Phiêu Mai có chút ngượng ngùng nói, tuy đã cùng Diệp Phàm làm việc kia nhưng hai người cũng không có nhiều thời gian ở gần nhau. Từ khi gặp nhau ở Vu Sơn cũng đến giờ đã hơn 2 năm không gặp mặt rồi. Trong thời gian đó Lạc Tuyết luôn dưỡng thương, cũng có hiệu quả. Thương thế của cô đã tốt lên, hơn nữa, sau đó cũng khôi phục tứ đẳng khai nguyên. Chương 2235, bắt khách làng chơi. Một ly sao được, ít nhất phải 3 ly. Lạc Tuyết, nghe nói người đang say là lúc làm chuyện đó càng tăng hứng thú. Diệp Phàm cười khan một tiếng, nhéo mặt Lạc Tuyết một cái. Chỉ cần anh, thoải mái em không sao. Lạc Tuyết nhẹ nhàng nói. Hai người không ngờ đều có cảm giác kích thích của lần đầu tiên. Diệp Phàm cân cần khui rượu rồi rót rượu. Uống 3 chén xong thì quần đùi và bra đã bị ném xuống gầm giường. Tấm nệm cao cấp cũng lay động kịch liệt, may mắn là khách sạn cách âm tốt, nếu không thế nào cũng làm cho mấy người hầu của Lạc Tuyết sợ hãi. Một lúc lâu sau mới ngừng nghỉ. Lạc Tuyết, sao đến giờ anh vẫn chưa nghe nói đến cha em? Rốt cuộc sao lại thế? Cha em họ Lạc đúng không? Diệp Phàm không khỏi cảm thấy lạ hỏi, bởi vì vừa rồi người hầu gái báo lại nói là bên ngoài không có gì bất thường, Diệp Phàm cũng có thời gian rảnh nói chuyện phiếm với Lạc Tuyết. Đối với Vu Sơn Cung và Mai Thiên Tuyết, Diệp Phàm vẫn cảm giác mẹ vợ rất thần bí. Mọi việc hắn đều không hiểu, đến tận bây giờ, Diệp Phàm chỉ biết Mai Thiên Tuyết là chủ của Vu Sơn Cung, là một trong lục tôn của Trung Quốc. Những cách khác đều không biết, hắn thật sự rất hiếu kỳ, đều thích dò bí mật của người khác. Vũ trụ này còn biết bao điều huyền bí mật của con người đương nhiên càng trở nên hứng thú rồi. Ôi! Lạc Tuyết Phiêu Mai thở dài vẻ mặt u buồn nhìn Diệp Phàm một cái nói. Mẹ em không muốn nói, chính em cũng không biết. Cha em đã không thấy từ khi em còn rất nhỏ, em cũng không có chút ấn tượng nào. Em luôn nghĩ giữa mẹ và cha đã xảy ra chuyện gì ghê gớm. Bằng không, mẹ em chưa già, mới hơn 50, chắc cha em cũng vậy. Nếu nói là mất chắc chắn không phải, những người luyện võ như bọn họ, cơ thể cũng đều rất tốt. So với người bình thường thì họ ít bị bệnh hơn, tỷ lệ sống thọ sẽ nhiều hơn một chút. Một cao thủ cửu đẳng, sống trên 100 tuổi tỷ lệ cao hơn người bình thường mấy chục lần. Chỉ cần không phải bị tổn thương nặng, hoặc là ung thư gì đó có thể cứu chữa được sẽ không mất sớm. Ôi cũng là vất vả cho mẹ em rồi. Diệp Phàm thở dài yêu thương vuốt ve Lạc Tuyết. Tuy vẻ ngoài mẹ rất kiên cường nhưng thực ra em hiểu được mẹ sống hề vui vẻ. Rất nhiều lúc em đã thấy mẹ đang ngẩn người vẻ mặt đầy u buồn. Thậm chí có vài lần bà còn khóc thầm, em biết mẹ nghĩ đến cha. Tuy nhiên, trước mặt người ngoài, bà không bao giờ thể hiện ra. Vu Sơn Cung bây giờ những cũng đã tan tác, chỉ còn lại 20 người quan trọng nhất còn lại. Mẹ nói, không muốn cho gia tộc đứng ở trong núi sâu, xã hội hiện đại, mọi thứ đều phải tiến lên. Rất nhiều gia tộc đã không còn thích hợp sống ở nơi thâm sơn cùng cốc nữa. Mẹ cũng nói chỉ cần ai muốn ở lại bên ngoài, mẹ đều cung cấp tiền để họ an cư. Đến giờ, trong cung chỉ còn lại vài tòa nhà cũ, trước kia còn có chút vàng bạc, hiện giờ có lẽ cùng tan tác rồi. Tuy nhiên, mẹ có phân phát thế nào vẫn để cho em 100 triệu trong ngân hàng, khoảng tiền này em mang theo người, nếu anh cần thì cứ lấy dùng. Lạc Tuyết nói xong liền đi lấy chi phiếu trong túi. Bỏ đi, em cứ giữ, anh không thiếu tiền. Diệp Phàm kéo Lạc Tuyết lại. Em giữ cũng không có tác dụng gì. Lạc Tuyết lắc đầu. Cứ giữ lấy, anh thật sự không thiếu tiền. Em biết bản lĩnh của anh, ha ha. Diệp Phàm cười nói. Xem anh đắc ý kìa. Lạc Tuyết Phiêu Mai tức giận lườm hắn một cái, quay người đỏ mặt nói. Diệp Phàm lần này em đến Đồng Lĩnh đã chuẩn bị ở một thời gian dài, em đã bảo vũ em tìm một địa điểm. Em sẽ không quấy rầy cuộc sống của anh. Việc này, Lạc Tuyết, việc này. Diệp Phàm rất ngại, không thể nói vì áy náy. Em muốn có con, lần này nhất định mang thai. Mẹ cũng già rồi, trừ việc thỉnh thoảng đi ra ngoài bình thường đều ở trong cung. Cho nên, bà muốn có một đứa cháu. Và chúng ta có con em còn có bạn. Lạc Tuyết Phiêu Mai rất hiểu chuyện nói. Diệp Phàm còn có thể nói gì, chỉ có thể nhìn cô đầy trìu mến và áy náy. Nếu như có thể được song thai thì một sẽ họ Lạc nhé. Diệp Phàm nói, đêm đã khuya, qua không giờ rồi. Tất cả mọi người đều ngủ. Đột nhiên người hầu gái truyền đến tin tức, nói vừa rồi Thẩm Quát dẫn vài người vào khách sạn, đi sau họ còn có mấy cảnh sát.
Tuy nhiên, trong đám người họ Thẩm có một người thanh niên giống như người đứng đầu. Hắn nói với cảnh sát cái gì đó. Sau đó cảnh sát liền đợi ở dưới tầm mấy người Thẩm quát đi lên trước. Ha ha, không phải Trần Tiểu Mãn thì là Hồ Thuyết. Có trò hay để xem đây. Trong lòng Diệp Phàm thầm nói một cậu, ôm Lạc Tuyết vừa mới ngủ hôn một cái. Thật ghét, vừa mới xong mệt muốn chết, để cho em ngủ một cái, anh lại tới nữa. Lạc Tuyết tức giận mở mắt hừ nói. Đừng ngủ, chờ xem cuộc vui. Diệp Phàm cười thần bí. Không lâu bên kia quả nhiên truyền đến tiếng ồn ào. Cửa phòng Diệp Phàm cũng bị người bấm chuông, Diệp Phàm mở cửa cố ý ngáp một cái, còn chưa lên tiếng Mễ Nguyện mặt đã biến thành màu đen. Bí thư Diệp, xảy ra chuyện lớn. Đêm hôm khuya khoắt xảy ra chuyện gì lớn? Diệp Phàm cố ý hỏi. Khách của chúng ta bị người ta đánh. Mễ Nguyệt tức giận nói. Bị người đánh, ai dám đánh khách nước ngoài của chúng ta? Diệp Phàm hơi ngẩn ra, cũng chưa kịp thay quần áo, mặc đồ ngủ chạy ra hành lang. Phát hiện hành lang đang đứng mấy người cảnh sát lộn xộn, còn có mấy phóng viên đang chụp ảnh. Đèn flash lóe lên. Bí thư Đảng ủy Công an thành phố Đồng Lĩnh Hạo Cường chỉ vào mấy người thanh niên hét lên. Các anh là ai? Sao có thể làm sằng bậy như vậy? Các anh là cảnh sát ở đâu? Thấy Diệp Phàm đến, Hạo Cường lập tức nói. Bí thư Diệp, mấy người thanh niên này lấy lý do cảnh sát kiểm tra phòng, sau khi đi vào liền thô bạo đánh khách của chúng ta. Quả thực là những người thô bạo, sau đó một người cảnh sát xông đến nói là bắt khách làng chơi. Dám nói khách của chúng ta là khách làng chơi. Loạn hết rồi. Bên trong không có một người con gái thì chơi cái gì? Vì Hạo Cường và Mễ Nguyệt được Diệp Phàm sắp xếp ở phòng đối diện với khách Canada cho nên, đã nhanh chóng biết chuyện xảy ra ở đó. Sao lại thế này? Diệp Phàm vội vàng chen vào phòng, phát hiện bên trong loạn hết lên, chăn gối đều bị kéo xuống đất hết. Mà mấy người Trần Tiểu Mãn đã không thấy tăm hơi. Tuy nhiên, trong góc phòng còn có hai người thanh niên. Đoán chừng là chân tay của mấy người Tiểu Mãn. Mà Trần Tiểu Mãn thấy tình hình không đúng đã trốn trước. Chủ tịch thành phố Me của Canada Vương Bản Xương đầu tóc rối bù, áo ngủ không ngờ cũng bị xé rách, hai người khác mông còn lộ cả ra ngoài. Trên mặt đều có mấy vết bầm tím, nghe nói lúc ấy chủ tịch thành phố Vương giãy giụa tốt nhất, cho nên cũng bị đánh cho thảm nhất, mặt sưng lên hết. Một người cảnh sát cao gầy đứng trước giường, người này khá xấu hổ, vẻ mặt dở khóc dở cười. Tôi là bí thư thành ủy Đồng Lĩnh Diệp Phàm, các anh làm trò gì vậy? Diệp Phàm chỉ vào người cảnh sát trừng mắt quát. Sau đó lại chỉ vào mấy người chủ tịch Vương nói. Bọn họ là khách của thành phố Me của Canada đến Đồng Lĩnh để khảo sát. Chủ tịch Ngô không ngờ bị các anh đánh thành như thế này, các anh muốn gì? Muốn làm gì? Việc các anh làm nếu gây ra tổn thất cho thành phố Đồng Lĩnh thì tôi sẽ tìm giám đốc các anh nói chuyện. Là, bí thư Diệp. Tôi ở trung đoàn chỉ an tôn tương danh. Vừa rồi nhận được tin tức của mấy người nói là phòng số 1 có người bán dâm cho nên đến đây để điều tra thêm. Việc này, chỉ là hiểu lầm thôi. Chúng tôi thật sự nhận được tố cáo. Không tin anh có thể kiểm tra bản ghi chép của cảnh sát chúng tôi. Chi đội trưởng Tôn mặt đỏ bừng, giọng có chút cứng rắn nói. Tưởng là khách chơi lớn, không ngờ đánh khách nước ngoài. Người bị đánh còn là chủ tịch thành phố gì đó, vẫn chưa hết. Còn có bí thư thành ủy Đồng Lĩnh, dễ trêu vào như vậy sao? Người ta thật sự tìm đến sở công an tỉnh nói chuyện, có lẽ giám đốc sẽ rút trang phục cảnh sát của anh. Điều tra là quyền của anh, tôi muốn hỏi đội trưởng Tôn, là ai cho phép anh đánh người khi chấp pháp? Diệp Phàm quy kết ngay. Lúc này giám đốc điều hành khách sạn cũng đến, vừa thấy tình hình này có lẽ cũng biết Tôn tương danh, vì thế lạnh lùng nhìn gã nói. Thật là uy phong. Đến khách sạn Long Giang chúng tôi dương oai hả? Phải biết rằng khách sạn Long Giang là khách sạn xa hoa nhất thành phố Long Giang. Hơn nữa vẫn của nhà nước. Bình thường ở tỉnh có khách quan trọng gì đều nghỉ ở đây. Cho nên, lãnh đạo ở đây đều có quan hệ với lãnh đạo ủy ban nhân dân và tỉnh ủy. Tôn tương danh căn bản không coi người ta ra gì. Không phải chúng tôi đánh, chúng tôi chỉ đến điều tra. Lúc đó đi vào bọn họ đã đánh. Người đánh chính là hai người bọn họ, đã bị chúng tôi chế ngự. Lúc này một người cảnh sát đứng bên cạnh Tôn tương danh vội vàng chỉ vào hai người ở trong góc giải thích. Không chỉ hai người bọn họ, bí thư Diệp vừa rồi có 5-6 người. Tuy nhiên, lúc những người cảnh sát này đi vào họ đã chạy trốn hết. Lúc này chủ tịch Ngô đã khôi phục bình tĩnh,
hừ nói, trong lời nói tuyệt đối đúng. Ông ấy nhìn Diệp Phàm một cái nói. Nếu như trình độ ở tỉnh của các vị như thế này, tôi thấy khảo sát cũng không có ý nghĩa gì nữa. Nói xong Chủ tịch Vương quay lại mấy người nhân viên nói. Lập tức sắp xếp một chút, chúng ta trở về ngay trong đêm. Chủ tịch thành phố Vương xin chờ một chút, bất kể như thế nào, xin anh tin tưởng lãnh đạo và nhân dân tỉnh Tấn Lĩnh chúng ta. Chuyện này mặc kệ dính dáng đến người nào chúng tôi chắc chắn sẽ cho anh một câu trả lời hài lòng. Nhất định sẽ nghiêm trị hung thủ. Diệp Phàm tỏ thái độ kiên quyết. Người đâu đội trưởng Tôn? Diệp Phàm quay lại ép đội trưởng Tôn. Vừa rồi chúng tôi không đề phòng để cho bọn họ chạy mấy. Cấp dưới của tôi đang truy tìm bên ngoài. Tuy nhiên, bọn họ chạy nhanh hơn đã mất dạng rồi. Đội trưởng Tôn vẻ mặt xấu hổ nói, người này chán đầy mồ hôi. Chương 2236, khiêu chiến với Sở Công an tỉnh. Mấy người cảnh sát các anh còn có thể để 3-4 người chạy trốn. Bí thư Diệp tôi nghi ngờ bọn họ cố ý để những người kia chạy trốn. Hơn nữa, nhưng việc này nhất định là có âm mưu. Lúc này một cấp dưới của Chủ tịch Vương bất bình nói. Giám đốc Trần, khách sạn các anh có camera theo dõi không? Diệp Phàm hừ nói. Có, lập tức cho mang đến. Giám đốc Trần cũng nóng nảy, khách nước ngoài không ngờ bị đánh. Nếu việc này truyền ra ngoài thì về sau còn có khách nước ngoài nào đến khách sạn Long Giang ở nữa? Giám đốc Trần cảm thấy giống như có lửa đốt vào mông. Tuy nhiên, điều khiến giám đốc Trần khá tức giận vì camera ngay tại hành lang đột nhiên không hoạt động. Không có quay được bất kỳ hình ảnh nào. Sau khi kiểm tra mới phát hiện toàn bộ camera đã biến mất, phòng theo dõi tổng cũng không thu được tín hiệu gì, mọi chứng cứ đều bị mất. Thủ đoạn rất tài giỏi. Trần Tiểu Mãn cũng biết suy nghĩ một chút, Diệp Phàm thầm cười lạnh một tiếng trong lòng. Tuy nhiên, người đi qua để lại dấu vết, chim đi qua để lại cọng lông. Diệp Phàm không tin không thể đưa mấy người Trần Tiểu Mãn ra trước pháp luật. Diệp Phàm đã có chuẩn bị trước, tất nhiên là tính toán kỹ càng từ trước. Xem ra, chuyện này là có âm mưu. Diệp Phàm cố ý nói, quay người nói. Việc này đã lên đến mức hình sự. Tôi thấy còn phải mời Trung đoàn Cảnh sát Hình sự Sở Công an tỉnh điều tra phá án rồi. Tôn Tương Danh vừa nghe, vẻ mặt càng trầm xuống, vội vàng nói. Bí thư Diệp, việc camera giám sát của khách sạn không hoạt động cũng là bình thường. Con người cũng có thể bệnh, huống chi là máy tính có phải không? Anh yên tâm, chúng tôi sẽ cố gắng điều tra để bắt được hung thủ. Không việc gì, hòa thượng chạy được nhưng miếu không chạy được. Đây không phải có hai người sao? Diệp Phàm chỉ vào hai thanh niên ở trong góc. Không lâu đội cảnh sát hình sự Sở Công an tỉnh đến. Lập tức tiến hành kiểm tra hiện trường, việc này liền giao cho đội cảnh sát hình sự. Không dễ để thuyết phục Chủ tịch Vương đồng ý ở lại tỉnh thành vài ngày. Tuy nhiên Chủ tịch sống chết không muốn ở lại khách sạn Long Giang. Cuối cùng Diệp Phàm đề nghị đến nhà khách tỉnh ủy. Chủ tịch Ngô cảm thấy đến nhà khách chính quyền sẽ an toàn hơn một chút cũng đồng ý. Tuy nhiên, đối với việc khảo sát, Chủ tịch Ngô đã hoàn toàn mất hứng. Đồng ý ở lại tỉnh thành đơn giản là muốn biết kết quả. Nếu không đã đi rồi, Diệp Phàm tạm thời cũng chỉ có thể tính từng bước một. Cậu chủ, tôi đã chụp toàn bộ ra rồi. Diệp Phàm vừa bước vào phòng của người hầu cô bé Mai Hương đã đắc ý giơ giơ hộp băng lên. 9 giờ sáng ngày thứ hai, Diệp Phàm cùng Hạo Cường đúng giờ đến phòng họp số 6 Ủy ban Nhân dân tỉnh. Phó Chủ tịch tỉnh Trần Húc ngồi giữa, bên trái là Hồ Quý Thiên dẫn đầu các đồng chí của Sở Công an tỉnh. Bên này là Diệp Phàm, Hạo Cường và Mễ Nguyệt. Ban đầu Diệp Phàm định để Mễ Nguyệt dẫn đoàn khảo sát của Canada về nước, sau đó để Chủ tịch Cao Thành tiếp đón làm việc. Tuy nhiên, nếu xảy ra việc này, Chủ tịch Vương căn bản cũng không đồng ý đi. Cho nên, Mễ Nguyệt liền mất đi tác dụng, cuối cùng theo Diệp Phàm đến đây. Nhiều người cũng có thêm ưu thế. Cứ ngồi như vậy, giống như đàm phán. Hôm nay gọi các cậu đến đây để hai bên cùng ngồi một chỗ, chủ yếu là bàn về người đảm nhiệm chức vụ Cục trưởng Cục Công an thành phố Đồng Lĩnh. Hy vọng mọi người có thể nói hết những gì muốn nói, đều là vì nước vì dân thôi. Tin rằng các anh có thể có được thỏa thuận để quyết định việc này. Phó Chủ tịch Trần lên tiếng nhìn hai bên một cái nói tiếp. Việc này, hay là do địa phương nói trước đi, bọn họ đến đây một chuyến không dễ dàng. Các đồng chí tỉnh thành phải thông cảm một chút. Nói xong Phó Chủ tịch Trần ra hiệu cho bên Diệp Phàm.
Phó Chủ tịch Trần còn tỏ ra khá quan tâm. Đồng chí Bao Nghị của Trung đoàn Cảnh sát Giao thông chắc các đồng chí ở Sở Công an tỉnh hẳn biết rõ hơn tất cả. Là đồng chí đã bắt được 3 tội phạm truy nã toàn quốc vì tội giết người. Hạo Cường bắt đầu nói về thành tích của Bao Nghị. Mặc cho Hạo Cường không muốn nói giúp cho người sẽ đến ngồi trên mình, tuy nhiên, hôm nay đại diện cho thành phố Đồng Lĩnh nên suy nghĩ không giống như lúc trước. Hơn nữa, trong lòng Hạo Cường đương nhiên cũng không muốn Ninh Mãn ngồi vào vị trí này. Để Ninh Mãn ngồi vào còn không bằng để một người ngoài như Bao Nghị đi lên. Bởi vì Hạo Cường không cùng chí hướng với chủ tịch thành phố Cao Thành. Đối với tay chân của Cao Thành như Ninh Mãn đương nhiên càng không hài lòng. Hơn nữa, Ninh Mãn làm phó cục trưởng thường trực cục công an thành phố Đồng Lĩnh đã không ít năm, căn cơ vững chắc cũng có rất nhiều người thân tín. Người như vậy bí thư đảng ủy công an như Hạo Cường muốn sai khiến động đến y một chút cũng khó. Mà Bao Nghị tuy nói là Diệp Phàm cật lực đề cử nhưng gã vẫn là người ngoài. Đến lúc đó Hạo Cường tin tưởng mình có thể dùng một chút thủ đoạn lấy hết quyền lực của Bao Nghị không phải là không có khả năng. Đến lúc đó bí thư đảng ủy công an như y có thể điều khiển toàn bộ cục công an thành phố rồi. Này khác gì kiêm nhiệm luôn chức cục trưởng, cho nên Hạo Cường vẫn khá cố gắng. Bí thư Trì, anh nói chỉ về thành tích trước đây. Phó Giám đốc Sở Công an tỉnh Tấn Lĩnh Dương Tiêu thản nhiên hừ nói. Cũng không thể nói là chỉ có thành tích trước đây. Phải biết rằng đồng chí Bao Nghị gần đây lập công 2 lần trong vòng chưa đến nửa năm. Nếu trong 1 năm cũng gọi là thành tích cũ thì mấy đồng chí kia còn lập công làm gì? Diệp Phàm hỏi lại. Ha ha, bí thư Diệp chúng tôi nói là không riêng gì lập công. Sơ yếu lý lịch của Bao Nghị tất cả mọi người đều xem rồi. Vì sao y phải bị phạt cách chức chi đội trưởng? Đó là bởi vì y phạm sai lầm không thể tưởng tượng được cảnh sát giao thông chấp pháp thô bạo. Cuối cùng đến chức phó chi đội trưởng cũng không thể đảm nhiệm. Một đồng chí như vậy còn có thể đảm nhiệm cục trưởng cục công an thành phố sao? Tôi không muốn nói trong lòng một số đồng chí nghĩ như thế nào. Lòng người khó dò có lẽ suy nghĩ khác nhau. Tuy nhiên, tổng kết mọi mặt thì thật sự không thích hợp. Phó Giám đốc Dương nói, muốn chĩa mũi nhọn vào Diệp Phàm. Phó Giám đốc Dương, không phải không thích hợp mà tuyệt đối không thể. Một đồng chí như vậy cũng được đề bạt thì cán bộ sau này sợ gì phạm sai lầm. Phạm sai lầm lập tức có thể được đề bạt, đây là không quan tâm đến quy định lựa chọn nhân tài của tổ chức, bỏ tính giai cấp và nguyên tắc đi đâu. Tiêu chuẩn lựa chọn cán bộ ở đâu? Tôi hy vọng một số đồng chí có thể thận trọng suy xét một chút. Giám đốc Hồ nói dõng dạc. Phạm sai lầm, tôi muốn hỏi Sở Công an tỉnh một chút về chuyện đối đãi với đồng chí Bao Nghị. Đầu tiên tôi không muốn nói là các anh đối đãi không công bằng với đồng chí Bao Nghị. Nhưng nếu các anh nói đồng chí Bao Nghị sai lầm vậy thì mời các anh đưa ra chứng cứ chứng minh đồng chí Bao Nghị phạm sai lầm. Việc này tôi không có quyền xem xét nhưng nếu hiện giờ chúng ta nghiên cứu thảo luận vấn đề đề bạt đồng chí Bao Nghị vậy thì phải đưa ra chứng cứ chứng minh mới đúng. Nếu Sở Công an tỉnh có thể đưa ra chứng cứ xác thực chứng minh đồng chí Bao Nghị thật sự mắc sai lầm thì Diệp Phàm tôi cũng không nói gì. Chuyện đề cử của anh ta sẽ không đề cập đến nữa. Huống chi, điều lệ quản lý tổ chức của cơ quan công an có quy định chính quyền địa phương bổ nhiệm cục trưởng cục công an hoặc giám đốc Sở Công an phải được cơ quan công an cấp dưới đồng ý. Nếu cơ quan cấp trên tỏ vẻ không đồng ý chính quyền địa phương tạm thời không thể đệ trình lên Hội đồng Nhân dân, chỉ có khi hai bên nhất trí hoàn toàn mới có thể đệ trình lên Hội đồng Nhân dân biểu quyết thông qua. Mà vấn đề nhân sự của Cục Công an cũng có nói, cơ quan công an là được quản lý bởi 2 cấp, do chính quyền địa phương và cơ quan công an cấp trên quản lý. Chính quyền địa phương là việc chính, cơ quan công an cấp trên là phụ. Như thế nào gọi là lấy chính quyền đại phương làm việc chính? Đó là nói trong việc bổ nhiệm nhân sự lấy chính quyền địa phương là việc chính. Sở Công an tỉnh ngăn cản quyết định do hội nghị thường vụ của chúng tôi mạnh mẽ như vậy. Tôi muốn các anh giải thích tại sao lại thế. Nếu hiện giờ cũng có thể đưa ra đây vậy thì mời các anh đưa ra chứng cứ. Diệp Phàm tỏ thái độ kiên quyết, hai mắt nhìn chằm chằm Hồ Quý Thiên. Chẳng lẽ bí thư Diệp nghi ngờ quyết định của đảng ủy Sở Công an tỉnh? Điều chỉnh cương vị công tác của Bao Kiên Quyết là do tập thể đảng ủy Sở Công an tỉnh thông qua, chẳng lẽ tập thể đảng ủy Sở Công an tỉnh đều mắt mù? Hồ Quý Thiên bắt đầu lấy thế đè người, tung ra toàn bộ Sở Công an tỉnh. Tôi không phải nghi ngờ, chỉ là tôi muốn một lời giải thích. Đối với việc đề bạt một đồng chí đương nhiên phải thận trọng.
quyết định của Đảng ủy Sở Công an tỉnh cũng không thể thay thế quyết định của Thành ủy Đồng Lĩnh chúng tôi. Nếu các anh không thể đưa ra chứng cứ liên quan đến việc điều chỉnh Bao Nghị thì chứng tỏ việc các anh điều chỉnh Bao Nghị chỉ vì công tác cần mà không phải vì đồng chí Bao Nghị phạm sai lầm gì. Vậy hôm nay ở trong này chúng ta hãy nói hết ra. Tôi muốn tại đây Phó Chủ tịch Trần phải đưa ra quyết định. Sở Công an tỉnh không thể ngăn cản Thành ủy Đồng Lĩnh đề cử đồng chí Bao Nghị đảm nhiệm chức Cục trưởng Cục Công an thành phố. Diệp Phàm cũng dùng ngôn từ sắc bén, anh dùng Sở Công an tỉnh thì tôi sẽ đem Thành ủy Đồng Lĩnh ra, hai đơn vị đồng cấp không người nào kém người nào. Hừ, Bí thư Diệp, thái độ của anh là thái độ gì? Anh nói ra câu này là không tin Đảng ủy Sở Công an tỉnh có phải không? Hồ Quý Thiên có chút băn khoăn, đương nhiên không chịu đưa ra cái gì. Lúc đó xử lý Bao Nghị trong đó có mưu mẹo, nếu quả thật đưa ra thì coi như châm một thùng thuốc súng. Diệp Phàm cũng nghe được tình hình này cho nên nắm chặt lấy vấn đề này. Đồng chí Diệp Phàm, thật ra, anh cũng có thể xem xét một đồng chí khác, vì sao chỉ nhìn vào một đồng chí? Nhiều lựa chọn không phải là rất tốt sao? Như vậy, các anh và Sở Công an tỉnh có thể có tiếng nói chung, có phải là việc này được giải quyết xong không? Làm gì phải phiền toái như vậy lại phải kiểm tra lại tài liệu. Sở Công an tỉnh làm việc có quy tắc của Sở Công an tỉnh, tài liệu không thích hợp không thể mở. Lúc này Phó Chủ tịch Trần lên tiếng, rõ ràng có ý bênh Sở Công an tỉnh. Ha ha, Phó Chủ tịch Trần, việc này là thành phố Đồng Lĩnh chúng tôi đang chọn Cục trưởng Cục Công an. Nếu không thận trọng xảy ra chuyện gì đây là chuyện chúng tôi phải chịu trách nhiệm trước mấy trăm vạn dân. Chẳng qua đề nghị Sở Công an tỉnh đưa ra một ít tài liệu, tôi nghĩ nếu không phải liên quan đến cơ mật quốc gia thì để cho Diệp Phàm tôi xem một chút có làm sao. Nếu như một yêu cầu nhỏ của chúng tôi cũng không thể được thì chính quyền địa phương có quyền chủ động trong việc chọn Cục trưởng Cục Công an chẳng phải là giao cho Sở Công an tỉnh sao? Vậy còn nói là chính quyền địa phương là chính, cơ quan công an cấp trên là phụ cái gì? Chúng ta không thể lẫn lộn đầu đuôi có phải không? Diệp Phàm phản bác. Chương 2237, tất cả trợn tròn mắt. Đồng chí Diệp Phàm, căn bản là anh đang quấy rối. Nếu mọi người đều có thái độ như vậy, thì buổi gặp mặt hôm nay hoàn toàn lãng phí. Anh không nghe Phó Chủ tịch khuyên sao? Có một số việc lui một bước trời cao biển rộng, trái đất này vẫn quay tròn mà. Vậy thì các anh nói về Phó Cục trưởng Thường trực Cục Công an thành phố Đồng Lĩnh Ninh Mãn đi. Làm Phó Cục trưởng Thường trực, rồi trong ngành công an đã nhiều năm. Có không ít thành tích, vì sao anh không quan tâm đến những việc này? Hơn nữa, Ninh Mãn làm Phó Cục trưởng Thường trực có thể đề bạt lên chức Cục trưởng Cục Công an thành phố, phù hợp với trình tự. Thứ hai là khi anh ta lên không phải có thể triển khai công việc ngay sao? Hơn nữa, cũng là đồng chí công tác tại Cục Công an Đồng Lĩnh, sẽ quen thuộc với công việc tại đây. Diệp Phàm còn chưa lên tiếng không thể tưởng tượng được Hạo Cường đã dành trả lời trước. Trong hội nghị thường vụ thành ủy lần trước đã thảo luận chuyện của y, không đáng thảo luận chuyện của y. Đồng chí Ninh Mãn mới đảm nhiệm chức phó cục trưởng thường trực 2 năm, hơn nữa trong công việc thường thường cũng không có thành tích lớn. Năm trước ở phố Đông Bình xảy ra sự kiện ẩu đả tập thể, y tự mình dẫn người đi giải quyết. Kết quả còn gây ra 2 người bị thương và 2 người chết. Việc này, lúc đó tuy nói cục đã ém nhẹp nhưng đảng ủy cục vẫn nhắc nhở về đảng, xét đến tuổi công tác của y. Đã công tác trong mặt trận công an mấy chục năm, người muốn danh cây muốn ra có phải không? Cho nên, chuyện này chỉ không tuyên bố ra bên ngoài thôi. Lão già này giấu khá sâu, lần trước trong hội nghị thường vụ không nghe y đề xuất việc này. Xem ra, mâu thuẫn giữa Hạo Cường và Ninh Mãn không thể điều hòa được rồi. Diệp Phàm thầm nghĩ trong lòng. Việc này thật. Hồ Quý Thiên nghiêm mặt thật ra hỏi cũng giống như nói nhảm. Tuy nhiên, Hồ Quý Thiên có tư thế dựa thế đè người. Ý là bảo Hạo Cường nói rõ việc này một chút. Hạo Cường quả nhiên do dự không nói tiếp, y có chút hối hận vừa rồi mình đã lên tiếng quá nhanh. Có phải thật hay không cứ tra biên bản hội nghị của Cục Công an thành phố Đồng Lĩnh là rõ nhất. Tôi nghĩ việc này tuy không thông báo ra bên ngoài nhưng nếu có xử lý về đảng thì tuyệt đối không ghi trong bản ghi chép có phải không? Diệp Phàm thản nhiên nói. Đồng chí Hạo Cường anh phải chịu trách nhiệm về việc mình nói. Không thể tưởng tượng được Phó Chủ tịch tỉnh Trần cũng ép ra, ông ta hai mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Hạo Cường, có ý uy hiếp. Bịa đặt là phải chịu phạt đấy, tin rằng bí thư chỉ hiểu rõ việc này, cơm không thể ăn bậy, nói cũng không thể loạn nói.
Phó Giám đốc Sở Dương cũng truy đến cùng. Việc này tôi nhớ không rõ ràng lắm. Trước áp lực của ba hòn núi lớn, Hạo Cường cuối cùng lựa chọn cách không rõ ràng. Việc này tôi nhớ ra rồi, Bí Thư chỉ nói tôi mới nhớ tới. Đúng lúc này trưởng ban thư ký Thành ủy Mễ Nguyệt đột nhiên chen vào, nhìn mọi người một cái nói. Đồng chí Ninh Mãn thật sự có xảy ra việc này. Lúc ấy Đảng ủy Cục Công an còn đem một phần quyết định đến văn phòng Thành ủy. Lúc đó là tôi ký nhận, tuy nhiên Cục trưởng Đồng cũng có ra ám hiệu. Nói là việc này như thế nào thì cứ như thế đấy. Mà lúc đó Bí thư Thành ủy Trương Đồng cũng suy xét đến thành tích công tác của đồng chí Ninh Mãn, cho nên chỉ ghi chép lại cũng không công bố ra ngoài. Đồng chí Mễ Nguyệt, tôi vừa mới nói không thể nói loạn. Làm trưởng ban thư ký Thành ủy, cô phải chịu trách nhiệm về lời nói của mình. Hy vọng cô phải thận trọng. Hồ Quý Thiên lạnh lùng hừ nói, không ngờ có chút uy hiếp. Tôi chịu trách nhiệm. Mễ Nguyệt không bị giọng uy hiếp của Hồ Quý Thiên khuất phục, quả quyết nói. Nhất thời, sắc mặt ba người Trần Húc, Hồ Quý Thiên và Dương Tiêu đều có chút khó chịu. Đúng lúc này, đoán chừng là điện thoại của Hồ Quý Thiên bắt đầu chuyển động. Ông ta cầm điện thoại lên nhìn rồi đi ra nhà vệ sinh nghe điện thoại. Không lâu sau đi ra ngồi trên ghế có chút ngẩn người. Tôi thấy việc hôm nay nhất thời cũng không giải quyết được, để sau hãy quyết định đi. Đương nhiên, công tác của Cục Công an thành phố Đồng Lĩnh không thể buông lỏng, cứ để đồng chí Hạo Cường quyền chủ trì chức cục trưởng. Bí thư Diệp Anh thấy thế nào? Không thể tưởng tượng được Trần Húc muốn gác lại chuyện này, nếu Ninh Mãn không được thì Bao Nghị cũng không thể thông qua. Chị Hạo Cường vừa nghe tất nhiên trong lòng vui vẻ rồi. Trong lòng tự nhủ ngao cò tranh nhau, mình làm ngư ông đắc lợi. Phó Chủ tịch Trần, nếu đồng chí Ninh Mãn đã bị xử lý đảng, tôi thấy không thích hợp để bổ nhiệm Cục trưởng Cục Công an Đồng Lĩnh. Hồ Quý Thiên nói lời nói đầy sợ hãi. Dương Tiêu và Trần Húc đều có chút sững sờ nhìn y một cái, trong lòng tự nhủ không biết có phải người này uống lộn thuốc không. Chẳng qua là vào nhà vệ sinh một lát, chẳng lữ buồng vệ sinh có thuốc gì đó. Chỉ có Diệp Phàm bình tĩnh dựa ghế ngồi câu cá, biết hộp băng mình mang theo có tác dụng. Đồng chí Ninh Mãn không thích hợp việc này, nếu nhất thời không quyết định được thì sau này quyết định đi. Sau khi sửng sốt, Trần Húc vội vàng nói, y muốn nhắc nhở Hồ Quý Thiên đừng đem ưu thế đẩy ra để Diệp Phàm thắng lợi. Không thể tiếp tục kéo dài. Cục Công an Đồng Lĩnh là cục công an lớn. Thành phố Đồng Lĩnh có 400-500 vạn nhân khẩu. Vị trí cục trưởng cục công an thành phố lớn như vậy không thể để chống lâu. Tôi thấy đồng chí Ninh Mãn đã không có tư cách cạnh tranh, cứ để đồng chí Bao Kiên Quyết tạm thời giữ quyền cục trưởng đi. Hồ Quý Thiên tỏ thái độ mạnh mẽ. Lão Hồ, uống trà đã. Trần Húc nhẹ nhàng đập bàn nhắc nhở Hồ Quý Thiên tỉnh táo lại. Tôi không khát, Phó Chủ tịch Trần. Hôm nay tôi thay mặt đồng chí Giám đốc Cổ đồng ý với quyết định của Hội nghị Thường vụ Thành ủy Đồng Lĩnh về việc đề cử đồng chí Bao Nghị đảm nhiệm chức Cục trưởng Cục Công an thành phố Đồng Lĩnh. Kính đề nghị Phó Chủ tịch Trần ủng hộ Sở Công an tỉnh và Thành ủy Đồng Lĩnh. Hồ Quý Thiên khờ dại uống lộn thuốc lần này rất nghiêm túc nói. Được, việc này quyết định như vậy đi, tan họp. Trần Húc vẻ mặt tức giận đứng lên đi rồi. Cánh cửa bị Phó Chủ tịch tỉnh đóng cái rầm. Cảm ơn Giám đốc Sở Hồ đã ủng hộ công tác của Thành ủy Đồng Lĩnh. Diệp Phàm tươi cười giơ tay ra. Công tác của địa phương hẳn là Sở Công an tỉnh chúng tôi ủng hộ. Bí thư Diệp, các anh lập tức đến Sở Công an tỉnh làm các thủ tục có liên quan đi. Hồ Quý Thiên cứng nhắc đưa tay ra bắt tay Diệp Phàm. Đi ra khỏi phòng họp xong, Hồ Quý Thiên quay người đến phòng làm việc của Phó Chủ tịch Trần. Cậu uống lộn thuốc có phải không Lão Hồ? Phó Chủ tịch Trần vừa nhìn thấy đã hỏi ngay. Lão Trần, trước tiên anh nghe tôi giải thích đã rồi hãy mắng. Hồ Quý Thiên vội vàng nói, ngồi xuống ghế xoay. Đương nhiên, hai người giao tình rất tốt, xưng hô cũng khá tùy tiện. Cậu nói tôi nghe xem, hôm nay nếu không thể cho tôi một lời giải thích hợp tôi sẽ tức giận. Trần Húc tức giận lạnh lùng hừ nói rất nghiêm túc. Vừa rồi đột nhiên nhận được điện thoại lại là Bao Nghị gọi đến. Y nói trong tay có chút tài liệu, liên quan đến Tiểu Mãn và Hồ Thuyết cùng với Thẩm Quát. Nói là đêm qua ba thằng nhóc này đã dẫn người đến phòng khách sang trọng đặc biệt số 1 của khách sạn Long Giang để bắt khách làng chơi. Cuối cùng đánh đoàn người của Chủ tịch thành phố Me Canada. Mà Vương Bản Sương là do Diệp Phàm mời đến, nghe nói là đến thành phố Đồng Lĩnh khảo sát. Hơn nữa vụ án này cảnh sát hình sự đã tiếp nhận. Lúc ấy vốn có chút không tin, tuy nhiên,
nghe Bao Nghị khẳng định như vậy có lẽ là sự thật. Việc này Bao Nghị hẳn không dám nói loạn để lừa chúng ta. Hồ Quý Thiên nói vẻ mặt có chút khó coi. Cậu hỏi thẳng ba thằng đó sẽ biết. Vẻ mặt Trần Húc đã trầm lại, tuy nhiên, một chút tức giận chợt lóe lên rồi biến mất. Điện thoại không gọi được có lẽ lại chơi điên rồi. Buổi tối về xem bố trừng phạt nó thế nào. Hồ Quý Thiên nói nhìn Trần Húc một cái. Bao Nghị gan lớn hơn nữa cũng không dám lừa chúng ta. Việc này sao lại trùng hợp như vậy? Diệp Phàm dẫn khách Canada đến bị đánh. Hơn nữa còn bị người ta quay cuối cùng đưa cho Bao Nghị. Mà hôm nay chúng ta lại thảo luận vấn đề công tác của Bao Nghị. Lão Hồ, cậu nói xem việc trên có trùng hợp như vậy không? Hơn nữa rất khéo léo. Trần Húc thản nhiên hừ nói. Tôi cũng có nghi ngờ, tuy nhiên, lúc ấy không kịp nói với anh. Cho nên, đành phải đồng ý trước yêu cầu chức vụ của Bao Nghị. Con rùa này không ngờ đến uy hiếp chúng ta. Hồ Quý Thiên nói. Hừ, có thể cho y lên cũng có thể cho y xuống. Chức vụ, còn không phải là nắm trong tay. Việc này không đáng lo. Chỉ có điều việc này rốt cuộc là ai làm đây? Thật ra đáng để chú ý. Nếu nói là Diệp Phàm làm hình như không giống. Khách bị đánh hắn cũng không vui vẻ gì, có lẽ việc khảo sát cũng bị quấy nhiễu rồi. Mặc dù là đề cử Bao Nghị lên cũng không có lời. Diệp Phàm sẽ không ngu ngốc như vậy. Nếu nói là Bao Nghị làm, tuy nhiên mấy người tiểu mãn làm sao lại rơi vào bẫy của Bao Nghị. Bình thường tôi thấy ba thằng chúng khá thông minh, ngày hôm qua sao lại đần như trứng vậy. Buổi tối đem ba thằng đến nhà tôi chúng ta hỏi một chút. Đồ hỗn trướng, làm hỏng việc lớn của chúng ta. Trần Húc phẫn nộ nói. Nếu như Bao Nghị làm y không phải là muốn chức vụ. Chỉ sợ việc này do đối thủ của chúng ta làm, việc này cũng có chút phức tạp. Hồ Quý Thiên vẻ mặt trầm ngâm. Ừ, đánh người nước ngoài, hơn nữa là chủ tịch một thành phố. Vấn đề này khá khó giải quyết, nếu đối thủ của chúng ta kéo việc này ra, chúng ta nhức đầu rồi. Thật sự là khốn khiếp, làm sao lại không có đầu óc như vậy? Trần Húc thở dài, vẻ mặt cũng khó coi như Hồ Quý Thiên. Lão Trần, Bao Nghị là người tôi muốn trừng phạt, không thể để y có khả năng xoay chuyển tình thế. Hiện tại vì tình thế cấp bách cho nên chúng ta đề bạt lên, có thể mang đến phiền toái cho chúng ta không? Hồ Quý Thiên lo lắng. Chương 2238, tình huống bất ngờ. Cũng chưa chắc. Mặc dù muốn tính món nợ này thì phải đổ lên đầu Diệp Phàm. Bao Nghị đang nỗ lực hết sức để xông lên. Bên trên chúng ta cũng phải tôn trọng sự lựa chọn của đảng ủy địa phương chứ, có đúng không? Vì sao tôi muốn dùng chiêu, thông khí, này, chính là bày ra cho người khác xem đấy. Cảnh tượng lúc đó, phỏng chừng sẽ truyền đến tai người ta, tin rằng họ sẽ tha thứ cho chúng ta. Trần Húc thái độ lạnh nhạt nói. Ha ha, Bao Nghị chính là tổ ong vò vẽ. Ai chọc vào nhất định sẽ gặp xui xẻo. Diệp Phàm, hắn biết cái gì chứ? Đến lúc đó muốn khóc cũng chẳng tìm được chỗ mà khóc. Chúng ta cứ chờ coi đi, thời điểm xui xẻo của thằng họ Diệp kia đã đến rồi. Tuy nhiên, thái độ của Diệp Phàm cũng cứng rắn quá. Bình thường nếu gặp những việc như thế này, nhân vật số một của đảng ủy địa phương sẽ không cứng rắn với sở chúng ta. Chúng ta dù sao cũng là cơ quan cường lực chấp pháp của nhà nước. Cứng rắn với chúng ta thì sẽ có điểm gì tốt chứ? Sở tỉnh chúng ta có cả thủ đoạn và thực lực, còn thành ủy Đồng Lĩnh thì sao chứ? Hồ Quý Thiên đột nhiên khí phách hẳn lên. Làm nhân vật số 2 của sở tỉnh, lăn lộn ở cơ quan công an cũng đã vài chục năm. Hồ Quý Thiên chẳng có thủ đoạn gì mà chưa dùng qua cả. Ha ha, món nợ này cứ ghi để đấy đã, rồi cũng có cơ hội để đòi lại thôi. Trần Húc cười nói. Bao Nghị. Anh trực tiếp đối mặt với Hồ Quý Thiên như vậy, không thấy hối hận chứ? Diệp Phàm thản nhiên nói. Không hối hận, dù sao Hồ Quý Thiên cũng chẳng qua lại với tôi. Nhìn ngang nhìn dọc thì cũng đều không vừa mắt với tôi. Ở sở tỉnh tôi hoàn toàn bị bọn họ thiên biến vạn hóa. Bọn hóa cũng ức hiếp người quá đáng, tôi dù gì thì cũng là thanh tra cảnh sát cấp 1. Không ngờ lại bảo tôi ra đứng ở đường cái. Mà cho dù đứng ở đường cái thì tôi cũng không oán hận ai cả. Nhưng là bọn họ cứng rắn tạt nước bẩn vào người tôi, rồi hạ độc thủ, thật là quá đáng. Bao Nghị tôi cũng là người, đâu phải là bùn đất mà bọn họ muốn làm gì cũng được chứ. Dù sao chuyện lần này tôi cũng bất chấp rồi, từ giờ sẽ đi theo Bí Thư Diệp. Anh chỉ hướng đông tôi sẽ theo hướng đông, anh đi hướng tây thì tôi cũng đi hướng tây.
Tôi không tin, ta lại thắng chính được. Bao Nghị tức giận nói. Tốt lắm. Diệp Phàm đột nhiên vỗ vai Bao Nghị nói. Từ giờ trở đi chúng ta cùng trên một chiến tuyến rồi. Tuy nhiên, sau này anh cũng phải chú ý sửa tính khí đi. Phải biết kiềm chế một chút, không nên giống tôi, tính khí như thế thì đi đâu cũng khó. Hơn nữa, cũng bất lợi cho việc triển khai công tác. Nhiệm vụ của anh tôi sẽ sớm giao cho, chính là chuyện điều tra đó. Đặc biệt là Phượng Thảo Thiên của tập đoàn khai mỏ Thiên Mộc kia, tôi thấy có tính chất giặc cỏ, đấy. Anh phải chú ý hắn, tôi lo rằng hắn sẽ hạ thủ với Mễ Nguyệt. Diệp Phàm nói, anh cứ yên tâm đi, sáng mai tôi sẽ xuống Đồng Lĩnh. Lập tức triển khai hành động ngay. Bao Nghị nói, còn một điều nữa, lần này Ninh Mãn chưa thể ngồi lên ghế cục trưởng được. Anh xuống, ông ta nhất định sẽ ngáng chân anh đấy. Người này anh phải chú ý đề phòng, chỉ sợ anh đi đằng trước, ông ta sẽ đâm sau lưng thôi. Người này, nếu không dùng được thì cứ thẳng thắn mà loại đi. Diệp Phàm nói anh đến đây, khí thế bốc lên, đến Bao Nghị cũng không khỏi sửng sốt, trong lòng ầm thầm khâm phục. Gã tự nhủ, tôi còn thua xa anh nhiều, đây mới là quan khí. Nội bộ cục công an Đồng Lĩnh chắc chắn có vấn đề, cục trưởng trước là Đồng Quân Phong có một phe. Bên phía Ninh Mãn cũng có một phe, sau khi tôi xuống việc đầu tiên sẽ gây dựng một số người tâm phúc mới được. Bằng không, công việc không thể nào mà triển khai được. Bao Nghị nói. 2 giờ chiều. Diệp Phàm đến nhà khách tỉnh ủy. Vương Bản Xương vừa nhìn thấy Diệp Phàm, câu đầu tiên là. Bí thư Diệp, đã bắt được hung thủ chưa? Đang điều tra. Diệp Phàm nói xong, vẻ mặt ngượng ngùng nói. Anh Vương, anh đến Đồng Lĩnh là muốn giúp chúng tôi, không ngờ lại xảy ra chuyện này. Tuy nhiên, vì Đồng Lĩnh giáp với tỉnh Cổ Mông, nên cũng có đồng cỏ. Hơn nữa, cây thuốc ở Đồng Lĩnh rất phong phú, có rất nhiều dược liệu thần kỳ mà anh không ngờ tới. Tuy nhiên Vương Bản Xương vừa nghe, lập tức nhíu mày lại. Gã thật sự có chút phẫn nộ rồi. Lạnh lùng nói. Nếu nói đồng cỏ thì Canada chúng tôi cũng có. Bí thư Diệp, anh cũng nhìn thấy tình hình của chúng tôi rồi đấy. Bây giờ nói chuyện này thì phỏng có ích gì chứ? Hơn nữa, chúng tôi đã quyết định sáng ngày mai sẽ về nước. Đối với khả năng xử lý án của cảnh sát nước các anh, chúng tôi cũng mỏi mắt mong chờ. Ha ha, Chủ tịch thành phố Vương, anh đã hiểu lầm rồi. Tôi đến đây cũng vì tình hình này của các anh. Diệp Phàm cười thần bí. Khiến cho Vương Bản Xương thấy khó hiểu. Ông ta nhìn Diệp Phàm một cái, hỏi. Không rõ bí thư Diệp nói những lời này là có ý gì. Hôm nay tôi sẽ cho Chủ tịch Vương nhìn thấy thảo dược thần kỳ của chúng tôi. Chủ tịch thành phố Vương, nếu tin tưởng tôi thì hãy thoa lúc này lên người. Nửa giờ sau sẽ thấy được kỳ tích. Sau nửa giờ, Chủ tịch thành phố Vương quyết định đi hay ở vẫn chưa muộn mà. Diệp Phàm thản nhiên cười nói. Sau đó lấy viên hậu cung ngọc nhan hoàn ra. Thật ra, trong lòng hắn đang rỉ máu. Thuốc này vốn không còn nhiều nữa, hiện tại lại lấy ra trị vết thương cho Vương Bản Xương. Đương nhiêu là tiếc đứt ruột rồi. Rất xin lỗi, tôi chưa bao giờ dùng cái gì mà không có nguồn gốc rõ ràng cả. Không ngờ, Chủ tịch thành phố Vương lại từ chối. Biết người ta không có cảm tình với mình, nhưng Diệp Phàm vẫn không tức giận. Liền cười nói. Chủ tịch thành phố Vương. Nếu anh không tin thì tôi sẽ làm thí nghiệm cho anh xem. Sau khi nói xong, Diệp Phàm ra hiệu cho người cùng đến với hắn là Lạc Tuyết Phiêu Mai và người hầu gái có tên là Mai Bình đến. Diệp Phàm đột nhiên ra tay, tự đánh mạnh lên cánh tay mình một cái. Vương Bản Xương kinh ngạc, phát hiện cánh tay Diệp Phàm bầm tím rồi. Giống hệt như vết thương trên mặt mình lúc này. Diệp Phàm tự đánh mình khiến cho Vương Bản Xương không khỏi thấy hứng thú. Ông ta mắt híp lại. Chờ đợi xem vị bí thư thành ủy này tiếp theo sẽ giở trò gì. Không lâu sau, người hầu gái giúp Diệp Phàm bôi thuốc lên. Dưới sự hỗ trợ của nội công thâm hậu, gần 15 phút sau, đã thấy hiệu quả rồi. Khi Diệp Phàm lau đi lớp thuốc trên tay ra, Vương Bản Xương không khỏi ngẩn người, ông ta ngơ ngác nhìn vào cánh tay Diệp Phàm. Miệng ấp úng nói, không thể có chuyện này được, không thể. Đây chính là do một số loại thuốc đặc biệt ở Đồng Lĩnh chúng tôi phối chế mà thành. Cây thuốc nơi đây từ lâu đã nổi tiếng rồi. Chủ tịch thành phố Vương nếu có hứng thú thì ngày mai đi xem. Diệp Phàm cười nói, đương nhiên là hắn đang gạt Chủ tịch thành phố Vương rồi. Tôi cũng muốn thử xem.
Vương Bản Xương quả nhiên động lòng rồi. Sau đó người hầu gái giúp ông ta bôi thuốc. Nửa giờ sau, vết bầm trên mặt chủ tịch thành phố Vương nếu như không nhìn kỹ thì rất khó phát hiện ra. Không thể tưởng tượng được, đất nước của tổ tiên tôi lại có được loại thảo dược thần kỳ thế này. Đúng là được mở rộng tầm mắt rồi. Việc này không giả chứ. Vương Bản Xương cười nói, thái độ đối với Diệp Phàm cũng cởi mở hơn nhiều. Ha ha, chủ tịch thành phố Vương, có mất thì cũng phải có được chứ. Nếu không phải đêm qua xảy ra tình huống bất ngờ kia thì hôm nay anh đâu được nhìn thấy thảo dược kỳ diệu của chúng tôi. Diệp Phàm cười nói. Tác ông thất mã, họa phúc khôn lường nhỉ. Vương Bản Xương không kìm nổi liền thở dài một tiếng. Ông ta là một Hoa Kiều, vì thế cũng am hiểu TQ. Sau đó, người hầu gái lại tiếp tục giúp 5 người cùng đi với Vương Bản Xương bôi thuốc. Và kết quả đương nhiên bọn họ cũng đều vô cùng thán phục. Chủ tịch thành phố Vương đồng ý sáng mai sẽ đi đến vườn thuốc Xuân Sơn để tham quan những loại thảo dược thần kỳ. Điều này, Diệp Phàm cũng chẳng sợ, quay người liền giao cho Vương Long Đông buổi tối đi chuẩn bị. 6 giờ sáng hôm sau, mấy tên ẩu đả với Vương Bản Xương tất nhiên đều đã bị tóm gọn. Thực ra, những kẻ đánh người thật sự đều đã chạy rồi. Diệp Phàm lần này vì để Bao Nghị có thể thượng vị, đành phải buông tha cho bọn chúng. Những tên bị bắt này đơn giản chỉ là mấy tên trộm cắp vặt mà thôi. Đây là Thẩm Quát bỏ tiền ra để sai mấy người này chịu tội thay. Hơn nữa, lúc đó nhập nhoảng cho nên đám người của chủ tịch thành phố Vương cũng không rõ là ai đánh. Việc này cứ để như vậy. Sáng hôm sau, Bao Nghị giải quyết xong tất cả mọi thủ tục. Trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh Tống còn cử một phó trưởng ban cùng với Bao Nghị đi xuống thành phố Đồng Lĩnh. Tuyên bố bổ nhiệm đồng chí Bao Nghị làm quyền cục trưởng cục công an. Đương nhiên, việc này còn phải trình hội đồng nhân dân. Cái đó thì đương nhiên được thông qua thôi, nên không đáng suy nghĩ. Chiều hôm sau, Diệp Phàm về tới thành phố Đồng Lĩnh. Chủ tịch thành phố Vương rất nhiệt tình, nhìn thấy chủ tịch thành phố Cao liền đề nghị được đến vườn thuốc Xuân Sơn tham quan. Vườn thuốc Xuân Sơn giáp với tỉnh Cổ Mông, cũng là một sườn dốc nghiêng, diện tích vô cùng lớn. Nơi này chính là căn cứ dược liệu của thành phố. Đối với việc khảo sát của chủ tịch thành phố Vương thì đương nhiên từ đại cục của thành phố, Cao Thành cũng hy vọng có thể giữ chân được chủ tịch thành phố Vương. Cho nên, với sự phối hợp của đồng chí Vương Long Đông thì chủ tịch thành phố Vương cũng khá hài lòng về buổi tham quan này. Liên tục trong 3 ngày, chủ tịch thành phố Vương hứng chí đi xuống mấy huyện của Đồng Lĩnh. Tổng thể cảm giác cũng rất tốt. Tuy nhiên, khi Vương Long Đông giới thiệu đi tham quan tập đoàn khai thác mỏ Thiên Mộc thì xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Đối với khách từ Canada đến, thì Tổng Giám đốc Phượng Thảo Thiên chuẩn bị đầy đủ. Trên cơ bản, những cái không đẹp đều được giấu đi. Tuy nhiên, khi xe của Chủ tịch thành phố Vương quay đầu hồi phủ, vừa đi đến khu vực khai thác thì đột nhiên có 2 người quần áo dính đầy máu bò từ trong bụi cỏ ra. 2 người này không để ý đến sống chết, lập tức quay xuống trước xe của Chủ tịch thành phố Vương kêu oan. Cao Thành tức giận đến xanh mặt, tuy nói lập tức gọi cảnh sát đến để lôi người đi. Tuy nhiên, vẫn còn để lại ám ảnh trong lòng chủ tịch thành phố Vương. Buổi sáng hôm sau người ta đã đòi đi rồi, còn về việc kết nghĩa 2 thành phố thì về nước rồi quyết định sau. Diệp Phàm vừa nghe nói qua đã đập bàn một cái, lập tức ra chỉ thị cho cục trưởng cục công an Bao Nghị nhất định phải nghiêm trị kẻ gây họa. Buổi chiều ngày hôm sau, Bao Nghị mang theo cặp ra bước vào phòng làm việc của Diệp Phàm. 2 người chặn đường kêu oan, rút cục là chuyện gì xảy ra vậy? Diệp Phàm hỏi. Chương 2239, làm vụ trưởng còn không dễ dàng. Đó là 2 mẹ con, người mẹ tên là Dương Tú Phát, còn đứa con đang học cấp 3, tên là Lý Thủy. Theo lời của Dương Tú Phát thì chồng bà ta là Lý Sương Thủy đã chết ở mỏ than Hải Sơn của tập đoàn khai thác khoáng sản Thiên Mộc. Nghe nói, không phải một người chết mà hàng chục người chết. Còn mỏ than Hải Sơn lúc đó không cứu người, mà cho lấp mỏ luôn. Họ bí mật phát cho mỗi người 5 vạn tệ, có nghĩa UIP không phục tiếp tục gây sức ép, tập đoàn Thiên Mộc phải cử bảo vệ xuống. Tại chỗ đánh thương nhiều người, Dương Tú Phát tức giận nhưng không dám nói gì. Ném ra vài chục ngàn tệ thì có lợi ích gì chứ? Ở nhà Lý Mạo Thủy còn có cha mẹ già, mấy tháng nay bà cụ phải đi mổ mà không có tiền. Con trai của họ liền lén xuống mỏ than Hải Sơn yêu cầu được bồi thường thêm. Kết quả là bị đánh cho bán sống bán chết, đôi chân tập tễnh kia đến giờ vẫn không có tiền chữa trị. Cho nên lần này bọn họ liều chết đi ra,
bằng không, hai cụ già không có tiền chữa trị. Dương Tú Phát thậm chí còn suy nghĩ đến cái chết, nhưng chỉ tội cho đứa con không có người chăm sóc. Hai, thật là khổ. Bao Nghị thở dài nói. Hai người bọn họ là do anh sắp xếp hả? Diệp Phàm hỏi, ra hiệu cho Bao Nghị ngồi xuống. Không phải, lần này không hiểu là ai làm. Theo kế hoạch của chúng ta thì không thể hạ tập đoàn Thiên Mộc sớm như vậy được. Ít nhất cũng phải chờ đến khi tôi có bộ máy của mình rồi mới ra tay cũng không muộn. Tuy nhiên kế hoạch lại không kịp. Sự việc Dương Tú Phát lần này có lẽ sẽ chạm vào dây thần kinh của tập đoàn Thiên Mộc. Nếu như bọn họ cảnh giác như vậy, từ nay về sau chúng ta muốn âm thầm điều tra cũng sẽ gặp khó khăn. Bao Nghị sắc mặt có chút khó coi nhìn Diệp Phàm một cái. Nói. Huống chi, chuyện lớn như vậy, nếu như không có sự cho phép của anh thì tôi tuyệt đối không thể một mình động thủ được. Hai, mẹ kiếp, thật là xui xẻo. Vất vả lắm mới kéo chủ tịch thành phố Vương đến đây, không ngờ lại xảy ra việc này. Có lẽ kế hoạch kết nghĩa với thành phố me hỏng bét rồi. Diệp Phàm thở dài nói. Chuyện lần này cũng không trách được đồng chí Vương Long Đông. Mẹ con nhà kia quyết tâm đến như vậy, dù có bố trí chặt chẽ hơn nữa thì họ vẫn cứ đến. Huống hồ, chúng ta đâu phải bảo vệ lãnh đạo tỉnh ủy. Việc bảo an này không thể làm đến độ hoàn mỹ được. Bao Nghị nói. Cái này cũng không trách cậu ta được. Diệp Phàm khoát tay, ngẫm nghĩ một chút, nói. Cũng tốt, cứ mượn chuyện này mà triển khai điều tra đi. Ngày mai thành phố sẽ lập một tổ công tác, anh cũng dẫn theo vài người nữa tham gia. Trực tiếp đến mỏ than Hải Sơn để điều tra. Có lẽ, việc này còn là việc tốt nữa là đằng khác. Chúng ta cứ đánh mà không mở ra cục diện. Hai mẹ con Dương Tú Phát lần này tạo cho chúng ta một cơ hội. Về phần kết nghĩa với thành phố kia, nếu được thì là chuyện tốt, còn không được thì cũng không phải tiếc nuối làm gì. Việc này để sau hãng nói. Anh nắm chắc một chút là được. Lực cản chắc chắn là lớn rồi, tuy nhiên, Bí Thư Diệp, tôi nhất định sẽ hoàn thành việc này. Huống hồ, Phượng Thảo Thiên quá là cuồng vọng, người như vậy nên vào đại lao từ lâu rồi. Hơn nữa, hắn còn uy hiếp trưởng ban thư ký Mễ Nguyệt, chỉ điểm này thôi là hắn cũng đáng bị cho đi tàu bay giấy rồi. Bao Nghị hai mắt sáng quắc, lạnh lùng nói. Được, tôi sẽ giao cho Vương Long Đông toàn lực phối hợp công tác với anh. Mốt Than Hải Sơn nằm trong thị xã Trương Hà. Có việc gì thì anh cứ đi tìm đồng chí Vương Long Đông. Yên tâm, cậu ấy là người một nhà, có chuyện gì thì anh cứ trao đổi. Dù sao thì cậu ấy cũng là bí thư thị ủy Trương Hà. Diệp Phàm nói. Tôi biết rồi. Bao Nghị vừa nghe, trong lòng liền mừng rỡ. Không khỏi âm thầm khâm phục, vị bí thư Diệp này mới đến, nhưng không ngờ đã có thể kéo được Vương Long Đông rồi. Xem ra, bí thư Diệp có thể ngồi lên chiếc ghế đó, quả thật là cũng có chỗ hơn người. Tuy nhiên, buổi chiều ngày hôm sau, truyền đến một tin tức vô cùng không tốt. Đó là hai mẹ con đi kêu oan bữa trước, thì Dương Tú Phát bỗng nhiên phát điên trong trại tạm giam, còn đứa con trai thì như bị câm, hỏi cái gì cũng không lên tiếng. Rất xin lỗi Bí Thư Diệp, tôi làm không tốt. Bao Nghị mặt đỏ bừng bừng, đứng cúi đầu trước mặt Diệp Phàm. Ha ha, càng như vậy, chứng tỏ đối thủ của chúng ta đã đánh được hơi rồi. Bọn họ nhất định sẽ động tay chân. Nội bộ cục công an các anh đúng là không sạch sẽ. Cái này, có lẽ vẫn là cơ hội, cứ đi tìm hiểu nguồn gốc đi đã, đem nhân viên nội bộ đá ra ngoài đã rồi tính sau. Diệp Phàm vỗ vai Bao Nghị nói. Cũng phải, nhổ củ cải thì đất bật lên. Bao Nghị cũng kiên quyết, đôi mắt cũng sáng quắc lên, nói. Bao Nghị vừa đi, Mễ Nguyệt lại đến. Hai ngày trước đã tìm cho Diệp Phàm một thư ký, tên là Điền Thanh, từ văn phòng thị ủy Trương Hà. Mất hai ngày cuối cùng, Mễ Nguyệt bây giờ là trưởng ban thư ký thành ủy, lại kiêm thêm thư ký của Bí Thư Diệp nữa. Tiếng nói của cô cũng lớn lên trông thấy. Làm sao vậy Mễ Nguyệt, sắc mặt của cô không được tốt lắm. Diệp Phàm đi đến chỗ ghế salon, rồi ra hiệu cho Mễ Nguyệt ngồi xuống. Anh xem một chút đi Bí Thư Diệp, phương án cải tạo đường Tân Long vốn được thiết kế rất hoàn mỹ. Nhưng chủ tịch thành phố Cao vẫn không hài lòng, nói cái này không được. Cái kia không được, theo cách nói của ông ấy thì toàn bộ phương án này đều không được. Mễ Nguyệt cười nói. Chủ tịch thành phố Cao cảm thấy không được chủ yếu ở những chỗ nào. Diệp Phàm hỏi. Chính là cửa lớn chính của thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố. Vốn theo thiết kế thì chúng ta không cần phải sửa chữa gì hai cửa này.
đem đường Tân Long thiết kế thành một đường chữ S, vừa hay có thể né qua hai cửa này. Như vậy, vừa đạt được mục đích mở rộng đường phố, lại không cần động đến bốn con sư tử đá kia. Tuy nhiên, chủ tịch thành phố Cao không hài lòng, nói là thiết kế không hài hòa, nếu đã làm thì làm mạnh một chút, làm hết tất cả. Mễ Nguyệt nói, ha ha, bọn họ đang ép tôi phải chuyển sư tử đá đấy mà. Diệp Phàm cười cười, lông mi cũng dựng lên, hừ nói. Vậy thì làm theo ý của chủ tịch Cao, cho chuyển đi. Nếu chủ tịch thành phố Cao có ý sửa toàn bộ như vậy thì cô cứ thuận theo thế đó, hỏi kinh phí là được. Cái này, không thỏa đáng đâu bí thư Diệp, bốn con sư tử đá kia. Mễ Nguyệt nói đến đây, Diệp Phàm đột nhiên khoát tay, nói. Không sao đâu, chuyển thì cứ chuyển đi. Làm việc, đôi khi không nên e dè quá. Băn khoăn nhiều là không làm được việc gì đâu. Anh quyết định rồi chứ? Mễ Nguyệt vẫn muốn xác định lại một lần nữa. Quyết định như vậy đi. Tuy nhiên, chủ tịch thành phố Cao bên kia, không thể bỏ qua ông ta được. Có thể mò được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu thôi. Diệp Phàm hừ nói, Mễ Nguyệt cũng vui vẻ lên nhiều rồi. Buổi tối, Diệp Phàm bắt taxi đi thẳng đến tiểu khu Đồng Thanh. Bởi vì Lạc Tuyết Phiêu Mai đang ở đây, nơi đây khá vắng vẻ. Tuy nhiên diện tích của tiểu khu lại rất lớn. Phỏng chừng Lạc Tuyết Phiêu Mai cũng suy nghĩ đến việc bức vách có tai. Nếu như ở thành phố thì Diệp Phàm sẽ đi lại không tiện. Sau khi xuống xe, Diệp Phàm thi triển ưng nhãn thuật và bức nhĩ thông để quan sát một lượt, sau đó đi quanh vài vòng, khi biết chắc không có người rồi mới bật tường đi vào. Lạc Tuyết Phiêu Mai mua một căn biệt thự liền, 3 tầng rưỡi. Người hầu gái đi cùng cô ở tầng 2, cô bé Mai Hưng ở tầng 3 cùng với Lạc Tuyết Phiêu Mai. Diệp Phàm vừa bước vào nhà, Lạc Tuyết Phiêu Mai dịu dàng đi đến đón hắn. Còn Mai Hương thì đã đi chuẩn bị nước để hắn tắm rửa rồi. Khi hắn đang cởi quần áo, chỉ còn lại chiếc quần đùi trên người thì Mai Hương bước vào, nói là muốn đấm lưng cho Diệp Phàm. Diệp Phàm đương nhiên lập tức từ chối. Tuy nhiên, Mai Hương nói đây là do Lạc Tuyết Phiêu Mai sắp xếp. Cho nên hắn cũng ỡm ờ để được cô đấm lưng cho. Thật thoải mái. Sau khi tắm xong, hắn vặn vặn cổ nói. Mai Hương là chuyên gia massage được đào tạo hẳn hoi. Người ta lại là đại mỹ nữ nữa, cho nên thoải mái là đúng rồi. Lạc Tuyết Phiêu Mai lườm hắn, nói. Ha ha. Diệp Phàm chỉ có thể cười gượng mấy tiếng, sau đó tiến thẳng đến bộ ngực cao ngất của cô. Biết việc này càng giải thích thì càng rối rắm, cho nên cứ ỡm ở cho qua. Mai Hương vội trốn vào phòng. Xem anh kia, vừa đến đã động tay động chân rồi, làm cho Mai Hương sợ chạy mất rồi kìa. Lạc Tuyết Phiêu Mai trách móc nói. Em đâu phải muốn có em bé sao? Không động tay động chân thì sao có em bé được? Diệp Phàm nói, Lạc Tuyết Phiêu Mai lập tuyết cứng miệng, không nói được câu nào. Và tiếp theo là một trận chiến, diễn ra ngay ở đại sảnh. Sau đó đi tắm rửa xong, Diệp Phàm nằm dài ở ghế sofa. Đúng lúc này chuông điện thoại vang lên, vừa nhấc máy đã nghe thấy tiếng cười của Lam Tồn Quân. Thế nào đại ca, ở Đồng Lĩnh thoải mái chứ? Cũng tạm. Thế nào, hôm nay lại rảnh rỗi gọi điện cơ à? Tô Lâm Nhi của cậu có phải đến Đông Cống rồi không? Diệp Phàm cười nói. Nếu như cô ấy đến thì em đâu có thời gian để gọi điện cho anh chứ? Lam Tồn Quân cười nói. Cũng phải. Diệp Phàm nói. Em được điều về bộ rồi. Lam Tồn Quân cười nói. Bộ phận nào? Diệp Phàm ngồi dậy hỏi. Cũng không nghĩ là động tác của Lam Tồn Quân lại nhanh như vậy. Về vụ kinh tế địa khu của Ủy ban Kế hoạch và Phát triển, đảm nhiệm chức phó vụ trưởng thường vụ. Cũng không tệ lắm. Diệp Phàm trả lời một câu, sau đó nói. Sao vẫn chỉ là chức phó thôi vậy, với thực lực của cậu thì ít nhất cũng phải là vụ trưởng chứ, đúng không? Ha ha, cũng khó mà đại ca. Em ở Đông Cống là bên mảng xí nghiệp. Theo lý mà nói bị điều về Ủy ban Kế hoạch và Phát triển là bị giáng cấp sử dụng. Được cái chức phó vụ trưởng. Bảo lưu cấp bậc giám đốc sở là không tồi rồi. Tuy nhiên, vụ kinh tế địa khu bây giờ, ông vụ trưởng sang năm là về hưu rồi. Lam Tồn Quân nói. Khá lắm, cậu cũng hiểm phết nhỉ, có phải đã có tính toán sẵn rồi không? Diệp Phàm vỗ đùi cười nói. Tuy nhiên bị Lạc Tuyết Phiêu Mai nhéo một cái. Bởi vì hắn vỗ đùi của Lạc Tuyết Phiêu Mai chứ không phải đùi của mình. Ha ha, cái này cũng là bình thường thôi mà. Cứ làm chức phó trước đã.
đợi đến khi lão già kia lui về thì em sẽ bung sức lên. Lam Tồn Quân cười nói. Tuy nhiên, nếu được ngồi lên ghế vụ trưởng, chắc đại ca phải giúp em một chút rồi. Tuy chỉ là vụ trưởng, nhưng người tranh giành lại khá nhiều. Chỉ dựa vào ông già em thì chưa đủ. Tôi thì có thể giúp được cái quái gì chứ? Ốc còn chưa lo được mình ốc đây. Sao nối tay để với đến tận Bắc Kinh được chứ? Đồng chí Tiểu Lan, đánh giá tôi cao quá rồi. Cậu nghĩ tôi là bộ trưởng hay sao? Diệp Phàm tức giận tuôn ra một tràng. Ha ha, năng lượng của đại ca, tiểu đệ này biết mà. Anh đừng có khiêm tốn như thế nữa. Việc này em chỉ nhờ anh thôi. Không ngờ Lam Tồn Quân lại mặt dày nói tiếp. Diệp Phàm vừa tức vừa buồn cười, biết người này mưu mà trước quỷ rồi. Thực ra, dựa vào năng lượng của cha mình thì Tiểu Lam lên làm vụ trưởng đâu có khó gì. Cậu ta không dựa vào cha lại đi nhờ vả mình. Chương 2240, Chủ tịch thành phố Cao đưa tài liệu. Về mà nhờ ông già cậu ấy. Diệp Phàm tức giận nói. Em cũng là thành viên của Diệp Hệ mà. Lam Tồn Quân cười gượng nói. Thôi được rồi, đến lúc đó hẵng hay. Diệp Phàm bất đắc dĩ nói. Thế mới là đại ca chứ. Lam Tồn Quân nói. Đồng chí Tiểu Lam, cái vụ kinh tế địa khu của cậu là làm cái gì đấy? Diệp Phàm hỏi, hắn cũng nổi hứng, xem có thể mò được chút gì về cho đồng lĩnh hay không. Anh nghe cho kỹ nhé. Nhiệm vụ của bọn em là tổ chức sắp xếp quy hoạch phát triển kinh tế khu vực, đề xuất chính sách phát triển kinh tế trọng điểm khu vực. Cân đối đất đai, khai thác sử dụng và bảo vệ chính sách, tham gia lập chính sách đất đai, quy hoạch việc xây dựng bảo vệ môi trường sinh thái. Tổ chức thực thi quy hoạch chức năng chủ thể, chỉ đạo hợp tác kinh tế địa khu. Lam Tồn Quân nói một thôi một hồi về chức năng của cơ quan mình. Có liên quan đến việc bảo vệ đất đai, vậy thì có mục tiêu rồi. Diệp Phàm nói thầm một câu. Đại ca nói những lời này có ý gì? Lam Tồn Quân hỏi. Là như thế này, Chủ tịch thành phố Cao Thành của chúng tiến hành quy hoạch phát triển khai thác mỏ không tương xứng với đồng lĩnh chúng tôi. Diệp Phàm đem chuyện bản quy hoạch mà hôm trước Mễ Nguyệt mang đến kể lại một lần. Ý của đại ca là phải chú ý một chút đến vấn đề môi trường không? Lam Tồn Quân hỏi. Chỉ là phải quan tâm một chút, không cần thiết phải quá hà khắc. Phát triển và bảo vệ môi trường từ trước đến giờ vẫn là con dao hai lưỡi. Muốn phát triển thì thường phải chú ý đến vấn đề môi trường. Tôi không phải là một người bảo vệ môi trường thuần khiết, nhưng dù sao cũng phải có ý thức bảo vệ nó, có đúng không? Đương nhiên, cũng không thể vì bảo vệ môi trường mà khiến kinh tế của địa phương trở nên đình trệ. Chúng ta nói ở đây chính là có thể tìm được một điểm chung hay không? Không thể hoàn toàn loại môi trường ra ngoài được, còn rất nhiều vấn đề khác nữa. Nếu như có thể tìm được điểm không ăn khớp giữa việc quy hoạch phát triển của đồng lĩnh với Ủy ban Kế hoạch và Phát triển, thì tôi có cớ để ra tay rồi. Diệp Phàm nói, cái này, bọn em quản quy hoạch của cả nước đấy. Tuy nhiên, khi nào rảnh anh gửi bản quy hoạch của Cao Thành cho em? Để xem có thể tìm được cơ hội để ra tay hay không? Đến lúc đó, em xuống đồng lĩnh khảo sát một chút. Rồi mượn gió đông, đề xuất lên tỉnh ủy. Nếu tỉnh ủy yêu cầu ủy ban thành phố đồng lĩnh phải sửa chữa thì dễ làm thôi. Lam Tồn Quân nói. Vốn việc này tôi cũng muốn trực tiếp nói chuyện với Cao Thành, nhưng ông ta cứng rắn quá, thế lại mạnh. Mà tôi cũng mới đến không lâu. Không muốn vì việc này mà phát sinh thêm bất cứ mâu thuẫn nào. Việc tôi cần làm nhiều lắm, huống hồ, có thể ngồi lên vị trí của Cao Thành. Thì phân lượng ở tỉnh cũng không phải hạng vừa có đúng không? Đến lúc đó nếu việc này ảnh hưởng đến tỉnh thì cũng không hay. Vì thế, để cậu ra mặt là thích hợp nhất. Diệp Phàm nói. Sau đó, Diệp Phàm lại nói tiếp. Tiểu Lam, bây giờ đã vào Ủy ban Kế hoạch và Phát triển rồi. Có thể mang một số dự án đến với đồng lĩnh chúng tôi được không? Tuy nói những việc này là việc của Cao Thành, nhưng tôi hy vọng dưới thời của tôi cuộc sống của nhân dân đồng lĩnh sẽ được cải thiện thêm một bậc nữa. Đại ca muốn dự án lớn như thế nào? Lam Tồn Quân nhận lời luôn. Cậu nói xem, nếu ít quá thì cậu cũng chẳng bỏ ra tay. Ít nhất cũng phải là dự án vài trăm triệu, được chứ? Diệp Phàm khiến Lam Tồn Quân chút nữa thì kêu lên. Gã vội nói. Vài trăm triệu chứ có phải là lá tre đâu. Em chỉ là một phó vụ trưởng còn con. Nếu như là vụ trưởng thì còn có thể. Tiểu Lam, cậu nằm trong trung tâm của Diệp Hệ đấy. Diệp Phàm lấy câu ban nãy của Lam Tồn Quân để đáp trả gã.
Vậy được rồi, em sẽ cố hết sức. Lam Tồn Quân chỉ có thể bất đắc dĩ mà gật đầu. Không cần phải cố hết sức đâu, nhất định phải lấy được dự án đấy nhé. Diệp Phàm nói câu này giống như một mệnh lệnh. Em làm mà lại không được hay sao? Sớm biết như vậy thì thà không gọi điện còn hơn. Lam Tồn Quân lẩm bẩm nói xong liền cúp điện thoại luôn. Ha ha, tham lam vô độ, ai bảo gọi điện cho anh mày chứ? Quyền lực ư, không cần, quá hạn thì sẽ trở thành phế thải ngay. Diệp Phàm nói thầm một tiếng, rồi cúp máy. Sáng hôm sau, Diệp Phàm đề nghị, tổ điều tra liên ngành của Cục Công an thành phố, Viện Kiểm sát, Cục Giám sát An toàn, do Bao Nghị dẫn đầu đi xuống mỏ than Hải Sơn. Tuy nhiên, Diệp Phàm cũng đã thông, Bao Nghị rồi. Nếu như mà khua chiêng gõ trống xuống thì chỉ có thể điều tra được một số mặt bề ngoài thôi. Còn những vấn đề thực chất thì sẽ không thấy được. Đương nhiên, Bao Nghị cũng có hai tay để chuẩn bị. Để phòng ngừa việc người của Cục Công an thành phố âm thầm hạ thủ. Diệp Phàm và tư lệnh Lã của phân khu thành phố đã bàn với nhau, đưa hai mẹ con Dương Tú Phát xuống phân khu thành phố để bảo vệ và điều trị bệnh. Tổ điều tra liên ngành xuống mỏ than Hải Sơn, tuy nhiên đã hai ngày rồi, mà vẫn chưa có những động tác lớn. Diệp Phàm cũng nhận được điện thoại từ trên tỉnh. Đó là do đồng chí Phó Chủ tịch tỉnh phân quản kinh tế, xí nghiệp Vu Tiền Lâm gọi xuống. Theo quy tắc ngầm, mà nói, thì Vu Tiền Lâm là nhân vật số 5 của tỉnh. Đồng chí Diệp Phàm, có một số việc, không thể vì một số chuyện nhỏ mà cho dừng sản xuất được. Phát triển sản xuất là việc lớn, ngừng một ngày thì tổn thất của công ty sẽ vô cùng lớn. Hơn nữa còn mang đến hàng loạt những ảnh hưởng gián tiếp khác nữa. Vu Tiền Lâm nói với giọng nghiêm túc. Diệp Phàm vừa nghe liền hiểu ra vấn đề, Phó Chủ tịch Vu nói ở đây chính là chuyện ở mỏ than Hải Sơn rồi. Diệp Phàm giả bộ không hiểu, cố ý hỏi. Phó Chủ tịch Vu, mời ông cho chỉ thị rõ ràng. Thành phố Đồng Lĩnh chúng tôi cũng dễ thực hiện theo chỉ thị của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Diệp Phàm cũng khá là khôn. Lội Ủy ban Nhân dân thành phố vào như vậy cũng là để nhắc nhở Vu Tiền Lâm nên nói năng cẩn thận. Dù sao, Vu Tiền Lâm cũng hiểu. Đồng chí Tề Trấn Đào ở Ủy ban tỉnh chính là hậu trường của Diệp Phàm. Việc này, chẳng lẽ cậu còn chưa nghe ra sao? Đồng chí Diệp Phàm, tôi hy vọng cậu có thể lĩnh hội được tinh thần này. Hiển nhiên, Vu Tiền Lâm có chút bực mình, vì lão cảm thấy bị Diệp Phàm uy hiếp. Cái này, chẳng lẽ Phó Chủ tịch Vu nói đến ở đây là việc tổ điều tra liên ngành xuống điều tra ở mỏ Thanh Hải Sơn sao? Diệp Phàm tỏ ra chần chờ nói. Ha ha, xem ra về mặt lĩnh hội thì đồng chí Diệp Phàm vẫn tương đối chuẩn xác. Vu Tiền Lâm cười nói. Trên tỉnh nhận được nhiều thư báo cáo. Tổng công ty của mỏ than Hải Sơn là tập đoàn Thiên Mộc đã chính thức gửi đơn khiếu nại lên tỉnh ủy. Ủy ban tỉnh rất coi trọng việc này, cho nên giao cho tôi hỏi cụ thể xem sao. Lạ nhỉ, tập đoàn Thiên Mộc không khiếu nại gì lên thành ủy chúng tôi. Nếu không, chúng tôi cũng sẽ suy nghĩ ảnh hưởng của việc này, có đúng không? Xem ra, chúng tôi đã sơ suất trong công tác rồi. Diệp Phàm nói, đương nhiên có nhắc đến việc tập đoàn Thiên Mộc khiếu nại vượt cấp. Vậy được. Tôi sẽ chuyển tài liệu mà tập đoàn Thiên Mộc khiếu nại tới thành ủy Đồng Lĩnh các cậu. Các cậu sẽ quyết định. Tuy nhiên, tôi phải nhắc các cậu một chút. Tập đoàn Thiên Mộc là một tập đoàn lớn trong tỉnh. Hàng năm nộp vào ngân sách nhà nước hàng trăm triệu. Đối với những công ty như vậy, chính quyền địa phương khi giải quyết nhất định phải thận trọng. Có một số việc, không thể vừa nghe thấy tiếng gió đã bảo là mưa được. Nếu vì nguyên nhân này mà làm phá hủy việc phát triển kinh tế thì không được. Huống hồ, tổng bộ của tập đoàn Thiên Mộc lại nằm ở thành phố Đồng Lĩnh các cậu. Tiền thuế của thành phố các cậu thu được, có một phần đóng góp rất lớn của tập đoàn Thiên Mộc. Nếu như không có họ, thì hậu quả sẽ nghiêm trọng đấy. Phó Chủ tịch tỉnh Vu nghiêm túc nói. Sau khi nhận được tài liệu, thì sẽ giải xử lý một cách thận trọng. Sẽ suy nghĩ đến những ảnh hưởng khác. Phó Chủ tịch Vu cứ yên tâm, tập đoàn Thiên Mộc cống hiến lớn như vậy, chúng tôi sẽ không quên họ đâu. Huống hồ, Phó Chủ tịch Vu đã nói việc phát triển của Đồng Lĩnh không thể tách rời việc khai thác mỏ được. Mục đích của chúng tôi chính là hy vọng tập đoàn Thiên Mộc có thể ngày một phát triển hơn. Tuyệt đối không có ý làm vật cản đường. Nếu như làm như vậy thì cũng chẳng lợi lộc gì cho Đồng Lĩnh cả. Diệp Phàm thận trọng biểu lộ thái độ, tuy nhiên đó không phải là thật lòng. Vu Tiền Lâm cũng nghe ra được ý gì đó, tuy nhiên lão lại chẳng làm được gì. Bản thân mình tuy là một phó chủ tịch tỉnh,
nhưng quyền quyết định lại thuộc về địa phương. Huống hồ, bí thư thành ủy đồng lĩnh, có những lúc coi mình không ra gì thì cũng chẳng thể làm gì được họ. Vậy được rồi, hy vọng cậu và thành ủy đồng lĩnh sớm quyết định. Vu Tiền Lâm nói xong liền cúp máy, sắc mặt lão trở nên âm u. Khí thế cứng rắn của Diệp Phàm khiến cho lão có cảm giác chưa bao giờ nhục nhã như vậy. Bí thư Diệp, phó chủ tịch tỉnh Vu chắc đã gọi điện thoại cho anh rồi chứ? Gọi rồi. Diệp Phàm nói. Ông ấy cũng chỉ thị cho tôi, hy vọng chúng ta có thể sớm chấm dứt việc điều tra ở mỏ than Hải Sơn. Vì một việc nhỏ mà cử hẳn một tổ điều tra liên ngành xuống thì sẽ có ảnh hưởng rất lớn đến doanh nghiệp. Nghe nói, mấy hôm nay mỏ than Hải Sơn bị tổ điều tra gây sức ép quá. Đến việc sản xuất bình thường cũng không thể nào tiến hành được. Mỏ than Hải Sơn có hàng trăm thợ mỏ, nếu như kéo theo người nhà nữa là khoảng 2-3 nghìn người, một khi dừng sản xuất, thì thu nhập của họ sẽ bị ảnh hưởng lớn. Nếu họ không còn nguồn thu nhập nữa, chỉ sợ đến lúc đó họ tổ chức biểu tình thì phiền to. Để loại trừ ảnh hưởng, thành ủy có nên suy nghĩ đến việc rút tổ điều tra về trước không? Cao Thành đề nghị, đối với việc cử tổ điều tra xuống, ông ta cũng có cách nhìn bất đồng. Chương 2241, nhiều mặt không hài lòng. Mà mỏ than Hải Sơn là trụ cột của kinh tế thành phố. Nếu như mỏ than Hải Sơn chịu tổn thất thì tất nhiên sẽ dẫn đến hiệu ứng domino. Trực tiếp sẽ ảnh hưởng đến chỉ tiêu phát triển kinh tế, cũng đe dọa đến thành tích của chủ tịch thành phố Cao. Có chuyện như vậy sao? Diệp Phàm giả bộ kinh ngạc, liếc nhìn Cao Thành một cái, nói. Tôi vừa nhận được điện thoại của đồng chí Bao Nghị. Nghe nói bọn họ vẫn đang tiến hành điều tra rất văn minh, không hề cưỡng chế mỏ than Hải Sơn phải dừng hoạt động. Hơn nữa, những chuyện lớn như vậy, tổ điều tra không thể không báo cáo cho thành ủy được, có đúng không? Chủ tịch thành phố Cao, Bao Nghị có báo cáo chuyện yêu cầu mỏ than Hải Sơn phải ngừng hoạt động không? Không có, đồng chí Bao Nghị cũng nói với tôi rằng nhất thời không thể điều tra ra kết quả được. Phỏng chừng còn phải cắm rễ ở đó một thời gian nữa. Cao Thành vẻ mặt nghiêm túc nói, liếc mắt nhìn Diệp Phàm một cái, nói thêm. Tuy nhiên, đồng chí Bao Nghị nói là giữ nguyên. Có lẽ điểm này khiến cho lãnh đạo cao cấp của tập đoàn Thiên Mộc không chấp nhận được. Cứ cắm rễ ở đó thì bọn họ sản xuất bình thường thế nào được. Mỗi ngày đều phải làm việc dưới con mắt của tổ điều tra, có phải mất tự nhiên không? Hơn nữa, tổ điều tra cũng không hề nhẹ nhàng như đồng chí Bao Nghị nói. Đôi lúc, ví dụ như muốn điều tra giếng số 2 thì Bao Nghị yêu cầu tổ 2 dừng hoạt động để bọn họ xuống kiểm tra. Buổi sáng giếng số 2, buổi chiều giếng số 3. Cứ như vậy thì người ta làm việc thế nào được chứ? Tổ điều tra hơi quá đáng rồi. Tình hình này, tập đoàn Thiên Mộc đã phản ánh rất rõ ràng trong tài liệu gửi cho tỉnh ủy. Hơn nữa, đến ngày tháng, ai ra quyết định điều tra cũng không viết rõ ràng. Tôi thấy, việc này tuyệt đối không thể là tin đồn vô căn cứ được. Nếu không, anh xem tài liệu này đi thì biết. Cao Thành đưa tài liệu lên nói. Thực ra, không cần Cao Thành phải nói thì Diệp Phàm cũng đã biết thừa rồi. Đúng như những gì mà Cao Thành nói, đương nhiên là Bao Nghị đang hạ độc thủ. Cố ý cho mỏ than Hải Sơn một vố, không quấy đục đầm nước lên thì mỏ thế nào được cá. Chuyện xảy ra ở mỏ than Hải Sơn liên lụy đến rất nhiều cái khác. Bao Nghị làm như vậy, chính là tìm kiếm hầm gây tai nạn thực sự. Đương nhiên, Bao Nghị và Diệp Phàm đều rõ ràng, từ thị xã Trương Hà. Đến thành phố Đồng Lĩnh rồi lên đến tỉnh có biết bao cặp mắt đang nhòm ngó mỏ than Hải Sơn, có biết bao cánh tay vô hình đang thao túng nơi đây. Càng như vậy, thì càng phải, quấy, lên cho đục. Thực ra, đây cũng là ý của Diệp Phàm. Diệp Phàm đang dung túng tổ điều tra liên ngành làm rối chuyện lên. Điểm này, phỏng chừng Cao Thành và lãnh đạo cao cấp của tập đoàn Thiên Mộc cũng nhìn ra được điều gì rồi. Cho nên, mới đem tài liệu gửi lên tỉnh như vậy. Bởi vì ở thành phố thì cũng chẳng có tác dụng gì. Hơn nữa, tổ trưởng Bao Nghị là do Diệp Phàm bổ nhiệm. Trên mặt Bao Nghị có, dán, một chữ, Diệp, to tướng như vậy. Cao Thành cũng biết, một mình tổ trưởng Bao căn bản không dám qua mặt mình như vậy. Y chỉ là một con chó của Diệp Phàm mà thôi. Việc báo cáo kia chẳng qua chỉ là một chút thủ đoạn của vị tổ trưởng Bao này thôi. Bề ngoài thì có vẻ tôn trọng chủ tịch thành phố lắm. Nhưng thật ra y chẳng coi ra gì cả. Cao Thành đương nhiên rất tức tối vì điều này. Tên Diệp Phàm này, cướp đi cái ghế bí thư mà đáng ra thuộc về mình không nói,
đằng này mới đến đã tỏ ra mạnh như vậy rồi, khiến Cao Thành cảm nhận được một sự khiêu chiến vô hình từ hắn. Hôm nay Cao Thành đến chính là để thử Diệp Phàm, hơn nữa, còn muốn ép Diệp Phàm phải rút tổ điều tra về. Cái này, chủ tịch thành phố Cao điều tra rồi sao? Từ tập đoàn Thiên Mộc mà nói, bọn họ là đối tượng bị điều tra, cảm thấy bất mãn với tổ điều tra cũng là chuyện bình thường. Những tài liệu này cứ đặt ở đây đi, chút nữa tôi sẽ hỏi đồng chí Bao Nghị xem rốt cục là có chuyện gì. Nếu như thật sự đúng với những gì mà tài liệu này trình bày thì tôi sẽ điều chỉnh tổ điều tra này một chút. Dù sao cũng chỉ là điều tra thôi mà, cũng không thể quấy rầy hoạt động bình thường của người ta được. Diệp Phàm nói, điều tra ư, cái này chỉ cần gọi tổ điều tra về hỏi một cái là rõ ngay thôi mà. Cao Thành nói, sau đó liếc mắt nhìn Diệp Phàm một cái, nói tiếp. Bí thư Diệp, đặt ở nơi này e rằng không thỏa đáng cho lắm. Việc này, Phó Chủ tịch tỉnh Vu vẫn đang chú ý đó. Muốn lấy Phó Chủ tịch tỉnh để dọa ông đây sao? Không có cửa đâu. Diệp Phàm suy nghĩ trong lòng, miệng nói. Việc này, tôi đã nói với Chủ tịch tỉnh rồi. Chưa điều tra thì không có quyền lên tiếng. Chúng ta không thể chỉ nghe từ phía tập đoàn Thiên Mộc được. Chúng ta xử sự phải công bằng, đối với việc điều tra như vậy, đối với tập đoàn Thiên Mộc cũng phải như thế. Nghe Diệp Phàm nói, sắc mặt Cao Thành có chút khó coi. Biết Diệp Phàm đang chỉ trích mình nghiêng về tập đoàn Thiên Mộc. Bí thư Diệp, nếu phải điều tra thì phải lập tức triển khai. Nếu không, tập đoàn Thiên Mộc mà nháo lên cũng là phiền đấy. Thấy dùng phó chủ tịch tỉnh không uy hiếp được Diệp Phàm, Cao Thành liền quay sang công nhân của tập đoàn Thiên Mộc. Hừ, vô cớ gây rối. Cơ quan chuyên chính của chúng ta đâu rồi? Bọn họ để làm cảnh hết à? Đường đường là thành ủy, ủy ban nhân dân thành phố mà lại sợ tập đoàn Thiên Mộc uy hiếp sao? Việc này không điều tra rõ ràng sao mà được? Khách bên Canada kia luôn theo dõi từng bước chúng ta hành động. Nếu như chuyện người đón xe kêu oan mà không giải quyết hợp lý thì người ta đâu thể tâm phục khẩu phục mà kết nghĩa với thành phố chúng ta. Chủ tịch thành phố Cao, có thể kết nghĩa với thành phố me của Canada thì lợi ích đem lại cũng rất lớn đấy. Nói trắng ra là, người ta có tiền. Có tiền thì chính là đại gia, kết nghĩa với thành phố chúng ta, người bỏ tiền ra chính là họ. Đương nhiên, chúng ta phải cho họ một câu trả lời thỏa đáng. Bằng không, chuyện lần này phải rơi vào khoảng không mất. Diệp Phàm chuyển sang nói đoàn khách của Canada. Vậy được, việc này cứ tạm như thế đi. Cao Thành vẻ mặt âm trầm đi về. Vừa về đến văn phòng của mình, y đập mạnh lên bàn một cái. Buổi tối, đám chiến hữu của Cao Thành đều tụ họp ở Thiên Nhai Lầu. Chủ tịch thành phố Cao, không thể để cho thằng họ Diệp đó tiếp tục làm như vậy được. Lần trước ở Phong Vân Lầu vì tranh giành Mễ Nguyệt với Phượng Thiên Thảo mà xảy ra mâu thuẫn. Lần này chắc là hắn đang trả thù đó mà. Bao Nghị đến mỏ than Hải Sơn chủ yếu là để gây rối. Kẻ đứng đằng sau khống chế không phải là thằng họ Diệp đó thì là ai chứ? Phó Cục trưởng Thường trực Cục Công an Ninh Mãn tỏ ra rất bất mãn với Diệp Phàm. Bởi vì, tưởng rằng khi Đồng Quân Phong ngã xuống thì mình chắc cái ghế Cục trưởng rồi. Ai ngờ, Diệp Phàm lại cương quyết đưa Bao Nghị lên. Vì vậy sự bất mãn của y dành cho Diệp Phàm đã đến mức sắp bùng nổ rồi. Hắn thì oách rồi, lấy công để báo thù tư không nói. Đằng này đến lời nói của Phó Chủ tịch tỉnh mà cũng không coi ra gì. Phượng Thủy Linh hừ nói. Hắn không có lá gan đó chứ. Phó Chủ tịch Vu ở trên tỉnh chỉ thua Chủ tịch Vi Bá Tiếu một chút thôi. Nếu bàn về tư cách, sếp Vu còn già hơn cả sếp Vi nữa. Chẳng qua là sếp Vi có quan hệ khá gần với Bí Thư La mà thôi. Được phân quản nhiều chỗ béo bở hơn, quyền lực cũng thêm không ít. Diệp Phàm dựa vào cái gì mà không nể mặt sếp Vu chứ? Hắn ăn gan hùm rồi sao? Đào Cư Lễ có chút không tin nói. Sự thật là như vậy, thật sự là hắn chẳng coi sếp Vu ra gì. Hơn nữa, sếp Vu gọi điện cho tôi cũng đi tìm hắn rồi. Nói thật, hắn cũng chẳng coi tôi ra gì. Cái gì mà chưa điều tra thì chưa có quyền lên tiếng chứ. Cái tên Bao Nghị kia cũng chỉ là con chó của thằng họ Diệp mà thôi. Cao Thành giọng lạnh như băng nói. Nếu không... Chúng ta làm chút cho thằng nhóc đó hít bụi đi. Ninh Mãn nói. Nghĩa là sao? Phượng Thủy Linh hỏi lại. Việc này, hay là thông báo cho Phượng Thiên Thảo? Người này cũng không dễ động vào đâu. Nếu nói cho anh ta biết thái độ của Diệp Phàm, phỏng chừng đó lại là một mồi lửa đó.
Ninh Mãn nói. Chủ ý này cũng được, chúng ta căn bản là chẳng động thủ. Đứng ngoài xem kịch là được rồi. Hơn nữa, nghe nói Phượng Thảo Thiên rất có lai lịch. Có lẽ sẽ không cam chịu Diệp Phàm đâu. Mà kể cũng lạ, có phải não Diệp Phàm không có nếp nhăn hay không mà lại đi chọc vào người như thế nhỉ? Chỉ dựa vào bao nghị thôi thì có tác dụng gì chứ? Đào Cư Lễ nhấp một chút canh thịt chó, thản nhiên nói. Mọi người thấy mục đích Diệp Phàm làm như vậy là để làm gì? Chẳng lẽ là muốn chọc giận cấp trên, chỉ vì giành Mễ Nguyệt với Phượng Thảo Thiên? Nếu thế thật thì phỏng chừng sớm bị hạ thôi. Phượng Thủy Linh nói. Gây khó dễ cho Phượng Thảo Thiên chỉ là mặt ngoài thôi, hắn đang làm dối lên đấy. Phỏng chừng hắn cũng biết, ở thành phố Đồng Lĩnh này lực lượng của hắn còn yếu. Có tôi và Khổng Đoan ở đây, thì hắn đừng hòng nắm trong tay hội nghị thường vụ. Hắn tất nhiên sẽ có phản ứng, làm dối mọi chuyện lên rồi làm ngư ông đắc lợi. Tuy nhiên đồng chí Tiểu Diệp này quá coi thường Khổng Đoan tôi rồi. Muốn quấy đục được đầm nước này e rằng cũng khó đấy. Có khi còn bị chết đuối nữa ấy chứ. Cao Thành lạnh lùng nói. Cùng thời gian đó, người trong phe Khổng Đoan cũng đang tụ tập bàn luận. Nghe nói hôm nay Cao Thành đi tìm Diệp Phàm. Trì Hạo Cường nói. Việc này tôi biết, là Phó Chủ tịch Vu gọi điện cho Cao Thành. Ý đại khái là muốn rút tổ điều tra về. Cao Thành không thể không đi tìm Diệp Phàm để thương lượng chuyện này được. Dù sao cũng phải nể mặt sếp Phu chứ, bằng không đâu ngồi yên được. Tất Vân Lý nói. Quái nhỉ, việc này, sếp Phu chỉ cần trực tiếp ra chỉ thị cho Diệp Phàm là được mà. Cần gì phải thông qua Cao Thành chứ? Trì Hạo Cường có chút nghi ngờ nói. Tôi nói này lão Trì, ông đúng là ngu lâu rốt bền khó đào tạo. Không phải mấy lần trước ông cùng Diệp Phàm đến tỉnh rồi sao? Diệp Phàm có nể mặt Trần Húc không? Ông ta liên thủ với Hồ Quý Thiên muốn chèn ép Diệp Phàm, nhưng người ta vẫn chuyển bại thành thắng được, sau đó đẩy bao nghị lên đó thôi. Khổng Đoan lạnh lùng nói. Chương 2242, anh Cương thì anh ta sẽ nhu. Ừ, Diệp Phàm này tính tình có chút nóng nảy. Tuy nhiên, tôi cảm thấy người này cũng không phải loại người dễ kích động lung tung đâu. Sự kích động của hắn mỗi lần đều có mục đích cả. Phỏng chừng để chủ tịch tỉnh gọi điện cho hắn sớm một chút. Người ta không tham tiền, nên không có cách nào, đành phải đánh động đến Cao Thành. Cao Thành không có cách gì, dù sao cũng phải giữ thể diện. Cho nên, đành phải đi tìm Diệp Phàm. Cuối cùng xem chừng nếu không nói chuyện xong xuôi, Cao Thành sẽ ngậm ngùi ỉm đi. Tuy nhiên, việc này không thể dừng lại như vậy. Diệp Cao hai người âm thầm đọ sức sẽ dẫn đến một cục diện mới. Các anh nói xem, là gió đông thổi bạt gió tây hay gió tây áp đảo gió đông? Tất Vân Lý nói, Diệp Phàm tất thua, ít nhất, không nói tới năng lượng của hắn ở những nơi khác, riêng ở thành phố Đồng Lĩnh này hắn chẳng là gì cả. Một người từ bên ngoài tới mà định ngăn chặn con hổ bá đạo đã nhiều năm ở đây. Cường Long đấu với địa hổ, không biết sẽ thế nào. Phỏng chừng sẽ thể hiện qua hai kẻ Diệp Cao. Trì Hạo Cường nói, vẻ mặt vui vì người khác gặp họa. Việc lên nắm quyền của Bao Nghị hoàn toàn chặt đứt tính toán của Cục trưởng Cục Công án kiêm nhiệm. Đồng chí Lão Trì. Lão Trì đương nhiên cũng hận Diệp Lão Đại đến mức ngứa cả răng. Giữa trưa ngày hôm sau, ở phòng số 8 tòa nhà Phong Vân. Mẹ nó, coi tôi là mèo ốm phải không vậy? Không ngờ cả một bàn đồ ăn vừa mới được mang lên, đã bị Phượng Thảo Thiên đá một cước chén bát đập loảng xoảng, nước canh thức ăn đều rơi vãi trên đất cả. Tổng Giám Đốc Phượng, bất giận, đừng tự làm mình tức giận, không đáng đâu. Phó Tổng Giám Đốc Tập đoàn Khai thác Mỏ Thiên Mộc, Phượng Bội Thạch vội khuyên nhủ. Bớt cái con khỉ. Phượng Thảo Thiên hung hăng trợn mắt liếc nhìn Phượng Bội Thạch, nói. Người ta cưỡi lên đầu lên cổ mình thế mà còn phải bớt giận, anh nói xem, nỗi giận này có thể nuốt được sao? Hơn nữa, Phượng Thảo Thiên tôi từng nói trong vòng 3 tháng phải đưa được Mễ Nguyệt lên giường, chẳng lẽ Phượng Thảo Thiên tôi là hạng người nói không giữ lời? Các anh ra bên ngoài hỏi một chút. Có khi nào Phượng Thảo Thiên tôi nói mà không tính toán không? Đừng tưởng một bí thư thành ủy thì đã oai rồi, làm bố tức giận, cho hắn thảm đã rồi tính sau. Làm hắn thảm thì có khó gì, đại đương gia, anh đã quên xuất thân rồi. Tuy nhiên, gây gổ với một bí thư thành ủy, vào lúc mấu chốt này, mọi người đều sẽ biết tập đoàn khai thác mỏ thiên mộc của chúng ta có mâu thuẫn với hắn. Đó chẳng phải là giấu đầu hở đuôi sao? Không hợp lý lắm, đại đương gia. Quân sư Trình Giảo Tiền khoát khoát cây quạt trên tay,
còn lắc lắc đầu theo. Xuất thân. Phương Thảo Thiên thái độ ngông cuồng, không ngờ lập tức dịu lại, hình như từ xuất thân này rất nhạy cảm, dường như hơi kiêng dè. Giảo Tiên, chính là bởi vì đại đương gia xuất thân đàng hoàng, chúng ta còn sợ cái gì? Nếu Diệp Phàm tiếp tục làm như vậy, mỏ than Hải Sơn của chúng ta còn có thể khai thác than được nữa hay không? Giảo Tiên, anh chẳng lẽ không hiểu, tập đoàn khai thác mỏ Thiên Mộc chúng ta có một nửa doanh thu là từ mỏ than đá Hải Sơn sao? Chậm trễ một ngày, tổn thất tính đến mấy triệu đấy. Xem tình hình điều tra, hình như định đóng dài ngày ở Hải Sơn rồi. Đặc biệt là cái tổ trưởng Bao Nghị đó, bà nội nó. Tiểu tử này quả thực chính là một cái mụn nhọt thối tha, thối hơn cả nhà vệ sinh. Cả ngày nghiền mặt lên bới lông tìm vết, có gì hay không cũng đều bắt lỗi. Rõ ràng là muốn cố ý làm khó chúng ta. Rõ ràng là không coi Phượng Đại Đương ra là cái gì. Loại người này phải kiên quyết đả kích, chứ không phải cứ né tránh suốt. Anh càng tránh, anh ta càng kiêu ngạo, anh cương thì phỏng chừng anh ta sẽ phải nhu. Vừa mới ngồi lên vị trí cục trưởng công an thì đã vênh váo ngất trời. Buồn cười, không nói cái khác, chỉ riêng việc chúng ta có người ở tỉnh, anh ta thì đáng gì. Nghe nói phía tỉnh đã đem tài liệu đưa lại cho Ủy ban Nhân dân thành phố. Tuy nhiên, phía thành phố không có phản ứng gì, nhất định là Diệp Phàm bắt ỉm đi, không coi là việc quan trọng gì. Nói dễ nghe, thì là vì việc công. Nói khó nghe một chút, Diệp Phàm căn bản chính là trả thù lời nói ngày đó Phượng Đại Đương ra nói với Mễ Nguyệt. Phượng Bối Thạch ở bên cạnh hết sức châm ngòi thổi gió. Trả thù thì nhất định là trả thù rồi, tin tức vừa nghe được. Nghe nói chủ tịch Cao đã đi tìm Diệp Phàm vẫn cứng rắn không chịu. Hay là, đại đương gia không thể tức giận như vậy được. Dịu đi, Trình Giảo Tiền hướng về phía người phục vụ vừa mới tới thu dọn chén bát nói. Diệp Phàm, đây là hắn đang ép tôi. Phượng Thảo Thiên lại nổi giận, một phen quét tới. Dầm, một tiếng, toàn bộ chén bát rơi chỏng chơ trên mặt đất, khiến cho nữ nhân viên phục vụ sợ hãi, vội chạy ra ngoài phòng. Đại đương gia, cứ dứt khoát mời mấy người trong nhà ra mặt. Phượng Bội Thạch lại đưa ra chủ ý. Gọi Phượng Lôi ra, tôi không tin Thiên Lôi Phượng Lôi này còn không đốn ngã gã Bao Nghị mụn nhọt kia. Phượng Thảo Thiên khoát tay chặn lại, hung tợn nói. Đại đương gia, Phượng Lôi nghe nói chẳng phải vẫn đi theo cô tứ sao. Chỉ e rằng người ta có chịu ra mặt không chúng ta cũng khó nói. Trình Giảo Tiền có chút chần chừ, nói. Tiểu Trình. Đầu óc anh có lúc sáng láng có khi lại rối rắm vậy. Phượng Thảo Thiên đột nhiên phá lên cười ha ha. Đám người Phượng Bội Thạch cũng cười theo. Cười gì, tôi thật không rõ ý anh là gì. Trình Giảo Tiền mơ mơ màng màng không hiểu. Phượng Lôi là con trai, anh biết không? Phượng Bội Thạch cười tủm tỉm nói, mặt lộ vẻ bỉ ổi. Á, tôi đúng là đã quên mất, anh ta rất giỏi chuyện này. Trình Giảo Tiền bừng tỉnh đại ngộ. Mặt không khỏi có chút ngại ngùng. Ha ha, thấy chưa, đại quân sư Trình của chúng ta cũng kinh ngạc. Trước kia, chỉ có thể là chúng ta kinh ngạc, thật không ngờ, rất thú vị. Trưởng ban bộ phận bảo an, Hách Thanh chỉ vào Trình Giảo Tiền cười. Sự việc phát triển thật nhanh chóng. Lúc tối, Bao Nghị tới nhà Diệp Phàm. Nhìn vẻ mặt vui như Tết của anh, có phải đã có manh mối gì không? Diệp Phàm ra hiệu cho Bao Nghị ngồi xuống nói. Manh mối quan trọng, ôi cái cuộc đời này, vẫn có người không sợ chết. Bao Nghị cười nói. Mau nói, đừng thừa nước đục thả câu. Vương Long Đông đến từ trước, đã sớm không nhịn nổi, thúc giục. Xế chiều hôm nay, tầm 5 giờ, sau khi đi làm về, tôi đang chuẩn bị lên đường đi để về thành phố. Lúc xe chạy đến nội thành không ngờ gặp một kẻ đen vừa nhảy vừa hét trên đường. Cũng không thể đâm chết người ta, cho nên, tôi bảo xe dừng lại định kéo tên điên kia ra. Không ngờ kẻ điên đó cũng khá khỏe. Thân thủ của tôi đâu phải loại kém, kẻ điên đó sức cũng không kém tôi. Sau khi hai chúng tôi giằng co một hồi, miệng anh ta đột nhiên kêu lên điên loạn 12.345.689, 12.345.689. Bao Nghị nói, đây là ý gì? 12.345.689, số điện thoại, không giống, chẳng lẽ là có chứng cứ gì giấu ở mật mã ngân hàng? Hoặc là biển số xe, cũng không giống. Vương Long Đông sửng sốt, hỏi. 12.345.689.
Diệp Phàm miệng cũng lẩm bẩm, liếc nhìn Bao Nghị nói. Kẻ điên lẩm bẩm số này sao? Có, nói gì khác không? Không, anh ta nhắc đi nhắc lại mười mấy lần, rồi hình như bị tôi làm cho sợ quá liền chạy mất. Bao Nghị nói. Chắc chắn anh đã phát hiện ra bí mật gì, nếu không, sẽ không vui vẻ như vậy. Diệp Phàm nghiêng qua, liếc mắt nhìn anh ta, nói. Lúc các anh lẩm bẩm đọc, có phải thấy thiếu cái gì đúng không? Bao Nghị cười bí hiểm. Thiếu số 7. Vương Long không hề nghĩ ngợi trực tiếp thốt ra, sau đó nói. Cái này có gì lạ lùng, như mật mã lấy ở ngân hàng cũng là chọn bất kỳ mà. Ha ha, nếu liên hệ với mỏ than Hải Sơn, tôi lại thấy rất nghi ngờ. Mỏ than Hải Sơn có hơn 10 miệng giếng. Nếu chỉ cần thiếu giếng số 7, vậy có phải là, tai nạn phát sinh ngày 5 tháng 1 năm nay là ở miệng giếng số 7 không? Người này là đang nhắc nhở chúng ta chú ý kiểm chứng hầm mỏ số 7. Bao Nghị nói. Vậy thì bắt đầu từ số 7. Diệp Phàm hừ nói. Tôi vừa gọi điện về đó hỏi, nghe nói miệng giếng số 7 vì chất than đá không tốt, điều kiện khai thác khó khăn, từ năm ngoái đã bị mỏ than Hải Sơn bỏ đi rồi. Bao Nghị nói. Năm ngoái đã ngừng khai thác rồi, vậy chẳng phải là nói mỏ than số 7 không xảy ra tai nạn sao? Vương Long đồng cảm thất vọng. Kiểu nói này cũng không đáng tin, nếu thật sự mỏ than số 7 phát sinh sự việc, người ta đương nhiên sẽ che giấu tội ác. Việc này nếu như muốn thăm dò từ các thợ mỏ, xem chừng chẳng có bao nhiêu hy vọng. Bởi vì Phượng Thảo Thiên đã tạo áp lực quá lớn cho họ. Diệp Phàm nói. Ngày mai anh kiểm tra hầm mỏ số 7 nhưng phải chú ý phương pháp, phương thức. Gần đây bên phía tỉnh và thành phố đều có chút không vừa ý với việc điều tra của các anh. Đương nhiên, điều này có quan hệ rất lớn với tập đoàn Thiên Mộc, cũng không phải là chuyện riêng của tổ điều tra các anh. Tuy nhiên, chúng ta phải làm được cái gì? Vừa phải điều tra ra sự việc, vừa phải khiến cho họ không nói lại được mới ổn. Đương nhiên, vẫn phải áp dụng phương pháp tất yếu. Tôi biết rồi. Tôi chính là phải tạo nên thanh thế. Xem có thể từ đó tìm ra con đường đột phá không. Cứ điều tra mãi, thực ra đều là giả bộ. Tin là tập đoàn khai thác mỏ Thiên Mộc cũng sớm lau sạch dấu vết thôi. Bao Nghị nói. Chuyện của mẹ Dương Tú Phát đã điều tra rõ ràng chưa, là ai đang âm thầm phá rối? Diệp Phàm hỏi. Những người có trách nhiệm liên quan tôi đều xử lý rồi, người thao túng phía sau của việc này chính là Ninh Mãn. Cái lão già này, việc đứng đắn thì không làm, cứ thích gây chuyện. Bao Nghị không kìm nổi, có chút bực bội. Tiếp sau đây sẽ chỉnh, ông ta thế nào đây? Vương Long Đông đột nhiên cười quỷ dị. Anh biết nhược điểm của ông ta. Bao Nghị lập tức vui vẻ, vội truy hỏi. Tôi cũng vừa mới để ý tới, tuy nhiên, em trai ruột Ninh Đông của Ninh Mãn mở một công ty, tên là Thuận Phong Khí Mậu. Theo phạm vi kinh doanh mà nói thì chính là liên quan đến vài sản phẩm về ô tô. Tuy nhiên, tiểu tử này đầu óc rất nhanh nhẹn, kinh doanh ô tô chỉ là hình thức bên ngoài. Phương thức kiếm tiền trên thực tế cũng không phải như vậy. Mà là chuyên buôn bán xe đã sửa chữa lại. Loại xe đã qua sửa chữa này thực tế là đại tu xe đã bị bỏ đi rồi trang trí lại một chút. Bởi vì Ninh Mãn là ở cục công an thành phố, phòng trưng. Những khâu liên quan đến đăng ký ô tô đều là ông ta âm thầm hỗ trợ. Bằng không, loại xe phi pháp này ai dám mua? Chỉ cần điều tra việc Ninh Mãn cấu kết với em trai, tin là Ninh Mãn cũng bị đen đuổi không ít. Vương Long Đông nói, Ninh Mãn có phó giám đốc Sở Dương Tiêu ở tính chống đỡ, bằng không, Hồ Quý Thiên sẽ không hỗ trợ ông ta như thế. Nếu muốn bắt ông ta thì cũng hơi khó, làm chút chuyện khiến ông ta khó chịu thì còn được. Hơn nữa, tôi cũng không muốn bỏ sức lực vào ông ta. Mục tiêu của chúng ta là tập đoàn khai thác mỏ Thiên Mộc. Bao Nghị nói. Chương 2243, cố ý. Không dùng được thì kiên quyết phứt đi, bằng không, anh muốn chỉnh đốn cục công an thành phố, phát huy năng lượng lớn nhất của cục công an thành phố, đây chỉ là lời nói suông. Tôi thấy bên trong cục công an thành phố cũng quá phức tạp. Ninh Mãn chính là một cái gai. Chỉ cần anh chịu đi làm, tôi sẽ ủng hộ anh. Về phần Dương Tiêu và Hồ Quý Thiên, dù sao đắc tội thì đắc tội. Muốn giải hòa với bọn họ là chuyện không thể. Có những lúc, không nên nương tay thì không được nương tay, đánh rắn không chết sẽ bị nó cắn ngược trở lại. Diệp Phàm lại có cách nhìn khác. 9 giờ sáng ngày hôm sau, Diệp Phàm chính thức phê văn kiện.
Thư ký Điền Thanh nhẹ nhàng gõ cửa rồi đi vào nói. Bí thư, Tổng Giám đốc Phượng của Tập đoàn Khai thác Mỏ Thiên Mộc xin gặp. Ông ta, Diệp Phàm lại sửng sốt. Bọn họ có 4 người tới, cao to lực lưỡng có vẻ rất tức giận. Bí thư Diệp, hay là gọi mấy đồng chí bên phòng bảo vệ tới. Điền Thanh có chút lo lắng chuyện này. Không cần thiết, tôi đi gặp bọn họ. Diệp Phàm vẻ mặt bình tĩnh nói, đứng lên đi ra phòng tiếp khách bên ngoài. Phát hiện Phượng Thảo Thiên đang bắt chéo chân ngồi trên ghế. Đứng bên cạnh ông ta là một người cầm quạt hương bổ, hai người đứng hai bên phía sau vừa nhìn đã biết là đầu gấu. Thấy Diệp Phàm đi ra, Phượng Thảo Thiên còn lắc lư bắp chân một chút, thậm chí ngay cả đứng lên cũng không đứng, cầm chén trà uống một ngụm, rất cao giá nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Tên này, rất có vẻ của một cây cỏ dại. Tổng Giám đốc Phượng tìm tôi có việc gì? Diệp Phàm cũng không tức giận, vẻ mặt bình tĩnh ngồi xuống. Các anh rút cuộc muốn làm gì? Không ngờ Phượng Thảo Thiên ngay câu đầu tiên đã không khách sáo hỏi thẳng. Hơn nữa, ông ta còn đặt thật mạnh chén trà trên mặt bàn. Hai mắt hung tợn nhìn Diệp Phàm như muốn ăn tươi nuốt sống. Lời này của Tổng Giám đốc Phượng có ý gì? Chúng tôi đã làm gì? Diệp Phàm uống ngụm trà, vẻ mặt bình tĩnh nói. Đã làm gì, các anh còn không hiểu. Bí thư Diệp, chúng ta nói trắng ra, anh chính là muốn đạp đổ Tập đoàn Khai thác Mỏ Thiên Mộc chúng tôi thì cứ nói thẳng ra. Anh tức giận gì với Phượng Thảo Thiên tôi thì cũng không cần phải lợi dụng việc công để trả thù riêng. Vì một con đàn bà, tôi thấy bí thư như anh cũng không phải loại kém. Có bản lĩnh chúng ta đấu riêng là được. Anh tưởng rằng thành lập một tổ điều tra thì sẽ có thể khiến cho Tập đoàn Khai thác Mỏ Thiên Mộc của chúng tôi làm sao đúng không? Cho dù anh là nhân vật số 1 ở thành phố Đồng Lĩnh này, nhưng thành phố Đồng Lĩnh là thành phố Đồng Lĩnh của tỉnh Đồng Lĩnh, cũng không phải là nơi Diệp Phàm anh có thể một tay che cả bầu trời. Anh thật sự cho rằng Tập đoàn Khai thác Mỏ Thiên Mộc chúng tôi là một quả trứng mềm sao, anh còn muốn nhào nặn ra sao thì nhào nặn phải không? Phượng Thảo Thiên rất kiêu ngạo, cả những lời nói nhảm như vậy cũng nói ra cả. Ông nói những điều này rất chuẩn, tổ điều tra là vì có người kêu oan nên mới được thành lập. Tôi là bí thư thành ủy thành phố Đồng Lĩnh, chẳng lẽ có thể chấp nhận chuyện có người kêu oan mà không bận tâm sao? Doanh nghiệp của Tổng Giám đốc Phượng ở thành phố Đồng Lĩnh đương nhiên phải tuân thủ quy củ của thành phố Đồng Lĩnh. Còn cho dù người kêu oan là ai thì tôi cũng phải giúp họ bảo vệ chính nghĩa. Cha rõ ràng trắng đen, không điều tra sao có thể rửa sạch danh tiếng cho Tập đoàn Khai thác Mỏ Thiên Mộc các ông. Về phần ông nói cái gì mà dùng việc công trả thù riêng, còn muốn hai người đấu riêng gì đó. Lời nói không khách khí. Phượng Thảo Đông ông còn chưa đủ tư cách đấu riêng với tôi. Còn chuyện ông nói gì mà tôi nhằm vào việc khai thác mỏ của Thiên Mộc, đó là tuyệt nhiên không thể. Doanh nghiệp khai thác mỏ Thiên Thông là một doanh nghiệp lớn ở thành phố Đồng Lĩnh, thậm chí cả của tỉnh Đồng Lĩnh. Là một doanh nghiệp đóng góp số thuế lớn cho thành phố. Diệp Phàm tôi có là óc lừa thì cũng nghĩ tới việc đánh đổ các ông. Làm như vậy có gì tốt cho Diệp Phàm tôi? Tôi hy vọng doanh nghiệp khai thác mỏ Thiên Thông có thể phát triển càng mạnh càng tốt. Đây cũng là cái phúc của nhân dân Đồng Lĩnh. Diệp Phàm cũng là biểu hiện thái độ cứng rắn. Lời nói thì đường hoàng đấy. Trên thực tế là nói một đằng làm một nẻo. Bí thư Diệp, một việc còn con mà phải lập cả một tổ điều tra. Ngày nào cũng gây sức ép lên Thiên Mộc chúng tôi, còn để cho doanh nghiệp sống sót nữa hay không? Tôi thấy anh căn bản là muốn, chỉnh, doanh nghiệp khai thác mỏ Thiên Mộc chúng tôi, doanh nghiệp nộp số thuế lớn, chẳng qua chỉ là nói khách sáo. Thiên Mộc chúng tôi là minh tinh ở trong tỉnh. Còn Tổng Giám đốc Phượng của chúng tôi chẳng những là đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố, ủy viên Mặt trận Tổ quốc, còn là ủy viên Mặt trận Tổ quốc tỉnh. Được đích thân tiếp kiến đồng chí Bí Thư La và Chủ tịch tỉnh Tề. Lúc này, người cầm quạt đứng cạnh cũng rất khí thế nói. Ha ha, ủy viên Mặt trận Tổ quốc tỉnh cũng phải tuân thủ pháp luật nhà nước. Chỉ cần doanh nghiệp kinh doanh theo luật pháp, Diệp Phàm tôi không có gì để nói. Về phần đồng chí này nói thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố chúng tôi, chỉnh các anh, đó chỉ là nói nhảm. Diệp Phàm thản nhiên cười nói. Thịt, bàn trà không ngờ bị Phượng Thảo Thiên đập mạnh, chén trà cũng nảy dựng lên. Các anh muốn làm gì? Lúc này, mấy đồng chí từ ngoài cửa xông tới, đoán chừng là Điền Thanh âm thầm gọi người ở phòng bảo vệ thành ủy tới. Các anh muốn làm gì? Tôi là tìm bí thư Diệp bàn chuyện. Các anh kéo bè kéo đảng tới lẽ nào muốn bắt tôi?
vậy thì các anh cứ bắt Phượng Thảo Thiên tôi lại là được. Mẹ nó, chuyện gì vậy? Mấy nhân viên bảo vệ quen mà cũng kiêu ngạo. Phượng Thảo Thiên đằng đằng sát khí hô về phía mấy đồng chí phòng bảo vệ. Diệp Phàm vừa nhìn liền hiểu thì ra Phượng Thảo Thiên hôm này chính là tới bới móc. Không khỏi nghiêm mặt hừ nói. Tôi còn có việc, mấy người các anh mời Tổng Giám Đốc Phượng ra ngoài. Vừa nói xong, Diệp Phàm đứng lên đi vào phòng trong. Họ Diệp, hãy đợi đấy. Phượng Thảo Thiên trừng mắt đập chân, xoay người lại kẹt bỏ đi. Buổi chiều quả nhiên xảy ra chuyện. 2 giờ, Phó Tổ trưởng Tổ điều tra, cũng chính là Phó Kiểm sát trưởng, đồng chí An Minh gọi điện tới, anh ta bối rối nói. Bí thư Diệp, xảy ra chuyện lớn. Chuyện gì, đừng nóng vội, từ từ nói. Diệp Phàm bình tĩnh nói. Đánh nhau, vài tay vài u thịt bắp của ban bảo vệ mỏ than Hải Sơn tụ tập vài thợ mỏ không rõ nguồn gốc, bao vây người của Tổ trưởng Bao Nghị. Vốn là Tổ trưởng Bảo nói là muốn xem xét hầm mỏ số 7, tuy nhiên, người phụ trách mỏ than Hải Sơn không chịu. Nói là hầm mỏ số 7 đã ngừng hoạt động gần một năm, đi xuống nguy hiểm. Hơn nữa còn nói đã niêm phong giếng rồi. Chỉ có điều, Tổ trưởng Bao phát hiện vẫn có thể đi xuống, yêu cầu bọn họ mở ra lần nữa. Tuy nhiên, bọn họ không chịu, cứ thế, bên ngoài hầm mỏ số 7 liền dùm beng. Trong vài phút ngắn ngủi, lại thêm vài người tới. Bọn họ rất dữ tợn, vung tay vung chân liền đánh nhau luôn. Mấy đồng chí trong tổ điều tra đều ngã trên đất, tôi đi vệ sinh nên mới không bị đánh. Hiện tại chỉ còn lại Tổ trưởng Bao còn đánh nhau với một đoàn bọn họ. Tuy nhiên, rất nguy hiểm, bọn họ nhiều người, hơn mấy chục người. Hơn nữa, sao lại có vài người thân thủ cao tới? Kính xin Bí thư Diệp lập tức gọi công an ra mặt, bằng không, nguy hiểm. Phó Kiểm sát trưởng An thở hổn hển nói. Tôi biết rồi. Sau khi Diệp Phàm ngắt điện thoại, lập tức thông báo cho Ninh Mãn của Cục Công an thành phố. Bên đó lại đưa cảnh sát có vũ trang tới hiện trường, bên này thì cử Vương Long Đông đưa theo các đồng chí Cục Công an thành phố Trương Hà hỏa tốc đi trợ giúp. Tuy nhiên, hiển nhiên đồng chí Ninh Mãn kéo dài thời gian theo bản năng. Cảnh sát có vũ trang thành phố đồng lĩnh tới sớm hơn người của Cục Công an thành phố 2 tiếng. Mặc dù Vương Long Đông trước tiên chọn phương thức ứng phó khẩn cấp, chỉ trong vòng 20 phút cảnh sát Cục Công an thành phố Trương Hà đã đến hiện trường. Tuy nhiên, vẫn đã muộn. Tổ điều tra ngoài đồng chí Phó Kiểm sát trưởng An Minh trốn vào nhà vệ sinh, không ai không bị thương. 9 người khác toàn bộ bị đánh ngã trên đất, và có 6 người bị thương nghiêm trọng. Còn đồng chí Bao Nghị dựa vào lực lượng của một người đấu với đối phương mười mấy người, cuối cùng vẫn bị đánh ngã trên đất, bị thương không nhẹ. Diệp Phàm vội vàng đi tới mỏ than Hải Sơn. Còn Chủ tịch Cao Thành nghe nói đi kiểm tra công tác ở huyện Đông Tân. Toàn bộ những người ngừng sản xuất chỉnh đốn, gây rối, bắt tất cả lại. Đây là Diệp Phàm trước tiên nhìn thấy hiện trường sau đó trực tiếp ra lệnh cho người phụ trách bộ đội cảnh sát có vũ trang thành phố đồng lĩnh, đồng chí Thái Hào. Chúng ta không sai bọn họ không thể tùy tiện bắt người. Lúc này, trong số mấy trăm thợ mỏ lộn xộn, có một người lớn tiếng hô lên. Hơn nữa, toàn bộ hơn 200 thợ mỏ đứng lộn xộn với nhau. Có xu hướng sẽ đối kháng với cảnh sát có vũ trang. Chỉ đội trưởng đội cảnh sát có vũ trang, đại tá Thái Hà nhíu mày, nói thầm bên tai Diệp Phàm. Bí thư Diệp, có nên trì hoãn chút không? Nếu cưỡng ép bắt người liệu có khiến họ mạnh mẽ bắn lại không? Đến lúc đó chỉ sợ càng gây ra chuyện lớn thì sẽ phiền toái. Bắt, tất cả trách nhiệm đều do Diệp Phàm tôi chịu. Diệp Phàm thái độ cứng rắn. Mạnh mẽ chưa từng có. Bắt người. Thái Hào không đợi nữa, trực tiếp nói với nhóm binh lính. Bên này, Thái Hào cầm loa hô. Các anh em thợ mỏ, không công kích nhân viên công tác tổ điều tra xin tự động rời khỏi. Bằng không tất cả đều bị coi là đồng phạm, tất cả đều bị bắt. Bọn họ không dám bắt người, chỉ cần chúng ta đoàn kết một lòng, sợ cái cóc khô gì. Làm quan sợ nhất cái này, chúng ta, đoàn kết chính là sức mạnh. Những người này đều là đến cố tình, chỉnh chúng ta đấy. Bây giờ ngừng sản xuất rồi, chúng ta không có cơm ăn. Vì miếng cơm manh áo, chúng ta phải đấu. Có người trong đám đông kích mọi người. Phải đấu. Đám người đã bị kích lên. Tôi là Bí thư Thành ủy Diệp Phàm, tôi muốn nhắc nhở các anh em thợ mỏ yên lặng một chút, đối đầu với quốc gia chính là chống lại pháp luật bạo lực. Hậu quả vô cùng nghiêm trọng, nghiêm trọng. Từ bây giờ trở đi. Tôi đếm từ một trở đi, những người còn chưa lui thì bắt tất.
tất cả trách nhiệm do Diệp Phàm tôi chịu. Diệp Phàm cầm lấy loa, đứng thẳng người oai vệ, hướng về đám người đang dục dịch hô. Bởi vì thi triển mê thuật hóa âm cho nên, giọng nói đặc biệt có sức mê hoặc chấn động. Vừa nghe Diệp Phàm kêu gọi đầu hàng như vậy, gần 200 người lập tức lui lại hơn phân nửa, chỉ còn 7-80 người còn kiên trì đứng lại. 2, 3, 4. Cùng với tiếng hô lớn trong loa của Diệp Phàm truyền ra, đếm đến 9 thì chỉ còn lại khoảng 30 người chưa đi, còn kiên trì. Bắt, đếm tới 1. Sau đó, Diệp Phàm không chút do dự ra lệnh. Hắn hiểu rõ, chừng 30 người còn dư lại này, kỳ thật chính là đội bảo vệ mỏ của mỏ than Hải Sơn. Thực ra chính là những tay đấm đá mà mỏ than mời tới. Phỏng chừng cũng là mấy người công kích đội điều tra. Những người này tuyệt nhiên sẽ không rời đi. Thái Hào vung tay lên, toàn bộ cảnh sát có vũ trang xông tới. Có mấy người còn định ngoan cố chống lại, kết quả bị mấy người lính kia cho ngã. Dưới sự uy hiếp của lưỡi lê, súng trường, toàn bộ 30 người bị bắt. Trở về Cục Công an thành phố, Diệp Phàm nghiêm mặt, ở trước tòa nhà trụ sở làm việc Cục Công an thành phố, trực tiếp hỏi Ninh Mãn nói. Ông không nhận được điện thoại của tôi sao? Nghe Diệp lão đại chất vấn, tất cả đám cảnh sát đều dừng bước, mấy chục cảnh sát liền xúm lại, ánh mặt tập trung vào bên này. Nhận được. Ninh Mãn nói. Nhận được sao lại không hành động? Diệp Phàm vẻ mặt nghiêm túc hỏi. Chương 2244, lại nắm được thêm một phó cục. Báo cáo bí thư Diệp, chúng tôi đã lập tức hành động. Ninh Mãn đứng nghiêm, vẻ mặt nghiêm túc nói. Các ông cũng đủ nhanh đấy. Đội cảnh sát có vũ trang thường trú ở thành phố đồng lĩnh của các ông đến mỏ than Hải Sơn còn sau tôi những 2 tiếng. Với hiệu suất làm việc như các ông, cơm canh phía dưới chắc cũng đều nguội lạnh cả. Diệp Phàm vẻ mặt nghiêm túc nói. Tôi đúng là lập tức triệu tập cảnh sát, cái này, bí thư Diệp, anh dù sao cũng phải cho chúng tôi chút thời gian chứ có phải không? Hơn nữa, bộ đội cảnh sát có vũ trang chịu sự quản lý của quân sự. Cục công an hơi chậm nửa nhịp cũng bình thường mà. Ninh Mãn còn đang nói xạo. Chậm nửa nhịp, tôi thấy là chậm mấy chục nhịp ấy chứ. Không cần nói, tôi đại diện thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố tuyên bố, đồng chí Ninh Mãn, ông bị tạm đình chức, về nhà kiểm điểm nghiêm túc hành động của mình. Cục trưởng Bao hiện nay còn đang điều trị tại bệnh viện. Công tác của Cục Công an thành phố sẽ do đồng chí Vệ Cường tạm thời chủ trì. Diệp Phàm vung tay lên ra lệnh trực tiếp. Bí thư Diệp, Ninh Mãn tôi cũng không có sai lầm gì. Anh dựa vào cái gì mà đình chức tôi? Ninh Mãn lớn tiếng phản bác. Chỉ dựa vào Diệp Phàm tôi là bí thư thành ủy thành phố đồng lĩnh, đại biểu nhân dân đồng lĩnh, tôi sẽ giao cho đồng chí Hạo Cường điều tra xử lý. Diệp Phàm nói với chị Hạo Cường. Quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ. Chị Hạo Cường thanh âm khá vang, anh ta vốn không có qua lại với Ninh Mãn này. Hai người cũng không cùng một hệ thống. Lúc này mượn tay Diệp lão đại nắm được cơ hội này. Vậy còn không, chỉnh, chết lão già Ninh Mãn này sao? Cho nên, đương nhiên trả lời vang dội rõ ràng. Tôi muốn khiếu nại với tỉnh, khiếu nại. Ninh Mãn vênh mặt rầu miệng, sắc mặt biến thành đen kịt, lớn tiếng kêu. Đây là quyền lợi chính đáng của ông. Diệp Phàm lạnh lùng hừ một tiếng, xoay người tới bệnh viện thăm hỏi thành viên tổ điều tra bị thương. Tuy nhiên, lúc kiểm tra tình hình thương tích của Bao Nghị thì lại chấn động. Bởi vì, Diệp lão đại phát hiện, Bao Nghị không phải bị thương bình thường. Kiểm tra nội tức phát hiện, có cao thủ động chân tay trên người của Bao Nghị. Nhiều chỗ kinh mạch bị cách trở, Bao Nghị có thân thủ tứ đẳng. Có thể hạ thủ với anh ta, chắc chắn người kia không dưới lục đẳng. Chẳng lẽ là vệ sĩ mà Phượng Thảo Thiên mời về? Diệp Phàm thầm cảnh giác, Phượng Thảo Thiên có thể mời được cao thủ như vậy, vậy người này không hề đơn giản. Tuyệt đối không lỗ mãng như ông ta thể hiện bên ngoài. Diệp Phàm lấy cây ngân châm ra, dùng thuật nội tức tác động vào kinh mạch của Bao Nghị. Sau suốt 3 tiếng, Bao Nghị tỉnh dậy. Bí thư Diệp, tôi không thể hoàn thành nhiệm vụ. Vừa mở mặt thấy Diệp Phàm, Bao Nghị hổ thẹn vùng vẫy muốn đứng lên. Đừng cử động, tình trạng vết thương của anh vừa mới đỡ một chút. Diệp Phàm giơ tay nhẹ nhàng ấn Bao Nghị xuống hỏi. Lúc ấy có chuyện gì vậy? Lúc đánh nhau anh có phát hiện ra cái gì lạ không? Tôi cảm giác có chút kỳ quái. Lúc đầu tuy bọn họ có khá nhiều người, nhưng thân thủ cũng không cao lắm. Bao Nghị tôi tự tin đảm bảo có thể dùng lực của một người đánh ngã 10 mấy người. Hơn nữa,
Tổ điều tra liên hợp là do các đồng chí của Cục Công an và Viện Kiểm sát thành phố hợp thành. Tất cả đều là những tinh binh mãnh tướng được tập hợp lại. Mỗi người đối phó với 3, 4 người thì hẳn là không khó. Tuy nhiên, sau đó có 3 người trà trộn vào. Thân thủ thực sự rất cao. Tôi và một cậu thanh niên râu ngắn đụng nhau một chưởng mãnh liệt. Phát hiện bàn tay như đánh vào tảng đá, lập tức liền đau run lên. Lúc ấy tôi còn không tin tên này, ra quyền thứ hai dồn toàn bộ lực. Tôi bị anh ta đánh cho lui tới 7, 8 bước, cổ họng chấn động liền phun máu. Người nọ nắm đấm vững như Thái Sơn, lực phản chấn quá lớn. Ngay tại chỗ lỗ tai tôi liền ù ù vang dội, thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh. Bao Nghị nhíu mày lại nói. Bí thư Diệp, mấy cao thủ này nhất định là do Phượng Thảo Thiên mới tới. Ông chủ khai thác mỏ lớn như vậy, bên người đều phải có cao thủ. Bí thư Diệp vẫn nên cẩn thận một chút, hôm nay đã xảy ra việc này, nhất định là do Phượng Thảo Thiên cố ý. Hơn nữa, tôi vốn định thăm dò mỏ than Hải Sơn một chút, cho nên đi thẳng tới miệng giếng số 7. Hiển nhiên, chạm tới điểm yếu của bọn họ, cho nên mới tạo nên mâu thuẫn. Có nghe thấy người râu ngắn kia tên là gì không? Diệp Phàm hỏi. Không rõ lắm, lúc ấy tôi đã mơ mơ màng màng rồi. Bao Nghị nói. Trước kia có thấy người râu ngắn đó bên cạnh Phượng Thảo Thiên không? Diệp Phàm hỏi. Hình như không có người này. Phỏng chừng bình thường không lộ diện. Hơn nữa, lúc tôi đánh nhau với anh ta phát hiện, chỗ cánh tay có hoa văn hình một con Phượng Hoàng. Nhưng thật là kỳ quái, tên này xăm hình để làm gì vậy? Bao Nghị có chút nghi hoặc hỏi. Chẳng lẽ là dân giang hồ? Diệp Phàm hỏi. Cũng có thể, hơn nữa, còn không phải tên cai đầu đen bình thường. Bí thư Diệp, tôi cảm thấy khỏe hơn nhiều rồi. Bao Nghị nói xong, đứng dậy. Vừa rồi kinh mạch được Diệp Phàm tác động, thật sự đã đỡ hơn một nửa. Ninh Mãn đã bị đình chức, hiện tại Cục Công an thành phố do Phó Cục trưởng Vệ Cường tạm thời đại diện. Anh cứ yên tâm ở lại bệnh viện tĩnh dưỡng. Tôi biết anh đã có thể đứng lên rồi. Tuy nhiên còn phải tĩnh dưỡng, tránh di chứng sau này. Hơn nữa, tôi còn cần anh làm chứng. To gan lớn mật thật, đến Cục trưởng Công an cũng dám đánh thành như vậy. Tôi phỏng chừng, tên cao thủ râu ngắn kia âm thầm xuống tay tác động vào kinh mạch của anh để tạo nên hiện tượng tưởng như tình trạng thương tích không nặng nhưng thực ra là rất nặng, nhất thời không đứng dậy được. Chúng ta tương kế tự kế, anh âm thầm làm mấy việc là được. Tuy nhiên, phải chú ý an toàn, nếu bên kia bọn họ có cao thủ, cũng không thể loại trừ khả năng bọn họ dùng thủ đoạn ám hại anh. Diệp Phàm nói, trong lúc mấu chốt này thì chắc là không thể, nếu tôi chết, trách nhiệm của bọn họ chẳng phải là sẽ lớn hơn sao? Bao Nghị lắc lắc đầu, mọi việc đều phải cẩn thận một chút, tôi thấy tên Phượng Thảo Thiên này cái gì cũng làm được hết. Đến lúc đó bịa ra cái lý do sự cố chữa bệnh cũng có thể được. Hơn nữa, bọn họ cũng cảm thấy rõ ràng sự uy hiếp của anh. Chuyện miệng giếng số 7 đã khiến bọn họ đứng ngồi không yên. Tôi sẽ giao cho Cục thành phố phái thêm vài người tới đây với anh. Diệp Phàm sắp xếp. Cứ gọi đại một người đến với tôi là được rồi. Kính xin bí thư Diệp yên tâm, tôi sẽ có cách tự bảo vệ mình. Hơn nữa, tôi cũng tin tưởng, Bao Nghị tôi chính là một can gián đập không chết. Thực ra bí thư Diệp, anh đóng cửa mỏ than Hải Sơn như hiện nay. Mục tiêu kế tiếp của bọn họ rất có thể sẽ nhắm vào anh. Vì thế vẫn nên cẩn thận. Trong thời gian tới, tôi vẫn sắp xếp hai cảnh sát mặc thường phục lúc nào cũng theo sát anh. Bao Nghị nói, có vẻ hơi kỳ lạ. Ha ha! Diệp Phàm thân thiết vỗ vai Bao Nghị, cười nói. Bao Nghị, tình trạng tổn thương của anh là do tôi chữa đấy, anh có hiểu ý tôi không? À! Bao Nghị đột nhiên trợn trừng mắt, nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Thật lâu sau mới ấp úng nói. Thì ra là thế. Diệp lão đại đương nhiên cũng muốn hé lộ một chút, quả nhiên khiến Bao Nghị nhìn theo với anh mặt càng kiên định hơn, thậm chí còn sùng bái nữa. Anh ta nói, bí thư Diệp, thật ra, tôi còn có một sư đệ. Năm nay hơn 20 tuổi, là con của sư phụ tôi. Chỉ là mấy năm trước sư phụ tôi qua đời, sư đệ tốt nghiệp đại học, không thích đi làm nhân viên công vụ. Hiện nay khắp nơi trên đất nước đều là đất đai cằn cỗi, phỏng chừng với số tiền mấy trăm nghìn sư phụ tôi để lại, tiêu cũng gần hết rồi. Vốn tôi vẫn khuyên nó tìm công việc chính đáng mà làm, ví như làm cảnh sát cũng được. Tuy nhiên, nó nói không chịu nổi trói buộc. Vốn bản chất nó quen tự do. Tuy nhiên,
thân thủ của nó cao hơn tôi nhiều, tin là cũng không buồn tới nỗi chết đói. Nếu bí thư Diệp đã lo lắng cái này, tôi gọi điện bảo nó quay lại chăm sóc tôi mấy ngày. Bao Nghị rút cuộc nói ra ý của mình. Vậy cũng tốt, anh gọi điện bảo anh ta lập tức quay về. Diệp Phàm vỗ vỗ bả vai Bao Nghị, xoay người đi. Buổi tối, trong phòng họp thành ủy, Diệp Phàm triệu tập cuộc họp thường vụ thành ủy lâm thời. Trong phòng họp, không khí có chút nghiêm túc, 13 ủy viên thường vụ đều có mặt đông đủ. Chỉ có điều, tất cả đều như có tâm sự, nhìn bất định mà không nói tiếng nào. Tư thế có chút giống như 13 vị Bồ Tát. Tối nay triệu tập tất cả mọi người đến khẩn cấp, tôi nghĩ chuyện xảy ra lúc chiều mọi người hẳn là đều nghe nói qua. Đồng lĩnh chúng ta sao vậy? Đồng lĩnh là đồng lĩnh chịu sự lãnh đạo của đảng, không phải là đồng lĩnh của một tập đoàn doanh nghiệp có thế lực, có tiền nào cả. Ngang nhiên chống lại pháp luật không nói, không ngờ còn dám gọi mấy tên côn đồ và đám thợ mỏ không rõ lai lịch tấn công tổ điều tra. Dẫn đến việc 9 trong số 10 người của tổ điều tra bị thương. Trong đó có 6 người tình hình thương tích nghiêm trọng, đến bây giờ còn chưa thoát khỏi tình trạng nguy hiểm đến tính mạng. Còn đồng chí An Minh trước đó đau bụng phải vào nhà vệ sinh nên mới thoát được. Ngay cả cục trưởng công an Bao Nghị cũng bị đánh đến trọng thương, đến tận bây giờ mới thoát khỏi tình trạng nguy kịch. Đây là doanh nghiệp thuộc sự quản lý của thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố sao? Tôi thấy bọn họ mang một thế lực hắc ám thì có. Không ngại nói một lời mất thể diện này. Buổi sáng, Tổng Giám đốc Phượng Thảo Thiên của công ty mẹ của mỏ than Hải Sơn đã tới phòng làm việc của tôi đập bàn đấy. Có nhiều bất mãn với tổ điều tra, còn tuyên bố làm cho Diệp Phàm tôi đẹp mặt, thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố đồng lĩnh chúng ta cứ chờ mà xem. Không ngờ buổi chiều bọn họ thực sự dám động thủ, cái này căn bản là một hành vi cố ý có dự tính trước, đối đầu với thành ủy và ủy ban nhân dân, đối đầu với quốc gia. Là một hành vi lấy bạo lực chống lại pháp luật nghiêm trọng. Chẳng những ngăn cản việc thi hành công vụ của tổ điều tra, hơn nữa, rõ ràng có ẩn chứa tính chất đen tối. Chúng ta là ai, là cán bộ đại biểu đảng trong cơ quan quản lý của chính phủ. Không thể dễ dàng để cho hành vi kiểu này phát sinh lần nữa, đối với những gì tập đoàn khai thác mỏ Thiên Mộc đã làm, nhất định phải nghiêm túc xử lý, kiên quyết đàn áp dáng vẻ bệ vệ kiêu ngạo của họ. Diệp Phàm vẻ mặt nghiêm túc nói. Không đàn áp thì không xong, bọn họ căn bản cũng không phục tùng sự quản lý của chính phủ. Hôm nay đánh đập thành viên tổ điều tra, ngày mai thì sao? Chỉ sợ còn định tới rằng co với chính phủ, ngay cả bí thư Diệp bọn họ cũng dám đập bàn đập ghế. Tôi nghĩ, nếu bọn họ mà muốn tới đập sập phòng làm việc của Vương Long Đông tôi thì chắc cũng đủ can đảm đấy. Đối với doanh nghiệp rõ ràng tồn tại thế lực hắc ám này, phải kiên quyết thủ tiêu. Ít nhất, đầu tiên phải ngừng sản xuất chỉnh đốn, phải nghiêm túc xử lý toàn bộ tập đoàn Thiên Mộc mới được. Vương Long Đông tiếp lời Diệp Phàm, nói. Chương 2245 Khuấy đục nước. Hừ, bọn họ cũng dám tạo phản hay sao? Đồng lĩnh này vẫn là thiên hạ của đảng. Phía quân đội chúng tôi kiên quyết ủng hộ quyết định của thành ủy đồng lĩnh. Chỉ cần có nhu cầu, chúng tôi bất cứ lúc nào cũng có thể phái người đi. Một tập đoàn hắc ám nhỏ bé thì sao có thể làm chúng ta sợ hãi? Trò cười, Lã Lâm tôi đã nói ở đây, bí thư Diệp chỉ huy như nào, Lã Lâm tôi sẽ theo. Đồng chí tư lệnh quân phân khu Lã Lâm kiên quyết, cứng rắn, mạnh mẽ biểu lộ thái độ đi theo Diệp Phàm. Hành động của bọn họ thật là hết sức quá đáng, có ý kiến gì có thể tới đề cập với Ủy ban Nhân dân thành phố. Hoặc là có thể khiếu nại với tỉnh. Sao có thể dùng hành vi không sáng suốt như vậy, quá kích động. Xử lý thì chắc chắn phải xử lý, không xử lý thì còn đâu uy tín chính phủ. Tuy nhiên, chúng ta cũng phải suy xét đến tình hình thực tế một chút. Về một góc độ nào đó mà nói, đứng trên lập trường của bọn họ. Phỏng chừng bọn họ cũng cho rằng mình cũng có lý do nhất định. Có cần phải mời lãnh đạo của tập đoàn khai thác mỏ Thiên Mộc tới trao đổi với chúng ta một chút không? Đầu tiên, vấn đề thuốc men của thành viên tổ điều tra dùng, bọn họ phải phụ trách. Thứ hai, cố gắng giải quyết một cách hợp lý cũng là điều tất yếu. Nhâm Tín Thiên nói, lời nói của ông ta có chút khiến người khác khó hiểu. Đúng vậy. Chẳng qua chỉ là một cuộc đánh nhau bình thường. Chẳng qua là hơi quá khích, nghe nói bọn họ đã khiếu nại lên tỉnh. Phía tỉnh đã chuyển tài liệu đến Ủy ban Nhân dân thành phố. Hơn nữa, Chủ tịch tỉnh Vu cũng rất chú ý đến chuyện này.
không thể ngờ trong lúc mấu chốt lại xảy ra sự việc như vậy. Ôi, nếu như có thể sớm đưa ra những biện pháp hợp lý thì đâu đến nỗi. Vẫn là vì không có nhiều cơ hội ngồi bàn bạc thống nhất, nếu bàn bạc nhiều hơn, chắc sẽ không xảy ra chuyện này. Trưởng ban tuyên giáo Phượng Thủy Linh thở dài. Rõ ràng không đồng ý Diệp Phàm coi sự việc buổi chiều là hành vi ác ý. Hơn nữa, dường như có ý chỉ trích Diệp Phàm không bàn bạc, không xử lý tài liệu mà tỉnh chuyển về. Gia tăng bàn bạc, giải quyết hợp lý đương nhiên là khả thi. Nhưng tôi muốn nhắc nhở Bí Thư Nhâm và trưởng ban Phượng. Buổi sáng chẳng phải là Phượng Thảo Thiên đã đến phòng làm việc của Bí Thư Diệp, lại còn đập ghế vểnh chân sao? Lẽ nào đây được gọi là phương pháp bàn bạc thống nhất của tập đoàn khai thác mỏ Thiên Mộc sao? Nói khó nghe một chút, đây là bọn họ khoe nắm đấm lớn, khoe thế lực mạnh. Đây là ngang nhiên uy hiếp thành ủy, ép thành ủy xử lý theo ý của họ. Thành ủy phái tổ điều tra liên hợp là hoàn toàn phù hợp trình tự. Chẳng lẽ có thể thấy người chặn xe kêu oan mà lại không quan tâm? Huống chi, hai mẹ con chặn xe đó lại là chiếc xe của Chủ tịch thành phố Vương tới từ Canada. Để cho bạn bè quốc tế nhìn thấy cảnh tượng này, ảnh hưởng rất xấu. Phỏng chừng, chính là hiện nay, Chủ tịch Vương vẫn đang quan tâm đến hai mẹ con kia. Chuyện này, cũng là một điều kiện để bọn họ ký kết giao kèo thành phố hữu hảo với chúng ta. Nếu như ngay cả việc nhỏ ấy mà thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố đồng lĩnh chúng ta cũng không xử lý được, người ta làm sao còn có thể tin tưởng chúng ta. Cho nên, việc này không phải thiếu sự bàn bạc thống nhất, mà là bàn bạc phải dựa trên cơ sở hai bên bình đẳng. Xem bọn họ gây sự như thế, căn bản là không muốn bàn bạc, mà là tới thành ủy và ủy ban nhân dân để ra lệnh đấy. Trưởng ban thư ký Mễ giận dữ nói. Đúng. Loại hành vi này cần phải xử lý nghiêm túc, nghiêm khắc đả kích. Bằng không, lẫn lộn đầu đuôi, một doanh nghiệp hắc ám không ngờ lại vọng tưởng muốn khống chế và uy hiếp thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố đồng lĩnh chúng ta, đây gọi là gì vậy? Đây quả thực là kiêu ngạo và ngông cuồng, tôi nghĩ, tổ điều tra còn phải tiếp tục xây dựng tổ. Hơn nữa, cấp bậc phải cao hơn, thực lực phải càng mạnh. Không thể giới hạn ở mỏ than Hải Sơn. Tôi đề nghị có thể mở rộng sang toàn bộ tập đoàn khai thác mỏ Thiên Mộc. Chính là Phượng Thảo Thiên, cũng là đối tượng phải điều tra của tổ điều tra chúng ta. Chúng ta phải kiên quyết đàn áp dáng vẻ bệ vệ kiêu ngạo của những doanh nghiệp bất lương. Biểu hiện đầy đủ lực lượng và quyết tâm của thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố chúng ta, lãnh đạo của đảng không thể lung lay được, bất cứ ai cũng không được. Thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố đồng lĩnh chúng ta không phải loại đớn hèn. Là chính quyền dưới sự lãnh đạo của đảng. Lúc này, Phó Bí Thư Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật, Lý Vi cũng kiên quyết biểu lộ thái độ ủng hộ việc nghiêm túc xử lý. Mở rộng sang cả tập đoàn khai thác mỏ Thiên Mộc, điều này tuyệt đối không thỏa đáng. Phó Chủ tịch Thường trực Thành phố, Tất Phân Lý mở miệng liền tỏ ý phản đối. Ông ta nhìn Lý Vi liếc mắt một cái nói. Thư ký Lý, chúng ta phải suy xét đến tình hình thực tế. Không cần nói cái khác. Một năm số thuế mà tập đoàn khai thác mỏ Thiên Mộc nộp cho chúng ta chiếm tới 1/10 của toàn bộ thành phố chúng ta. Không có thuế của tập đoàn Thiên Mộc, phỏng chừng toàn thành phố đến lương cũng không có mà phát. Mọi người cũng đừng nói là Tất Phân Lý tôi là người thế nào, không có cách nào cả. Tôi là hỗ trợ chủ tịch thành phố cao quản ủy ban nhân dân thành phố mà. Sự sống chết ấm no của mấy triệu dân toàn thành phố đều có quan hệ với chúng ta. Không quản lý việc nhà không biết gạo cùi đất. Không có tiền, ủy ban nhân dân thành phố căn bản không sống được. Vài người của mỏ than Hải Sơn có hơi quá khích, việc này nhất định phải xử lý, tôi ủng hộ. Tuy nhiên, mặc dù là phải xử lý, thì cũng chỉ nhằm vào những người tấn công tổ điều tra. Chứ không phải toàn bộ mỏ than Hải Sơn. Mỏ than Hải Sơn là doanh nghiệp lớn nhất của thành phố Trương Hà. Các anh có thể hỏi đồng chí Long Đông, nếu như không có mỏ than Hải Sơn. Phỏng chừng chỉ số kinh tế của thành phố Trương Hà sẽ hạ mất 10%. Việc yêu cầu mỏ than Hải Sơn ngừng kinh doanh chỉnh đốn, tôi cảm thấy thành phố cũng phải thận trọng suy xét. Phải suy xét đầy đủ ảnh hưởng của việc này đến mỏ than Hải Sơn. Ngừng sản xuất một ngày, với một doanh nghiệp lớn như mỏ than Hải Sơn, tổn thất kế toán lên tới mấy triệu. Bọn họ tổn thất mấy triệu, phương diện tài chính của chúng ta cũng phải tổn thất mấy trăm nghìn. Hơn nữa, do chuyện này mà kéo theo một loạt hệ lụy. Ví dụ như những doanh nghiệp cần mỏ than Hải Sơn cung cấp than đá như nhà máy điện. Nếu không có than đá của mỏ than Hải Sơn,
vậy nhà máy điện chẳng phải là phải ngừng hoạt động sao? Mà nhà máy điện ngừng hoạt động, không có điện, nhiều doanh nghiệp trong thành phố cũng vì thế mà không tiến hành sản xuất được. Như vậy càng lúc càng lớn, phạm vi càng ngày càng rộng. Phỏng chừng, bị liên lụy không chỉ có một mỏ than Hải Sơn, đây là một hành động gây ra hậu quả liên hoàn. Cứ tính như vậy, phỏng chừng những người bị ảnh hưởng không dưới mấy chục nghìn, thậm chí có thể lên đến tận trăm nghìn. Đây chính là một con số rất đáng sợ. Thực sự là nếu kích thích bọn họ quá mức, mấy chục nghìn người đứng lên chống lại, đến lúc đó, thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố chúng ta nguy rồi. Tôi nghĩ, chủ tịch Cao chắc cũng có cùng suy nghĩ như tôi. Có lẽ, cảm giác còn mạnh hơn một chút. Tất Phân Lý là đứng trên cương vị là phó chủ tịch thường trực thành phố để đưa ra ý kiến. Cũng không phải nói Tất Phân Lý muốn đi luồn cúi, bao che tập đoàn Thiên Mộc gì cả. Bởi vì, đồng chí Lão Tất và Cao Thành căn bản không cùng quan điểm. Lần này đứng ra là nói giúp đồng chí Cao Thành, cũng không phải nói đồng chí Tất có dã tâm gì, đây chẳng qua là vấn đề suy xét vì lợi ích công tác. Đúng vậy, đụng vào một mỏ than Hải Sơn mà có thể sẽ gây hấn với mấy chục nghìn người. Vậy toàn bộ tập đoàn Thiên Mộc thì sẽ thế nào? Các đồng chí, tổng bộ của tập đoàn khai thác mỏ Thiên Mộc là ở thành phố Đồng Lĩnh chúng ta. Hơn nữa, bọn họ có đến 9 phần nghiệp vụ đều ở thành phố Đồng Lĩnh chúng ta. Nếu yêu cầu toàn bộ tập đoàn khai thác mỏ Thiên Mộc ngừng sản xuất chỉnh đốn, chịu điều tra, phạm vi mà việc này ảnh hưởng, phỏng chừng sẽ liên lụy tới không dưới mấy trăm nghìn người dân thành phố Đồng Lĩnh. Tôi đồng ý nhất định phải xử lý những người hôm nay đánh nhau. Nhưng đối với việc yêu cầu mỏ than Hải Sơn ngừng kinh doanh, chỉnh đốn, Bí thư Diệp, có phải đã hơi làm quá lên không? Có thể để bọn họ tiếp tục sản xuất không, chúng ta lại đưa tổ điều tra vào tiếp tục điều tra là được. Cao Thành quay đầu nhìn Diệp Phàm liếc mắt một cái, nói. Ồ, sự việc phát sinh hôm nay, một người luôn chú ý đến tập đoàn Thiên Mộc như chủ tịch Vu chắc chắn là biết. Tôi nghĩ, vẫn phải tiếp tục tiến hành điều tra, tôi đồng ý đề nghị của chủ tịch thành phố. Về phần nói về tính chất hắc ám, có vẻ như cũng không phát hiện ra cái gì. Chẳng qua chỉ là một trận đánh nhau bình thường thôi. Nghe nói lúc ấy phương pháp phương thức mà tổ trưởng Bao xử lý cũng có chút khuyết điểm. Giếng số 7 của người ta đã vứt đi hơn một năm rồi. Hơn nữa đã niêm phong từ lâu, anh cứ cố đòi đi xuống, như vậy sao được? Giếng bỏ nhiều năm không dùng có biết bao nguy hiểm, tin là tất cả các đồng chí ngồi đây đều tưởng tượng ra được. Ví như mật độ ga lên cao. Chẳng những có nguy hiểm sẽ bị nổ, còn có thể nhiễm độc gây chết người cũng thường xảy ra. Dù là tình trạng thông khí khá tốt cũng còn xảy ra vấn đề này, nói chi là một giếng bỏ đã hơn một năm. Nếu bởi vậy mà mang đến tổn thương cho tổ điều tra, vậy sẽ to lớn. Các đồng chí ở mỏ than Hải Sơn đoán chừng cũng là sợ không gánh nổi trách nhiệm này nên mới ngăn trở. Theo điểm này mà nói, người ta cũng là có tấm lòng tốt, cũng là bất đắc dĩ. Như vậy, hai bên đôi co một hồi, dĩ nhiên đã xảy ra tranh chấp, phát sinh đến chuyện dùng đến quyền cước cũng dễ hiểu. Phượng Thủy Linh lại làm rối lên. Ha ha, bọn họ đánh người nhưng thực ra lại thành đánh đúng, đúng không? Những yêu cầu hợp lý của tổ điều tra, mỏ than Hải Sơn vẫn phải hỗ trợ. Nghe nói tổ trưởng Bao cũng chưa nói nhất định phải xuống, chỉ là muốn xem xét tình hình phía trên giếng số 7, đến việc này phía kia cũng không chịu. Điều này chứng minh giếng số 7 khẳng định có vấn đề. Việc này không hề bình thường. Một miệng giếng đã bỏ phế một năm có gì mà không thể cho người xem xét phía bên ngoài. Chẳng lẽ giếng số 7 thực sự có vấn đề? Theo như kết quả điều tra gần đây của Cục Công an thành phố, mỏ than Hải Sơn có chút vấn đề. Đây là những lời mà hai mẹ con kia nói. Chẳng qua việc này còn chưa điều tra rõ ràng, tôi cũng không tiện lên tiếng một cách vô căn cứ. Chị Hạo Cường nói, có vấn đề sẽ điều tra rõ ràng, không điều tra rõ thì làm sao làm rõ vấn đề được. Còn vấn đề lấy lại công bằng cho hai mẹ con kia. Lòng người đều là máu thịt đấy, việc này, nhất định phải điều tra đến cùng. Lúc này, Khổng Đoan mở miệng. Diệp Phàm cũng rõ, Lỗ Đoan nói một loạt như vậy, chẳng phải là muốn quấy nước càng đục càng tốt sao, đến lúc đó làm loạn lên, người chùi đít đương nhiên là Diệp Phàm và Cao Thành sao. Lỗ Đoan có thể làm ngư ông đắc lợi rồi. Kỳ thật, tôi muốn nói chính là, có những đồng chí chỉ nhìn thấy tầm ảnh hưởng lớn của tập đoàn khai thác mỏ Thiên Mộc tới thành phố chúng ta thôi.
nhưng lại không nhìn thấy phương diện tập đoàn khai thác mỏ Thiên Mộc vì chuyện này mà tạo nên ảnh hưởng tiêu cực tới thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố chúng ta. Các vị lãnh đạo ngẫm lại đi, nếu cứ để tập đoàn Thiên Mộc kiêu ngạo như vậy mà không xử lý nghiêm khắc, vậy các doanh nghiệp hay tập đoàn khác cũng bắt chước. Đến lúc đó, chỉ sợ không chỉ có tập đoàn Thiên Mộc khiến chúng ta phải đau đầu đâu, mà là tất cả các công ty doanh nghiệp có phân lượng một chút trong toàn thành phố cũng đều có thể tới thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố bới móc. Vậy thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố còn làm sao mà triển khai công tác được? Đất nước không ra đất nước, không có quy củ sao mà ổn được? Vì sự việc lần này của tập đoàn mà chúng ta xử lý tập đoàn Thiên Mộc, đương nhiên, về phương diện thuế thu nhập sẽ phải chịu ảnh hưởng nhất định. Nhưng thà đau ngắn còn hơn đau dài, ít nhất cũng tạo được lòng tin của dân đối với thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố. Chúng ta làm một lần làm gương, cũng là có thể khiến nhiều doanh nghiệp khác kính phục. Khiến bọn họ kinh doanh hợp quy tắc, phát triển hợp lý. Chỉ có như vậy, mới có thể khiến các doanh nghiệp của chúng ta phát triển theo chiều hướng tốt, hình thành một vòng tuần hoàn. Mễ Nguyệt An nói trơn tru, rất có đạo lý. Chương 2246, sự tức giận của Thảo Đầu Vương. Đồng chí Mễ Nguyệt nói vậy hơi quá so với thực tế đấy. Chúng ta phải tin tưởng, tuyệt đại đa số công ty đều là kinh doanh theo pháp luật. Sao có thể xuất hiện tình trạng làm gương như vậy? Tất Phân Lý phản bác. Được rồi, đến cục trưởng công an cũng dám đánh trọng thương. Tôi thấy tập đoàn khai thác mỏ Thiên Mộc đúng là quá kiêu ngạo rồi. Căn bản là không xem thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố đồng lĩnh chúng ta ra gì. Việc này không nghiêm túc xử lý thì sao khiến người ta kính phục được? Chúng ta biết giải thích thế nào với các đồng chí của tổ điều tra? Chúng ta cũng không phải một chính quyền đớn hèn. Phải mạnh mẽ cứng rắn mới đúng. Bằng không, một khi đã nhân nhược, khi đó tập đoàn Thiên Mộc sẽ cưỡi lên đầu lên cổ chúng ta. Đến lúc đó, những lời Mễ Nguyệt nói cũng không phải không có khả năng. Ít nhất, vài công ty, doanh nghiệp lớn có quan hệ với tập đoàn Thiên Mộc có nghe lời chính quyền nữa không, điều này cũng khó nói. Các đồng chí có những ý kiến trái ngược nhau, điều này là bình thường. Nếu đã không thể thống nhất được ý kiến, vậy chúng ta cứ làm theo quy tắc. Diệp Phàm giọng điệu quyết đoán. Vừa nghe thấy quy tắc, đương nhiên liền biết là sẽ giơ tay biểu quyết. Sắc mặt Cao Thành và Tất Phân Lý có chút khó coi. Tôi bảo lưu ý kiến. Cao Thành không phản đối nữa, biết phản đối cũng không tác dụng. Bởi vì, xét theo tình hình vừa nãy, đám người Vương Long Đông, Mễ Nguyệt, Trì Hạo Cường, Lý Vi, Lã Lâm, Lỗ Đoan đều ủng hộ việc nghiêm túc xử lý. Trên cơ bản, việc này đã định sẵn kết cục. Giơ tay biểu quyết chỉ là tự rước lấy nhục nhã thôi. Cho nên, Cao Thành dứt khoát từ bỏ. Tôi cũng bảo lưu ý kiến. Tất Phân Lý vẻ mặt bình tĩnh nói. Ha ha, chúng ta biểu quyết dân chủ, cho phép các đồng chí bảo lưu ý kiến mà. Ghi lại, ghi lại. Diệp Phàm thản nhiên cười, hạ nhịp. Sau đó, hắn thu nụ cười lại, vẻ mặt nghiêm túc nói. Thành phố phải thành lập tổ điều tra thứ hai. Lần này cấp độ của thành viên tổ điều tra phải cao hơn nữa. Tôi thấy để đồng chí Trì Hạo Cường lãnh đạo, một người của Cục Công an thành phố, Viện Kiểm sát thành phố, hoặc Cục Giám sát An ninh thành phố làm phó, điều động các chiến sĩ tinh anh từ các bộ ngành vào chiếm giữ mỏ than Hải Sơn. Lần này nhất định phải điều tra tới cùng, cho dù dính dáng đến ai, tất thảy đều không được nương tay. Nếu thành viên tổ điều tra cố ý thoái thác, Diệp Phàm tôi nhất định sẽ nghiêm túc xử lý. Nếu việc này đã quyết rồi, Cao Thành còn gì để phản đối nữa? Chỉ có thể buồn bực im lặng. Mẹ nó, thật sự có can đảm phong tỏa mỏ than Hải Sơn của Phượng Thảo Thiên này sao? Phượng Thảo Thiên đánh bốp một cái vào bàn, bàn trà cọt kẹt một tiếng không ngờ bị một cái đập tay của ông ta mà vỡ ra. Thân thủ này mà nếu Diệp Phàm nhìn thấy, nhất định sẽ biết người này ít nhất cũng tứ đẳng. Nhị gia, có muốn thông báo một chút với người trong nhà không? Việc này... Tôi thấy càng xé càng lớn rồi, hình như Cục Công an đã theo dõi miệng giếng số 7. Có phải có người để lộ tin tức gì? Nếu quả thực vén bức màn bí mật lên, thì tập đoàn khai thác mỏ Thiên Mộc chúng ta đúng là sẽ lâm vào chỗ vạn kiếp không thể ngóc đầu lên được. Trong nhà đem một tập đoàn lớn như vậy giao cho nhị gia, việc này, nên thận trọng càng phải thận trọng. Bằng không, việc này. Lúc này, một người trung niên mặt gầy hơi có vẻ lo lắng, vừa nói vừa nhìn Phượng Thảo Thiên. Chẳng lẽ là cô gái đó làm? Khê Hà, anh nói xem có khả năng đó không?
Phượng Thảo Thiên một cước đá chiếc bàn đã cót két đi thật xa, phát ra âm thanh, cách cách, chói tai. Chắc là không, Khải Mai tuy có dã tâm lớn, cũng đã sớm ghen tức với vị trí của nhị gia. Tuy nhiên, mấy năm nay dưới sự quản lý của nhị gia, nghiệp vụ mở rộng tới thành phố Đồng Lĩnh, thành tích làm ra rõ như ban ngày. Những điều này, lão tổ tông trong nhà cũng nhìn thấy cả, và rất vui vẻ. Khải Mai tuy là sinh viên tốt nghiệp Đại học Harvard nhưng cô ta rất kiêu ngạo, luôn khinh thường mấy người kinh doanh quê mùa như chúng ta. Bởi vì cô ấy mới là người nối nghiệp chính tông nhất của Phượng gia. Há không hiểu được, kinh nghiệm quan trọng hơn nhiều bằng cấp. Huống chi, việc này nếu lộ ra, chính quyền thật sự ra tay điều tra, tổ bị phá mà còn lại chứng được sao? Phượng Khải Mai chắc có lẽ không hồ đồ đến mức đó. Cho dù có âm thầm ngáng chân, động độc thủ, thì cũng chỉ là kiểu nhỏ lẻ thôi. Hơn nữa là nhằm vào nhị gia chứ tuyệt đối không nhằm vào tập đoàn Thiên Mộc của Phượng gia chúng ta. Người trung niên mặt gầy, Phượng Khê Hà nói. Nhị gia, chuyện phát sinh hôm nay ở mỏ than Hải Sơn có phải có chút không thỏa đáng không? Nghe nói bí thư họ Diệp kia nổi giận ngay tại chỗ, cảnh sát có vũ trang phong tỏa toàn bộ mỏ than Hải Sơn. Theo tin tức mới nhất, Hội nghị Thường vụ Thành ủy đã thông qua biện pháp nghiêm khắc nhằm vào mỏ than Hải Sơn. Sẽ phái bí thư Đảng ủy Công an thành phố Chỉ Hạo Cường cầm đầu, dựa vào lực lượng của Công an, Viện Kiểm sát, Tòa án làm lực lượng chính lại tiến vào chiếm giữ mỏ than Hải Sơn. Hơn nữa, nghe nói trong Hội nghị Thường vụ còn có người đề nghị phải mở rộng công tác điều tra ra toàn tập đoàn khai thác mỏ Thiên Mộc chúng ta. Phỏng chừng, việc chỉnh đốn mỏ than Hải Sơn chỉ là bước đầu tiên của Thành ủy thành phố Đồng Lĩnh. Bước thứ hai, phỏng chừng Diệp Phàm sẽ dùng phương pháp từng bước xâm chiếm để dần dần mở rộng phạm vi tới toàn bộ tập đoàn Thiên Mộc. Người này căn bản chính là lợi dụng việc công để trả thù riêng. Ngày đó nhị gia nói muốn lấy người đàn bà Mễ Nguyệt của hắn làm lẽ. Diệp Phàm đương nhiên bực tức, lần này vừa gặp phải chuyện này, cũng là thời cơ để hắn hạ thủ. Chúng ta phải nhanh chóng tìm ra biện pháp ứng phó. Bằng không, đợi tới chiều mai, tổ điều tra liên hợp thứ hai tiến vào mỏ than Hải Sơn, chỉ sợ đã quá muộn. Quân sư Trình Giảo Tiền nói. Kỳ thật, trong chuyện này chủ yếu là Diệp Phàm đứng đầu. Rắn không đầu thì không ổn, nếu không có người làm đội trưởng. Quyết định như vậy căn bản không thể thông qua ở Hội nghị Thường vụ Thành ủy. Mặc dù có Diệp Phàm làm đội trưởng như thế, nhưng nghe nói ở Hội nghị Thường vụ Thành ủy đã xảy ra tranh chấp rất lớn. Thái độ của Diệp Phàm rất cứng rắn, còn Lỗ Đoan cũng muốn phá rối, sau đó ủng hộ Diệp Phàm. Khiến cho Chủ tịch Cao đơn thương độc mã, vì thế phương án này được thông qua. Phượng Khê Hà nói, người Mỹ thích hành động chặt đầu, chẳng lẽ chúng ta lại không thể noi theo hay sao? Phượng Thiên Thảo đột nhiên hừ lạnh một tiếng, nhìn Phượng Lôi với bộ râu ngắn. Trong mắt ông ta lóe lên một tia hiểm ác rồi biến mất. Nhị gia, việc này chỉ sợ phải thận trọng một chút. Quân sư Trình Giảo Tiền ở bên cạnh có chút nóng nảy, biết nhị gia một khi đã nóng lên thì sẽ động thủ. Biện pháp này dùng với những người khác thì còn được. Hơn nữa, Phượng Thảo Thiên cũng ít dùng qua. Hiện nay việc kinh doanh quá tuân thủ pháp luật, không bớt xén thuế lậu thì khó thu được lợi nhuận lớn. Hơn nữa, có lúc còn phải dùng nắm đấm để xử lý. Còn phải thận trọng, não cậu bị lừa nó đá mất rồi hả? Người ta đã ức hiếp tôi đến thế, tôi nếu không phản kích, vậy thực sự ngồi chờ họ Diệp kia tới nhặt xác tôi à? Sau khi xong việc, cái cô Khải Mai kia vừa đúng lúc tới tiếp quản công việc đúng không? Phượng Thảo Thiên phẫn nộ, chén trà trong tay liền đập hướng tới Trần Giảo Tiền. Tuy nhiên, bị Phượng Lôi đánh gạt sang một bên. Sau một tiếng, bá, thì không đập trúng Trình Giảo Tiền. Tuy nhiên, Trình Giảo Tiền đã bị dọa cho mặt mày tái mét. Bởi vì anh ta hiểu, nhị gia này đến thân thích còn chẳng nhận, đừng nói tới người ngoài như mình, ngay cả người của Phượng gia, người ta cũng làm như vậy thôi. Nhị gia, tôi cũng cho rằng ý của Giảo Tiền có lý. Diệp Phàm dù sao cũng là bí thư thành ủy, nhân vật như thế cũng không có nhiều trong cả thành phố Tấn Lĩnh này. Hơn nữa, có thể điều hành một thành phố, phân lượng mạnh như nào. Thực sự xảy ra chuyện, thứ nhất người ta sẽ nghĩ ngay tới tập đoàn Thiên Mộc chúng ta có liên quan. Đến lúc đó thực sự đã chọc giận chính quyền, một tập đoàn chúng ta còn có thể tồn tại tiếp được không? Muốn chống lại quốc gia, vậy chỉ có con đường chết. Người trung niên Phượng Khê Hà lại không sợ Phượng Thảo Thiên như vậy. Bởi vì Phượng Khê Hà vẫn là anh con chú con bác với Phượng Thảo Thiên. Vậy
anh nói xem có cách gì xử lý. Chiều ngày mai, tập hợp xong tổ điều tra liên hợp thì người ta sẽ xuống. Đến lúc đó, thì quá muộn rồi. Chỉ có thể bóp chết tổ điều tra ngay trước khi lên đường thì mới được. Chỉ có thể trước hết làm Diệp Phàm phải dừng tay mới được. Muốn Diệp Phàm dừng tay, chúng ta có thể thuyết phục hắn sao? Phượng Thảo Thiên lạnh lùng hừ nói, càng ngày càng tức giận. Có thể dùng áp lực từ cấp trên không? Trình Giảo Tiền rụt cổ một cái nói. Cấp trên, tuy Phượng gia chúng ta ở vùng này có chút năng lượng. Mấy năm nay tập đoàn Thiên Mộc chúng ta cũng quan hệ với một số nhân vật quan trọng ở tỉnh. Nhưng, những người thật sự đồng ý quyết tâm giúp đỡ chúng ta chỉ sợ không nhiều lắm. Cán bộ hiện nay, tất cả đều là nô lệ của đồng tiền. Có sữa chính là mẹ, còn thật sự muốn chạm đến vòng tròn cấp cao của tỉnh, năng lượng của tiền vàng đã yếu đi không ít. Bởi vì đó đều là cán bộ cao cấp, người ta có ăn chơi, massage tắm hơi, cũng có thể lấy hóa đơn kiểu phát triển khai thác hạng mục này nọ về chi trả. Cho nên, căn bản cũng không tham tiền, muốn kết giao với bọn họ thì cần vận may và tình cảm. Mấy năm nay, những người ăn uống với chúng ta cũng không nhiều. Chủ tịch tỉnh Diệp Phàm còn chẳng nể mặt, vậy chỉ có thể tìm những người thuộc cấp bậc như ủy viên thường vụ. Tuy nhiên, nghe nói Diệp Phàm là một con chó của chủ tịch Tề. Người ta có chủ tịch Tề đỡ lưng, tỉnh Tân Lĩnh chúng ta, còn có ai có thể áp chế được chủ tịch Tề. Phượng Thảo Thiên cũng không hồ đồ, cũng biết chút đại sự của toàn tỉnh. Trừ phi bí thư La Thiên Thượng Tiên ra tay, tuy nhiên, tập đoàn Thiên Mộc chúng ta hình như cũng không có quan hệ gì với ông ta. Phượng Khê Hà cau mày, nói. Thật ra, cũng không phải lo lắng nhiều quá. Cô tứ nhà chúng ta tới rồi. Nếu cô ấy đồng ý ra tay, đảm bảo không có chút dấu vết nào. Lúc này, Phượng Lôi vỉnh chân bắt chéo, cười nói khá thảnh thơi. Nhìn tư thế như vậy, anh ta căn bản là không coi chuyện này ra gì. Tứ muội tới rồi, sao chưa liên lạc với tôi? Phượng Thảo Thiên sửng sốt, trên mặt lập tức hiện lên vẻ sung sướng. Đến mấy ngày rồi, cô tứ quen tự do, nếu là bình thường thì tôi sẽ không nói ra, nhưng hôm nay nhị gia đã gặp phiền toái như vậy, tôi phải nói ra, đừng cho cô tứ biết là được. Phượng Lôi cười nói, vậy là tốt rồi, chúng ta sẽ lại vì đất nước tạo nên một tên ngốc. Ha ha, Phượng Thảo Thiên vỗ đùi, phá lên cười. Chiều mai phỏng trừng đồng lĩnh sẽ truyền ra tin tức, bí thư Diệp mới đến chưa bao lâu, vì công tác quá sức, chơi bời với gái quá lao lực. Không ngờ bị điên. Rất thú vị, tin tức này, khẳng định sẽ rất hot. Đến lúc đó, các báo lớn, giới truyền thông sẽ có việc hay để làm rồi. Phượng Lôi cũng cười ngặt nghẽo. Tuy nhiên, tính tình cô tứ, có thể chắc cô ấy ra tay hay không cũng khó nói. Lúc này, Phượng Khê Hà lại đưa ra vấn đề. Khê Hà, anh lầm rồi, tứ muội có thế nào, dù có không muốn gặp mặt nhị ca tôi. Nhưng Phượng Thảo Thiên tôi dù sao vẫn là nhị ca của cô ấy. Hơn nữa, cô ấy cũng không thể dương mắt nhìn tôi bị con nha đầu Khải Mai kia lật được. Chúng tôi là máu mủ thân thích. Phượng Thảo Thiên rất tự tin. Chương 2247, cướp tiền hay là cướp sắc? Nói cũng phải, máu mủ tình thâm. Phương Khê Hà gật gật đầu. 4 giờ sáng. Bởi vì đã là mùa đông, mà trời Tấn Lĩnh cũng khá lạnh. Người miền Nam vẫn mặc áo mỏng, nhưng ở Tấn Lĩnh đã dùng đến áo jacket, từ lâu. Còn người có tiền thì mặc áo lông, ngày ngắn đêm dài. Đương nhiên, trong phòng Diệp lão đại có điều hòa, cũng không thấy lạnh. Hắn đang mơ màng ngủ thì có một âm thanh rất nhỏ truyền đến, tai của người bình thường sẽ không nghe thấy. Diệp Phàm lập tức vỉnh tai, thuật mắt ưng và tai rơi thi triển kết hợp. Còn cả sóng thăm dò cũng thi triển ra luôn. Quả nhiên có động tĩnh. Hẳn là mấy cao thủ lẻn vào. Với đôi mắt ưng, hắn phát hiện có 3 người. Đi đầu hình như là một cô gái, thân thủ đó, Diệp Phàm âm thầm lấy làm kỳ lạ. Bởi vì thuật khinh thân đề túng của cô ta thi triển ra, thì chạm đất nhẹ như lông hồng. Lúc cô ta đi vào phòng tiếp khách nhỏ bên ngoài phòng ngủ của Diệp lão đại, đầu tiên nhón chân lên chiếc ghế cạnh cửa rồi trượt đến bên cạnh bàn. Ngồi xuống, không phát ra âm thanh gì, còn hai người phía sau kém hơn nhiều. Dựa vào phỏng đoán của Diệp Phàm, hai tên phía sau phỏng trừng thân thủ tứ, ngũ đẳng. Thấy cô gái kia sau khi ngồi xuống cũng không hành động gì tiếp, Diệp Phàm lại hứng thú quan sát 3 tên cao thủ áo lông rút cục muốn làm gì. Là cướp tiền hay cướp sắc, vậy thì vừa hay. Hai người phía sau ra hiệu cho cô gái đi đầu, cô gái gật gật đầu.
Hai người to gan mở đèn pin, tìm được một công tắc điện trong phòng, mở đèn lên. Đám người này cũng thật là to gan, đêm khuya vào phòng bí thư thành ủy còn không che giấu thân phận. Chút hóa trang cũng không luôn. Vẫn là diện mạo bình thường, chỉ thấy một thanh niên để râu ngắn bước mấy bước tới trước giường Diệp Phàm, trừng mắt giơ tay khẽ lật chăn của Diệp Phàm lên, miệng kêu lên. Dậy, dậy, cô tôi tới rồi, anh còn muốn đắp chăn giả chết sao? Anh, các người, là ai? Diệp Phàm giả vờ hơi bối rối ngồi dậy từ trên giường. Hơi có vẻ sợ hãi nhìn cô gái kia. Lập tức, Diệp lão đại ngây người. Bởi vì, Diệp Phàm đã gặp cô gái này, chính là cô gái câu cá vàng mà Diệp Phàm gặp cách đây 2 năm, khi đang chơi đùa ở chân núi Bích Vân dưới núi Y Lê Hà Nhạc Chi. Khi đó nghe nói người trong thôn gọi cô ta là A Tứ. Hơn nữa, cách đây không lâu còn thấy cô ta ngồi ở bàn bên cạnh trong quán cà phê, hai bên còn hơi gật đầu chào. Tại sao lại là anh? A Tứ cũng sững sờ, nhìn chằm chằm Diệp Phàm, hỏi. Cô gái, chúng ta lại gặp rồi. Tuy nhiên, lần gặp này có chút lạ lùng. Cô đêm khuya còn đến tìm hiểu chuyện gì? Cái này, đối với một cô gái, có chút bất tiện nhỉ? Diệp Phàm vẻ mặt nhẹ nhàng, hỏi. Hơn nữa trên mặt còn như đang mỉm cười. Hai người đi theo A Tứ cũng hơi sửng sốt. Sao anh lại quen cô Tứ tôi? Người dâu ngắn hỏi. Cô Tứ, cái tên này không tồi. Diệp Phàm không đáp, miệng lại lẩm nhẩm lời này. Anh muốn chết à, không trả lời tôi. Tên dâu ngắn giận điên, một cái tát hướng về phía Diệp Phàm. Từ đã Phượng Lôi. Cô Tứ khoát tay, nhìn Phượng Lôi liếc mắt một cái nói. 2 năm trước, lúc cô ở bãi sông câu cá tình cờ gặp. Không ngờ anh ta lại đến đây làm bí thư thành ủy, đúng là trái đất tròn. Đôi mắt ưng của Diệp Phàm phát hiện, trên tay tên thanh niên này quả nhiên có hình một con phượng hoàng. Phỏng chừng là người mà Bao Nghị đã nói. Trong nháy mắt Diệp Phàm hiểu ra, thì ra đám người này là cao thủ mà Phượng Thảo Thiên mời tới. Hơn nữa, cô Tứ gọi anh ta Phượng Lôi, mà Phượng Thảo Thiên cũng họ Phượng, cái này rất đáng cân nhắc. Một người thanh niên đầu chọc khác rất thoải mái pha cho cô Tứ một ấm trà. Cho anh ta một tách. Cô Tứ nói. Các người thật đúng là không khách khí, đây là nhà của tôi, phải pha trà thì tôi là người pha mới đúng. Diệp Phàm cảm giác có chút buồn cười. Mấy người này thật là ra vẻ. Lại nhải ít thôi, cô Tứ nhà tôi hỏi thì anh trả lời, không hỏi thì lại nhải ít thôi. Bằng không, bàn tay Lôi ra này cũng không để yên đâu. Phượng Lôi trừng mắt nói. Đúng rồi. Cô Tứ đêm khuya tới nhà tôi phỏng chừng không phải là tìm Diệp Phàm ôn lại chuyện xưa. Diệp Phàm liếc nhìn A Tứ, thản nhiên nói. Nhìn thấy anh, tôi đột nhiên đổi ý. Rất đơn giản, tập đoàn khai thác mỏ Thiên Mộc là sản nghiệp của Phượng gia chúng tôi. Từ bây giờ trở đi, anh chẳng những không tiếp tục gây chuyện với tập đoàn Thiên Mộc, mà còn phải dùng quyền lực của anh để giúp nó ngày càng bước lên những bậc thang cao hơn. Anh làm được chứ? A Tứ nhìn chằm chằm Diệp Phàm, vẻ mặt bình thản nói. Cô Tứ, chuyện này, nhưng nhị gia. Phượng Lôi đang định xen vào, bá, một tiếng giòn vang, tên này đã bị một cái bạt tai. Diệp Phàm phát hiện, dấu 5 ngón tay kia hằn lên rất rõ, cái tát này không hề nhẹ. Lúc cô nói chuyện sao đến lượt cháu xen mồm vào. Xem ra, Phượng Lôi, cháu ở ngoài lăn lộn lâu rồi, có phải đã quên quy tắc của Phượng gia không? A Tứ thu tay về, vẻ mặt nghiêm túc hừ nói. Vâng, vâng. Phượng Lôi không ngờ không dám cãi lại, che miệng lui sang một bên. Xem ra, cô Tứ này rất có uy tín. Nếu tôi không đồng ý thì sao? Có phải các người định giết bí thư thành ủy không? Diệp Phàm thản nhiên hừ nói. Giết anh, không đâu. A Tứ lắc lắc đầu. Vậy các người muốn thế nào? Diệp Phàm nổi hứng, ngắm nhìn A Tứ. Tuy 2 năm đã trôi qua, cô gái này cũng không thay đổi chút nào. Vẫn ăn mặc như cô gái nông thôn. Tuy nhiên, so với ngày trước, hôm nay cô ta mặc bộ quần áo hoa văn màu đỏ nhạt. Người có vẻ mộc mạc, không phải loại vừa thấy đã làm cho người khác điên đảo như Kiều Đại Tiểu Thư. Tuy nhiên, cô gái này cũng có chút phong vị khác biệt, mang lại cho người khác cảm giác ăn lâu cũng không thấy ngấy. Ha ha, tiểu tử, cô nương nhà tôi có 1000 cách khiến anh sống không được chết không xong. Lúc này, tên đầu chọc cười nói. Ồ! Tôi thật sự muốn nghe xem cái gì mà gọi là sống không được, chết cũng không xong. Diệp Phàm nhìn người này liếc mắt một cái, thản nhiên nói.
hơn nữa, tự nhiên bước đến lấy chiếc ghế ngồi đối diện với A Tứ. Người thực vật là một kiểu, kẻ điên là một loại. Yên tâm, phương pháp mà cô Tứ nhà tôi sử dụng, trên đời này không có người nào có thể điều tra ra được. Đương nhiên, Diệp Phàm Anh bị điên là tự mình bị điên, hơn nữa còn là điên trên bụng của đàn bà. Tên đầu chọc cười khan, đột nhiên vỗ vỗ cái bao bên người. Anh tìm cô gái tới điên cùng tôi chứ gì? Tôi lại muốn xem thử xem có phải con mắt của các người quá kém không? Tôi không thích dung nhan quá bình thường, loại cô gái như của nhà anh, tôi không có hứng thú. Diệp Phàm cố ý nói, nhìn thoáng qua cái bao tải. Một chút tức giận lặng lẽ dâng lên trong đáy mắt. Muốn ăn đánh phải không? Cô gái nhà tôi có bao nhiêu công tử danh gia vọng tộc tới cầu thân? Cô gái nhà tôi là ai? Loại cán bộ ngồi không mà hưởng, óc đầy bụng phệ như anh, sách giày cho cô gái nhà tôi cũng không xứng, tôi nhổ vào. Phượng Lôi không kìm nổi lại chen mồm vào. Tuy nhiên vừa nói xong, anh ta mới phát hiện có phải lại phạm điều tối kỵ của cô không, sợ tới mức lùi về sau hai bước như phản xạ có điều kiện, ánh mắt cũng không dám nhìn cô Tứ. Cởi ra, một cành hoa của thành ủy phối hợp với bí thư Diệp của chúng ta, cũng khá tương xứng đúng không? Loại hương phấn dung tục như chúng tôi đương nhiên khó lọt vào mắt xanh của bí thư Diệp. Cũng tốt, vậy để hai người ân ái vui vẻ. A Tứ hạ lệnh, tay đầu chọc mở bao tải, lộ ra thân thể cao gầy của Mễ Nguyệt. Ba, một tiếng, A Tứ ra tay vỗ vài người Mễ Nguyệt một cái. Các người là ai? Mễ Nguyệt tức giận định kêu lên. Tuy nhiên, vừa nhìn thấy Diệp Phàm, Mễ Nguyệt lập tức liền mở to mắt, hoài nghi nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Đừng hoảng hốt Mễ Nguyệt, là bọn họ đem cô tới đây để chúng ta thành đôi uyên ương đồng mệnh. Diệp Phàm thản nhiên nói, thấy Mễ Nguyệt không bị thương tổn nào, cũng yên tâm. Chỉ là Mễ Nguyệt chắc bị người ta đưa từ trên giường xuống nhét vào bao tải. Cho nên, áo ngủ còn xộc xệch, mái tóc bồng búi trên đầu. Trên mặt lộ ra vẻ phẫn nộ chứ cũng không phải sợ hãi gì. Cô gái này đúng là to gan. Hơn nữa, bộ dạng ngái ngủ lại khiến đàn ông mê mẩn. Đúng là mê người. Bí thư Diệp, anh, đây là... Mễ Nguyệt miệng ấp úng, khuôn mắt trắng như trứng gà bóc không ngờ lại đỏ lựng lên. Đúng vậy, vốn là định cho các người cùng điên với nhau như vậy. Tuy nhiên, chỉ cần bí thư Diệp nhận lời cất nhắc, hôm nay Phượng Tứ tôi sẽ bỏ qua cho các người. Đương nhiên, các người thực sự muốn chơi trò uyên ương mặn nồng, bản cô nương không cản. Đương nhiên, từ nay về sau, hai người nhớ kỹ cho bản cô nương. Phải nâng đỡ tập đoàn Thiên Mộc ngày càng phát triển. Phượng Tứ thản nhiên nói. Phượng Tứ, chẳng lẽ là một trong bốn Tây Cương Ba Ly Miêu, của Hoa Hạ, cô gái Phượng Tứ của Phượng gia dưới chân núi Y Lê Hà bản nhạc thuộc Thiên Sơn Sơn Mạch. Nghe nói cô gái này dung nhan đẹp như tuyết liên trên Thiên Sơn, tuyệt thế tiên nữ. Tuy nhiên, bình thường cô đều che một tấm khăn lụa trắng trên mặt, nên không nhìn rõ dung nhan. Không ngờ hôm nay nhìn thấy cũng không tới mức như trong truyền thuyết. Xét về khí chất của cô ta, tuyệt đối xứng là Thiên Sơn Tuyết Liên. Nhưng tướng mạo này, cũng không thể so với tiên nữ được. Diệp lão đại cảm thấy buồn cười, không ngờ lại phải đụng độ với người của Phượng gia. Tổng hợp hoàn cảnh gặp Phượng Tứ khi trước, Diệp Phàm có thể kết luận, cô chính là Phượng Tứ vang như sấm trong vòng tròn quốc thuật của Hoa Hạ. Nam Hải Nhất Thần Cước, Mạc Bắc Phi Điêu Ưng, Tây Cương Ba Ly Miêu, Đông Phương Thăng Thổ Địa. Không ngờ Diệp mỗ đời này cũng có thể nhìn cô Phượng Tứ tao nhã cái thế, đáng giá. Diệp Phàm vừa nói, vừa cầm nắp tách trà vuốt vuốt trên tách trà, uống ngụm trà, vẻ mặt bình tĩnh, dường như không để tâm trong lòng vậy. Phượng Tử không khỏi mở to mắt, còn tên đầu chọc và Phượng Lôi bên cạnh đã sớm kinh ngạc thiếu chút nữa hóa đá rồi. Anh, sao anh lại biết lai lịch của cô tôi? Phượng Lôi có chút ấp úng hỏi. Ha ha, tôi nghe người ta nói. Bây giờ tôi vừa đoán, quả nhiên đúng. Diệp Phàm cười như bỡn cợt. Không ngờ Phượng Tứ tôi hôm nay lại gặp được cao nhân, khó trách ngay đến cả nhị ca tôi cũng không làm được gì. Hoa Hạ này, thật đúng là nơi ngọa hổ tàng long. Tuy nhiên, bí thư Diệp, tôi vẫn kiên trì nói. Mặc dù là anh có chút thân thủ, tôi tin, trước mặt bản cô nương, anh vẫn còn non hơn một chút. Không cần phải dùng cái bộ dạng cán bộ kia để đối phó với tôi. Tôi không quen cái kiểu đó. Phượng Tứ cũng không căng thẳng, trong nháy mắt liền lấy lại bình tĩnh. Bởi vì, sự trẻ tuổi của Diệp Phàm khiến cô yên tâm. Cô không tin thiên hạ này còn có người vượt qua thiên tài của cô.
Hơn nữa, cô dường như vô tình hữu ý liếc mắt nhìn Phượng Lôi một cái. Anh ta lập tức hiểu, vung một quyền đánh hướng về phía Diệp Phàm. Đây đương nhiên là Phượng Tứ đang thử thăm dò thực lực của Diệp Phàm. Chương 2248, không biết chơi thì đừng chơi. Ha ha, không biết chơi quyền thì đừng chơi, tránh chuyện tôi làm mất mặt Phượng gia. Diệp Hàm cười nhạt một tiếng, tiện tay cầm chén trà trên tay ném tới. Bá! Sau một tiếng giòn vang, thân mình Phượng Lôi bổ nhào về phía trước, té lăn quay ở góc phòng. Đây là giáo huấn anh một chút thôi. Mễ Nguyệt là trưởng ban thư ký thành ủy, không phải là hạng người các anh có thể tùy tiện ức hiếp. Diệp lão đại hừ lạnh một tiếng, đột nhiên giơ tay vẫy một cái hướng về chiếc bao tải bọc Mễ Nguyệt, khiến cho ba người Phượng gia ngạc nhiên hết sức. Bao tải bọc thân hình cao gầy của Mễ Nguyệt cách xa Diệp Phàm 3 mét không ngờ tự động bay lên. Tay Diệp Phàm cứ như có gắn máy hút bụi cao cấp vậy, không phát ra bất cứ tiếng động nào mà hút được cả bao tải đựng người về phía mình. Ầm một tiếng, bao tải trong tay Diệp Phàm như tờ giấy mỏng lập tức rách toạc thành hai mảnh. Bí thư Diệp, tôi. Mễ Nguyệt vẻ mặt hưng phấn, chân mềm nhũn, không ngờ ngã xuống ngực Diệp Phàm. Cô cứ vào giường tôi nằm trước đi, cũng không thể để lộ cảnh đêm xuân. Chúng ta cũng phải giữ chút gì cho riêng mình chứ, đúng không nào? Diệp Phàm giơ tay vỗ nhẹ vai Mễ Nguyệt. Mễ Nguyệt mặt đỏ lên, lập tức nổi hứng phong tình. Không ngờ cô liếc Diệp Phàm một cái, bước mấy bước tới trước giường, lấy chăn đắp che lên người. Bí thư Diệp, mời. Phượng Tứ đột nhiên cầm chén trà lên đẩy về phía Diệp Phàm. Tuy vừa rồi đã khiến cô kinh ngạc, nhưng Phượng Tứ vẫn tin tưởng phán đoán của mình. Cho rằng vừa rồi Diệp Phàm hút vật trên không nhất định là dùng bí thuật gì. Cũng không thể nói lên việc Diệp Phàm là cao thủ cửu đẳng, có thể đạt tới mức thả nổi nội kinh. Cảm ơn trà của Phượng cô nương. Thấy chén trà từ trên không vững chãi bay tới, Diệp Phàm giơ tay vừa chạm, nội khí phát ra, đỡ chén trà đến bên người mình. Phượng Tứ đột nhiên đỏ mặt lên, nội khí toàn bộ phát ra, đẩy chén trà như tên rời cung, bắn hướng về phía Diệp Phàm. Tuy nhiên, hôm nay cô ta gặp phải Diệp Phàm biến thái. Người ta nhẹ nhàng giơ tay đỡ được chén trà. Phượng Tứ căn bản cũng không dám tin, mặt cô càng đỏ hơn, hiện lên sắc tím xanh. Một cỗ nội lực lớn phát ra đẩy chén trà tiếp tục hướng về phía trước. Tuy nhiên, Diệp lão đại rất bình tĩnh, giống như giữ một chén trà bình thường, tiện tay đặt trong tay. Hơn nữa, Phượng Tứ lập tức cảm thấy lực phản chấn của một cỗ cường lực, trái tim quặn đau từng hồi, biết là đã bị thương nhẹ. Phỏng chừng người ta hạ thủ còn nương tay. Diệp Phàm còn thò mũi ngửi, khen. Chén trà Phượng cô nương đã uống không ngờ dư hương phảng phất. Tôi sẽ không thử. Tránh việc chiếm mất nụ hôn đầu tiên của cô. Anh! Phượng Tứ mặt đỏ lên, cô trợn trừng mắt nhìn tên cán bộ đáng khinh kia, lập tức đứng lên, liếc mắt nhìn Diệp Phàm một cái rồi xoay người bỏ đi. Cứ đi như vậy đi à, phiền cô nói với Phượng Thảo Thiên một chút. Chúng tôi vẫn sẽ làm việc theo pháp luật, đừng làm mấy hành động thiêu thân này. Bằng không, đừng trách Diệp Phàm tôi lòng lang dạ sói. Diệp Phàm đột nhiên lạnh như băng nói, thanh âm rất lạnh. Chỉ vào Mễ Nguyệt nói. Về phần thư ký Mễ Nguyệt, hy vọng sau này ông ta đừng đi chọc ghẹo một người phụ nữ bình thường nữa. Bằng không, đây chính là tấm gương. Diệp lão đại vừa nói xong, hai tay ấn một cái trên bàn, Mễ Nguyệt suýt chút nữa nuốt mất lưỡi. Bởi vì bộ chén trà đều chìm vào cái bàn hồng mộc cứng nhắc, điều này cần lực lớn tới mức nào, hơn nữa, chén trà lại không vỡ vụn. Tôi sẽ quay lại, tới lúc đó lại cùng tôi nói chuyện tập đoàn Thiên Mộc. Tuy nhiên, trước khi tôi quay lại, nhị ca tôi sẽ không tìm anh gây phiền phức. Anh muốn điều tra thì cứ điều tra. Tuy nhiên, tôi muốn cho một vài người biết, Y Lê Phượng gia không phải thứ đồ trang trí. Phượng Tứ hừ lạnh một tiếng, xoay người dẫn theo hai người đi khỏi. Chẳng lẽ Diệp lão đại tôi là đồ trang trí? Diệp Phàm lạnh lùng nói thầm một câu. Quay đầu mới phát hiện Mễ Nguyệt đang đắp chăn trên giường của mình, chằm chằm nhìn mình với vẻ mặt của một người hâm mộ. Diệp lão đại hơi lúng túng, cười nói. Mễ Nguyệt, một cô gái như cô lại nhìn chằm chằm một người thanh niên, thật không lễ phép gì cả. Huống chi, cô nam quả nữ, cô lại ở trên giường, tôi không kìm chế được bản thân. Đến lúc gây ra chuyện gì nhân thần đều phẫn nộ thì sẽ không hay. Vậy anh có dám tối nay, lên trên tôi không? Không thể ngờ Mễ Nguyệt lại mạnh dạn nói ra những lời này, Diệp lão đại thiếu chút nữa sợ hết hồn. Xấu hổ cười nói.
Thôi vậy, đã trễ thế này cô cũng không về được. Tôi ngủ ở phòng khách bên cạnh, nơi này tặng cho cô. Cái này, ha ha. Hắn vừa nói xong, chuồn đi còn nhanh hơn thỏ. Tôi cũng không phải là hổ, sợ cái gì. Mễ Nguyệt thầm nói sau lưng Diệp Phàm. Mễ Nguyệt cảm thấy có chút buồn bực, có cảm giác bị khinh thị. Con gái ấy à, lúc người khác thực sự muốn, làm gì, mình thì sẽ cảm thấy mình không được tôn trọng, người khác thật sự không, làm gì, mình thì lại cảm thấy bị người ta khinh thường. Cô Tứ, không thể tưởng tượng trong số quan chức chính phủ lại có cao thủ như vậy. Thật không ngờ, may là cô tới rồi, mấy ngày trước, nếu nhị gia muốn đích thân động thủ, cũng không hiểu sẽ có kết cục gì. Chuyện này, ngẫm lại vẫn thấy có chút đáng sợ. Phượng Lôi trong lòng còn sợ hãi. Người này, thực sự không đơn giản. Một cao thủ như thế không ngờ có thể lăn lộn trong quan trường của chính phủ, gặt hái thành công. Người này, không phải hạng người bình thường. Phượng Lôi, nói với những người trong nhà ở Đồng Lĩnh một câu, tuyệt đối không gây sự với Bí Thư Diệp. Bằng không, Phượng Tứ cô sẽ xử theo gia pháp. Phượng Tứ vẻ mặt thoáng lạnh, nói. Nhưng người ta lại không bỏ qua cho công ty nhà ta, xem có vẻ, Bí Thư Diệp kia muốn ra tay nặng rồi. Đến lúc đó, chẳng lẽ chúng ta giơ cổ chờ chết sao? Phượng Lôi có chút không cam lòng. Việc này chớ nói với cô, đó là chuyện của Phượng Thảo Thiên. Bảo anh ấy lau mông sạch đi. Đừng cho là cô không biết, mấy năm nay, tuy nói công ty càng ngày càng phát triển, tiền kiếm được càng ngày càng nhiều. Nhưng tiền đen tối quá chúng ta có kiếm được cũng phải chột dạ đấy. Hôm nay Bí Thư Diệp chính là một ví dụ. Người ta có nắm đấm mạnh, lại có quyền lực về mặt kinh tế. Nếu thật sự muốn tiêu diệt tập đoàn khai thác mỏ Thiên Mộc thì cũng hoàn toàn có khả năng. Tuy nhiên, nếu anh ta biết tập đoàn khai thác mỏ Thiên Mộc là do Y Lê Phượng gia sáng lập, cô tin anh ta sẽ thay đổi chủ ý. Anh ta là cao thủ cửu đẳng thì đã sao? Nhà chúng ta có lão tổ tông, có chuyện gì là không giải quyết được? Phượng Tứ hừ lạnh, cả người đầy sát khí, so với hình tượng cô gái nông thôn thường này thì đúng là cứ như hai người. Cô Tứ, tên đó trẻ như vậy mà có thể đạt tới cửu đẳng, chỉ sợ phía sau người này còn đáng sợ hơn. Một sư phụ có thể dạy được nên một cao thủ trẻ như vậy thì sẽ là người thế nào chứ? Chỉ là có phải lão tổ tông cũng phải cân nhắc một chút, hay không? Đồng chí đầu chọc có chút bận tâm nói. Phượng Tứ im lặng. Phượng Lôi cứ gãi đầu suốt, anh ta có chút nóng vội. Thân thủ người này tăng lên mau như vậy, đoán chừng là kỳ ngộ. Hơn nữa, có lẽ cũng gần giống tôi. Hắn cũng từng gặp phải loại phương pháp bí thuật nội kình tương tự. Bằng không, chỉ dựa vào việc luyện công của mình, trẻ như vậy thì không thể nào đạt tới giai đoạn đó được. Tuy nhiên, lão tổ tông cũng không phải thứ đồ trang trí. Việc này, tôi lập tức về nhà nói với lão tổ tông một tiếng. Dù sao, bao nhiêu người lớn nhà Phượng gia chúng ta, đều sống nhờ vào tập đoàn khai thác mỏ Thiên Mộc. Nếu mất đi sự chống đỡ về tài lực, cuộc sống bình thường của Phượng gia cũng khó sống. Phượng Tứ đi nhanh vài bước rồi lên xe. Buổi chiều hôm sau, tổ điều tra liên hợp thành lập xong. Trì Hạo Cường đích thân dẫn đội tiến vào chiếm giữ mỏ than Hải Sơn đã ngừng sản xuất để chỉnh đốn. Lần này sắp xếp một đội cảnh sát có vũ trang, phối hợp với cảnh sát công an đóng quân trường kỳ tại mỏ, đến lúc điều tra xong mới thôi. Sau khi tan làm, Diệp Phàm tới bệnh viện thăm Bao Nghị. Thấy một người thanh niên để tóc dài kiểu Tề Tần, mũi cao, mặt chữ điền đang ngồi cạnh giường. Vừa thấy Diệp Phàm bước vào, Bao Nghị nhổm lên, chỉ vào Diệp Phàm nói. Yếu Phong, đây chính là Bí Thư Diệp mà tôi nói với cậu. Mau chào hỏi. Lâm Yếu Phong xin chào Bí Thư Diệp. Người thanh niên Lâm Yếu Phong nắm tay lại, nhưng thái độ cũng không nhiệt tình lắm, đoán chừng là trước mặt Bao ca, không thể không chào hỏi một chút. Anh ta chính là sư đệ mà anh nói đúng không? Diệp Phàm cười nói, ánh mắt lướt qua mái tóc dài của anh ta, sau đó ngồi lên ghế. Sư đệ tôi quen tự do, ngay cả đầu tóc cũng chẳng buồn quan tâm. Kính xin Bí Thư Diệp thứ lỗi. Bao Nghị vẻ mặt ngượng nghịu, nói. Như vậy trông rất tuấn tú, Tề Tần hình như thích kiểu như vậy. Sư đệ của anh hắn không phải thuộc phái Sùng Tề chứ? Diệp Phàm sang sảng cười nói. Tôi không phải. Tề Tần thì có là gì? Hơn nữa, tóc tôi cũng không dài như của Tề Tần. Lâm Yếu Phong nói rất tự nhiên, cũng không gò bò hay hồi hộp gì vì Diệp Phàm là bí thư thành ủy. Diệp Phàm như thấy bóng dáng ngang tàng của Vương Nhân Bàng ẩn hiện trên người cậu thanh niên này. Tuy nhiên,
tôi phải cảm ơn Bí thư Diệp đặc biệt chiếu cố sư huynh tôi. Nếu không có Bí thư Diệp, sư huynh tôi lúc này không biết đã bị người ta chỉnh thành cái giống gì nữa. Vốn tôi định bắt mấy tên kia lại đánh một trận, tuy nhiên, bị sư huynh ngăn lại. Bỏ đi, sư huynh không sao là tốt rồi. Nếu sư huynh mà có mệnh hệ gì, tôi chắc chắn không nương tay đâu. Lâm Yếu Phong thái độ đột nhiên trở nên mạnh mẽ. Ha ha, cậu thanh niên, hiện nay là xã hội pháp chế, chớ có làm loạn. Diệp Phàm khuyên giải an ủi nói. Mấy người các anh làm quan, miệng nói lý, thực ra lại là những người đi ngược lại pháp luật nhất. Ví như, làm lãnh đạo, trong các cuộc họp đều nói tới chuyện trong sạch hóa bộ máy chính trị, thật ra chính bọn họ tham nhất. Làm lãnh đạo, trong cuộc họp luôn tuyên truyền phải giữ mình trong sạch. Nhưng bọn họ lại là kiểu cờ đỏ trong nhà không tung bay bằng cờ màu ở ngoài. Bây giờ thật nhiều cán bộ, vợ trong nhà sắp thành đồ trang trí rồi. Người ta vẫn nói là gì nhỉ, cái gì mà, hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng. Ý gì Bí thư Diệp hiểu không? Lâm Yếu Phong hừ nói. Sư đệ, nói kiểu gì thế? Bao Nghị mặt nghiêm lại, giáo huấn. Ha ha, không sao, cậu nói là một số ít các đồng chí trong thể chế. Cái này rất bình thường, trên đời này, có phân biệt người tốt kẻ xấu. Nếu không có người xấu sao phân biệt được người tốt, những cán bộ, hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, vẫn có, nhưng tuyệt đối không phải bộ phận chính. Chúng tôi nhìn người làm việc, nhìn người, đều là xét theo số đông đúng không? Tuyệt đại đa số cán bộ vẫn rất chú trọng việc tự tu dưỡng bản thân. Chính là như dân thường và cán bộ, chẳng phải giống nhau sao? Cán bộ, chỉ vì chức vị nên mới thành cán bộ, cởi bỏ mũ quan, bọn họ cũng là người thường. Không có gì kỳ lạ cả. Diệp Phàm thản nhiên cười nói. Kỳ thật, trong lòng hắn xấu hổ, trong lòng thầm nhủ, may là khả năng của mình về phương diện kia cũng mạnh, không thể nói, hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng. Mà phải là, một khi đã làm thì phải làm đến cùng. Chương 2249, tên kiêu ngạo. Ha ha, chỉ là cái vỏ thôi. Không ngờ, Lâm Yếu Phong không nể mặt Diệp lão đại chút nào. Nói ra một câu khiến đồng chí Tiểu Diệp nghẹn chết. Rất xin lỗi Bí thư Diệp, con người nó quen vậy rồi. Tự cho rằng mình có chút bản lĩnh, bình thường khó mà lọt vào mắt xanh của nó. Nhưng chẳng qua chỉ là tự cao tự đại thôi. Thời buổi này không phải có thể giành chính quyền chỉ bằng nắm đấm lớn. Mặc dù có chút ít thân thủ, nhưng đối diện với đạn pháo thì cũng vô dụng thôi. Bao Nghị vẻ mặt xấu hổ, cảm thấy có lỗi, nói. Chút ít bản lĩnh. Nghe giọng điệu của sư đệ anh, phỏng chừng nắm đấm cũng lớn lắm. Ngày nay tuy nói không phải nắm đấm lớn có thể giành chính quyền, nhưng nắm đấm lớn chính là đạo lý vững chắc. Cùng một đạo lý, nắm đấm của anh lớn, nếu còn có súng trong tay, vậy lực sát thương của anh so với người bình thường không chỉ mạnh hơn gấp 10 lần. So sánh với nhau, thì nắm đấm lớn vẫn là tốt. Diệp Phàm cười nhạt nói, cũng không tức giận. Hơn nữa... cũng muốn thử xem người này rút cục có bao nhiêu năng lượng. Bằng không, anh ta chính là cuồng vọng. Nếu thật sự có năng lượng, thu vào hệ thống của mình, đó cũng là lựa chọn không tồi. Cùng với việc Trần Quân gia nhập tổ đặc nhiệm A, Lý Cường một mình đúng là cũng quá bận rộn. Diệp Phàm có lúc cảm thấy người bên cạnh không đủ dùng. Tuy nói ở thành phố Đồng Lĩnh có Tề Thiên tương trợ, nhưng Tề Thiên còn mang quân chức, dù sao cũng không bằng người tự do sử dụng lót tay như Lý Cường. Nắm đấm lớn đương nhiên là đạo lý cứng rắn, ai mà không biết. Cũng không cần Bí thư Diệp phải dài dòng một hồi mà làm gì. Lâm Yếu Phong vẫn không nể mặt Diệp Phàm chút nào, cho rằng Diệp Phàm nói như vậy có ý hiểm nghi a dua nịnh hót. Ha ha, cậu thanh niên, cậu tự nhận nắm đấm của mình có sức nặng tới đâu. Diệp Phàm cười nhạt một tiếng, liếc mắt nhìn Lâm Yếu Phong. Không lớn không nhỏ, so với một vài lão tiền bối. Yếu Phong vẫn còn non kém. Nhưng trong số những người trẻ tuổi cùng trang lứa, ngoài Tứ Tú Hoa Hạ ra, Yếu Phong thật sự chưa từng phục ai cả. Lòng tự tin của Lâm Yếu Phong đúng là ngút trời. Cậu đã từng gặp Tứ Tú Hoa Hạ? Diệp Phàm hỏi. Không, người ta đồn là bọn họ đều là những người trẻ tuổi. Khoảng 30 tuổi đã được bát đẳng. Yếu Phong tự nhận là nếu luận tuổi tính đẳng cấp, Yếu Phong cũng không kém cạnh bọn họ là bao. Chẳng qua nếu tính về khía cạnh thời gian, Yếu Phong còn phải thêm vài năm nữa. Lâm Yếu Phong đột nhiên thở dài, vẻ như sinh không gặp thời, rất thất vọng.
Tôi không hiểu lời này của cậu có ý gì. Diệp Phàm cố ý hỏi. Anh không hiểu đâu, lĩnh vực của chúng tôi và các anh căn bản là không liên quan với nhau. Người ta nói, thương trường toàn mùi tiền, quan trường đầy sự dối trá, còn giới võ thuật chúng tôi thì đầy khí phách. Khí phách anh hiểu không, đây không giống với loại khí thế trong môi trường của các anh. Cái này, nói với anh cũng vô dụng, anh vĩnh viễn không hiểu được. Lâm Yếu Phong hừ nói, trong giọng nói không ngờ có chút châm chọc. Ha ha, hiện nay tôi đang cần tìm người giúp tôi chút việc riêng. Cậu đã tràn đầy khí phách như vậy, thật là phù hợp. Như này đi, hồi còn đại học tôi rất thích vật tay, được xưng là cổ tay lớn nhất Đại học Hải Giang. Nếu cậu có thể vật ngã tay phải của tôi, từ nay về sau, tôi dùng câu. Nếu không vật được, đến từ đâu, lại trở về đó. Tôi khinh thường loại người vừa kiêu ngạo lại vừa không có năng lực. Diệp Phàm giọng điệu rất khí phách. Lời này vừa nói ra, Lâm Yếu Phong giận thiếu chút nữa nhất Phật thăng thiên, nhị Phật xuất thế. Anh ta cười lạnh mười mấy tiếng mới ngừng cười nói. Vật được anh dễ như trở bàn tay. Tôi cũng thế, căn bản không thích làm việc với người đến vật tay cũng không vật được tôi. Nếu muốn sai khiến Lâm Yếu Phong tôi, đến đây, xuất ra chút khí lực non yếu của anh đi, trước tiên hãy vật ngã tôi rồi nói tiếp. Bằng không, tất cả chỉ là kiêu ngạo, ngông cuồng, chứ cũng chẳng có chút ý nghĩa thực chất nào. Mồm mép thì không được coi là công phu, tôi không thích loại người nông cạn. Hơn nữa, cán bộ trong thể chế hình như rất cao cấp, nhưng trong mắt Lâm Yếu Phong tôi, chó má thôi. Lâm Yếu Phong thật là có chút nói quá. Diệp lão đại trong lòng mừng thầm, biết tiểu tử này đã rơi vào bẫy của mình. Lời vừa rồi là nói ngược, Lâm Yếu Phong trẻ tuổi khí thịnh, quả nhiên trúng kế. Tới đây cậu thanh niên, để tôi thấy thực lực của cậu rồi hãy nói tiếp. Khua môi múa mép cũng phí công thôi. Tay phải của Diệp Phàm đang đặt trên bàn, nhẹ nhàng dựng đứng lên. Ha ha! Lâm Yếu Phong khinh miệt liếc mắt nhìn Diệp Phàm, quay đầu nhún vai với sư huynh Bao Nghị nói. Đợi chút nữa sư huynh chớ nói sư đệ này tay chân lóng ngóng không giữ thể diện cho anh. Ôi, cậu xuống tay hãy nương tình chút. Bao Nghị bất đắc dĩ thở dài. Hai cánh tay gắt gao nắm lấy. Chuẩn bị xong chưa bí thư Diệp? Lâm Yếu Phong cười hỏi, vẻ mặt có vẻ châm chọc. Không sao, cậu có muốn chuẩn bị khởi động chút không? Biểu hiện của Diệp lão đại còn ngông cuồng hơn anh ta. Không cần, tôi đếm 1, 2, 3, đến 3 tôi sẽ sử dụng lực. Lâm Yếu Phong hừ nói, miệng lẩm bẩm 1, 2, 3, đến 3 thì miệng tự nhiên liền hô. Xuống đi. Tuy nhiên, điều khiến sư huynh đệ Lâm Yếu Phong hai mắt mở to chính là, tay Diệp Phàm vẫn đang đứng thẳng. Không nghiêng chút nào, còn không run rẩy tí nào luôn. Bao Nghị còn tưởng rằng sư đệ ra tay nương tình giữ thể diện cho bí thư Diệp. Nhất thời trong lòng cũng nghĩ, không phí công sư đệ đi ngao du đây đó, cũng hiểu được đạo lý đối nhân xử thế. Ô ý! Diệp Phàm giả vờ kinh ngạc nhìn Lâm Yếu Phong, nói. Cậu thanh niên, dùng thêm chút lực đi, đừng nghe lời sư huynh cậu mà nể mặt một cán bộ trông giả dối như tôi. Diệp lão đại đang tiếp tục kích thích. Chèn ép Lâm Yếu Phong. Đối với loại người này, anh phải biểu hiện càng khí phách, càng kiên quyết hơn anh ta thì mới ổn. Giống như dạy ngựa vậy, liệt mã vì là ngựa tốt nên mới không phục người. Chỉ cần có thể khiến nó phục mình, một khi đã nhận chủ, liệt mã liền trở thành thiên lý mã trung thành nhất. Hừ, quả nhiên, Lâm Yếu Phong nổi giận, xuất 5 phần khí lực, anh ta muốn Diệp Phàm phải mất hết thể diện. Chẳng những muốn vật đổ tay, hơn nữa. Còn muốn người này bị đau một thời gian, tại chỗ thì đau tới mức hô cha gọi mẹ thì mới hả. Bao Nghị mí mắt không khỏi nháy vài cái, trong lòng thầm kêu khổ. Không ngờ bí thư Diệp cũng là người thanh niên khí thịnh như thế, chỉ mới đó thôi mà đã khiến sư đệ tức giận bốc hỏa. Tuy nhiên, Bao Nghị khiếp sợ phát hiện, tay bí thư Diệp vẫn đứng thẳng nguyên. Giống như không có ai vật tay với hắn, chỉ là đang biểu diễn động tác võ thuật mà thôi. Vẫn là sư đệ biết điều. Thực biết điều, Bao Nghị trong lòng nhẹ nhàng dần. Tuy nhiên, anh ta dần dần phát hiện, hình như có gì đó không đúng. Bởi vì, sư đệ thở hình như có chút dồn dập hơn. Hơn nữa, nửa phút sau, phát hiện trán sư đệ không ngờ toàn mồ hôi hột. Cả trên mặt, dường như cũng đỏ dần lên. Sư đệ chẳng lẽ bị bệnh, không thể nào, quái, nó rút cục đang làm gì. Bao Nghị trong lòng buồn bực thật sự, nghĩ không ra lý do. Sao rồi, cậu thanh niên,
không ổn thì cứ nói một câu. Cái này, lãng phí cũng là uổng phí sức lực. Diệp Phàm nói hết sức châm chọc. Ngã xuống. Lâm Yếu Phong phát hỏa, sử dụng kinh lực của toàn cơ thể hướng về phía cổ tay Diệp Phàm vật xuống. Kết quả đương nhiên khiến anh ta vô cùng khiếp sợ, cộng thêm cả tức giận, mất mát và buồn bực. Bí thư Diệp người ta vẫn thản nhiên vô tư cười nói, cổ tay vẫn thẳng đơ không suy xuyển. 2 phút sau, Lâm Yếu Phong trên mặt đầy mồ hôi. Hơn nữa, mặt đỏ bừng. Thôi vậy, hôm nay chúng ta hòa. Mấy ngày nữa lại vật, tôi còn có việc, tôi đi trước. Diệp Phàm cười nhạt một tiếng, tự động buông tay, đứng lên bước đi. Băng! Truyền đến một tiếng giòn vang. Diệp lão đại cũng không quay đầu lại, biết là tiếng đầu gối Lâm Yếu Phong quỳ trên đất. Cao nhân, tôi biết tôi không phải đối thủ của anh. Như cao nhân đã nói, Lâm Yếu Phong tôi không có tư cách làm thủ hạ của anh. Lâm Yếu Phong ở phía sau nói. Muốn làm thủ hạ của tôi, điều quan trọng nhất là trung thành. Diệp Phàm dừng bước, tuy nhiên, vẫn không quay đầu lại. Yếu Phong không dám nói, một khi đã phục ai, tuyệt đối trung thành. Cho dù bí thư Diệp có bảo tôi đi giết người, Yếu Phong cũng không chớp mắt, lập tức ra tay. Lâm Yếu Phong rất kiên định. Được, thủ hạ này, Diệp Phàm tôi nhận. Diệp Phàm quay người lại, cười rất hào hùng, giơ tay kéo Lâm Yếu Phong đứng dậy từ xa. Lâm Yếu Phong đột nhiên cảm thấy một lực vô hình mạnh mẽ truyền đến, thân thể không ngờ đứng lên mà không phản kháng được. Giờ phút này, Lâm Yếu Phong mắt mở to như mắt trâu, hiểu được một điều. Anh ta hiểu, mình hôm nay gặp được tuyệt thế cao nhân. Hơn nữa là người tuyệt đối siêu mạnh, ẩn mình trong triều chính. Cao nhân, từ nay về sau, Lâm Yếu Phong tôi sẽ là con chó của anh, một con chó trung thành. Lâm Yếu Phong đột nhiên nói, hai mắt sáng quắc. Tôi không nuôi chó, tôi cần một người bạn, một thủ hạ tuyệt đối trung thành tuyệt đối phục tùng tôi. Lâm lão đệ, cứ bí mật gọi tôi một tiếng Diệp ca là được. Diệp Phàm hai mắt cũng rất nghiêm túc, nhìn chằm chằm Lâm Yếu Phong. Diệp ca. Lâm Yếu Phong không nghĩ ngợi gì, lập tức thốt ra. Được, mấy ngày này, cậu cứ ở bên cạnh Bao Nghị. Tôi có việc đi trước, lúc có việc gì, tôi sẽ gọi điện liên hệ với cậu. Diệp Phàm nói xong. Xoay người đi, dù sao cũng phải để cho Lâm Yếu Phong một khoảng thời gian hòa hoãn. Thấy Diệp Phàm đóng cửa bước đi, Bao Nghị vẻ mặt buồn bực nói. Rốt cuộc sao lại như thế? Chẳng lẽ bí thư Diệp còn lợi hại hơn cậu? Chẳng phải tôi nghe nói cậu đã đạt tới lục đẳng cấp cao nhất sao, tự xưng là thiên tài tuyệt thế. Cậu mới 26 tuổi, sư đệ à? Tôi không vật được tay của anh ta, giống như mọc rễ vậy. Hơn nữa, sư huynh có phát hiện không? Bí thư Diệp hình như căn bản không dùng sức, từ đầu đến cuối, người ta bình tĩnh thong thả cười. Hơn nữa, vừa rồi tôi quỳ dưới đất, người ta đứng cách tôi một đoạn mà vừa kéo tôi từ xa, tôi liền lập tức đứng lên. Đây là cảnh giới như nào, sư huynh trước kia không nghe cha tôi nói sao? Lâm Yếu Phong nói. Nội khí phóng ra ngoài. Bao Nghị thốt ra, tuy nhiên, sau đó, đồng tử đột nhiên trừng lớn, lỡ lời kêu lên. Sao có thể? Tôi hỏi thăm rồi, bí thư Diệp năm nay chưa tới 27, nội khí phóng ra ngoài là dấu hiệu của cao thủ cửu đẳng. Nghe nói cao thủ mới đạt tới cửu đẳng, nội khí phóng ra ngoài cũng không mãnh liệt. Không cần nói tới việc kéo một cao thủ cửu đẳng như cậu, chính là muốn di chuyển một quả trứng gà cũng còn khó khăn. Trừ phi là đạt tới cửu đẳng cấp cao nhất, cường nhân đại viên mãn cửu đẳng 27 tuổi, trên đời này chẳng lẽ thật sự tồn tại thiên tài siêu cấp tuyệt thế như vậy? Sư đệ. Cậu không lầm chứ? Tuyệt đối không lầm, ít nhất, bí thư Diệp so với tôi thì mạnh hơn rất nhiều. Cửu đẳng tôi không dám khẳng định, vừa rồi kéo lên, cho dù là dùng một chút thủ pháp đặc biệt lợi dụng sức gió kéo tôi lên, nhưng một tay cũng không thể làm được như vậy. Hơn nữa, tổng hợp từ kết quả của cuộc vật tay, bí thư Diệp ít nhất cũng đạt tới bát đẳng. Thật khó lường, nếu so sánh với tứ tú hoa hạ, bí thư Diệp không kém cỏi chút nào. Có thể làm việc cùng một người như vậy. Tôi nghĩ, đời này tuyệt đối không uổng phí. Lâm Yếu Phong nói, trong lòng rất hào hùng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 2250, Phó Chủ tịch tỉnh Vu xuống rồi. Yên tâm đi, tôi đã quyết định rồi thì sẽ không thay đổi đâu. Anh thấy tôi nói lời mà không giữ lời bao giờ chưa? Hơn nữa, tốt nghiệp đại học cũng vài năm rồi.
tài sản mà ông già để lại tiêu đi cũng kha khá rồi mà chẳng đạt được cái gì. Tuy nhiên, cái duy nhất mà mình đạt được, chính là đầu óc không bướng bỉnh như trước nữa. Thật ra, vừa nãy đối với bí thư Diệp như vậy, là bởi vì trong lòng tôi có chút tức giận. Những người làm quan bọn họ đã ức hiếp sư huynh quá đáng quá. Tôi chỉ muốn tìm một người hung hăng hơn để đấu lại. Không ngờ lại gặp phải cao nhân như vậy, tôi tính cũng đáng rồi. Tôi thấy, đời này cậu có thể đi theo bí thư Diệp, cũng là hữu duyên. Lâm Yếu Phong nói. Ha ha. Bao Nghị cười phá lên, đứng lên vỗ vai sư đệ nói. Nói hay lắm, anh em chúng ta cùng phụ tá cho bí thư Diệp làm việc. Tôi ở ngoài sáng, cậu ở trong tối, sáng tối tương giao. Tuy nhiên, làm việc phải đến nơi đến chốn. Tôi tin tưởng bí thư Diệp cũng sẽ không yêu cầu cậu phải làm việc gì phi pháp đâu. Việc anh ấy làm đều là lợi cho dân cho nước cả. Mặc dù, có những lúc vì yêu cầu công việc, nhưng tuyệt đối sẽ không làm hại cậu. Hai mắt của tôi không mù, bằng không, đã không có Bao Nghị của ngày hôm nay rồi. Vạn Tùng Viên tấc đất tấc vàng nhưng có vẻ không xứng lắm. Bởi vì Vạn Tùng Viên quá yên lặng, xây dựng biệt thự sơn trang với hình thức của một hoa viên, chiếm diện tích tương đối lớn, chiều rộng cũng mất chừng 2 dặm rồi. Xây dựng ở một sườn dốc, bên ngoài bao kín bằng cây vạn tùng, khiến Vạn Tùng Viên được ngăn cách bên ngoài đô thị. Tòa nhà cao khoảng 20 tầng kia chính là trụ sở làm việc của tập đoàn Thiên Mộc. Phượng Thảo Thiên, người cầm lái tập đoàn Thiên Mộc cũng là một văn nhân nhã sĩ. Vạn Tùng Viên mang đậm hơi thở của người trí thức. Đi vào bên trong, đầu tiên nhìn thấy chính là pho tượng Khổng Tử, không thể không khiến cho người nhìn thấy nó cảm thấy buồn cười. Phượng Thảo Thiên chuyên làm những chuyện xấu xa, không ngờ cũng muốn học đạo Khổng Mạnh. Giờ phút này, trong đại sảnh tầng 1 của Vạn Tùng Viên, Phượng Thảo Thiên đang trầm ngâm ngồi trên ghế da cọp, bộ da cọp này tuyệt đối là hàng thật chứ không phải hàng nhái. Anh nói vị bí thư họ Diệp kia là một cao thủ siêu cấp sao? Sao thế được nhỉ? Phượng Thảo Thiên nhấp một ngụm trà hừ noi. Tuyệt đối không sai được, con mắt của tứ cô nương tuyệt đối không thể nhầm được đâu. Cô ấy nói mình không phải là đối thủ của hắn. Phượng Lôi vẻ mặt nghiêm trọng nói. Cô ấy có thực lực bát đẳng khai nguyên, không ngờ còn chưa phải là đối thủ của hắn. Xem ra, họ Diệp kia có chút cân lượng thật rồi. Phượng Thảo Thiên nói. Không phải có một chút, mà người ta tuyệt đối là cao thủ siêu cấp. Phỏng chừng chỉ có sư phụ của tứ cô nương vã lão tổ tông là có khả năng đấu lại thằng nhóc này. Phượng Lôi thở dài, cảm giác cũng là tương đối giải quyết. Cứ giải quyết hắn đi, thân thủ lợi hại thì có thể tránh được súng đạn sao? Hách Thanh hung hăng nói. Giải quyết cái đầu mày ấy. Một tiếng bốp vang lên, Hách Thanh bị Phượng Lôi vỗ cái bốp lên đầu. Thấy Hách Thanh còn chưa phục, Phượng Lôi không khỏi tức giận, hừ nói. Nếu không phục thì leo lên thử xem. Lôi ra, không phải tôi không phục, mà là họ Diệp kia ức hiếp người quá đáng. Chẳng ai chịu đựng được, nếu không dùng súng thì chúng ta không giải quyết được hắn. Hách Thanh nói. Y đâu dám chống lại Phượng Lôi. Phượng Lôi là vệ sĩ của tứ cô nương, địa vị ở Phượng gia cũng tương đối cao. Làm sao một người ngoài như Hách Thanh có khả năng so sánh được? Mày thì biết cái gì, tứ cô nương nói họ Diệp kia là cao nhân. Mày dùng súng cũng được, nhưng nếu dùng súng mà không được thì mày sẽ trở thành kẻ mang đến tai họa cho Phượng gia. Mày tưởng một cao thủ cửu đẳng mà dễ xử lý như vậy sao? Độ nhạy cảm của người ta lợi hại hơn chúng ta cả chục lần. Mày nấp cách người ta vài trăm mét người ta cũng có thể cảm nhận được nguy hiểm rồi. Súng chưa kịp bắn thì người ta đã tránh được rồi. Nếu một phát súng mà không bắn chết hắn được thì kết cục thảm hại sẽ chờ đón mày đó. Phượng Lôi hừ lạnh nói. Ừ, Phượng Lôi nói không sai. Con bé Tứ nói chúng ta đừng có hành động thiếu suy nghĩ, thì tuyệt đối không phải sợ họ Diệp kia. Tuy nhiên, nếu con bé cũng không thể làm gì được hắn, thì chứng tỏ người này đích xác có năng lực. Hơn nữa, người như vậy không thể không có ai chống đỡ được. Ví dụ như sư phụ của họ Diệp kia là ai? Gia tộc của người này liệu có phải cũng có thế lực không? Tất cả những điều này chúng ta đều phải suy tính cẩn trọng. Phượng gia chúng ta tuy nói là hùng mạnh, nhưng TQ là nơi ngọa hổ tàng long, có nhiều gia tộc còn đáng sợ hơn chúng ta nhiều. Nếu họ Diệp đó gặp bất trắc gì, thì người ta sẽ đổ lên đầu Phượng gia chúng ta. Hơn nữa bên chính quyền sẽ chèn ép chúng ta, dù sao chức vụ của hắn cũng rất nhạy cảm.
có thể ngồi lên vị trí này, chứng tỏ chỗ dựa sau lưng của hắn tuyệt đối không đơn giản. Lực lượng của quốc gia không phải là thứ mà một gia tộc có thể chống lại được. Chúng ta cứ xem tình hình đã rồi tính sau, đợi trong nhà phái người đi ra. Phượng Thảo Thiên nói, có thể nhìn thấy được người này không, hồ đồ chút nào. Thằng họ Diệp đó động thủ thật rồi, chúng ta không nổi mất. Lúc này, Trình Giảo Điền nói, không nổi cũng phải chịu, chỉ cần đừng để chúng điều tra ra hầm số 7 là được. Nếu như điều tra ra, thì sẽ là đại họa với Phượng gia chúng ta. Phượng Thảo Thiên lo lắng nói, tuy nhiên, lúc sau y lại nói, tuy nhiên, mọi người cũng không cần phải lo lắng quá. Thứ nhất, nhà chúng ta ở tỉnh vẫn còn có chút năng lượng, có thể bám trụ việc điều tra của bọn chúng. Thứ hai, tôi nghĩ trong vòng 3 ngày, trong nhà sẽ phái người đến để đối phó với thằng họ Diệp đó. 2 giờ chiều ngày hôm sau, đoàn của Phó Chủ tịch tỉnh Vu Tiền Lâm vội vàng đi xuống thành phố Đồng Lĩnh. Diệp Phàm và 4 người nữa cùng đi xuống cổng thành ủy để nghênh đón Phó Chủ tịch tỉnh Vu. Bởi vì phố Tân Long đang được mở rộng, mà tường vây của thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố đều đã bị dỡ bỏ. Trước trụ sở cũng bừa bãi cát sỏi, và một số vật liệu xây dựng khác. Vào phòng họp đi. Phó Chủ tịch Vu không nói nhiều, chỉ nói ngắn gọn với Diệp Phàm như vậy. Đoàn người nhanh chóng đi vào phòng họp. Hôm nay chúng tôi xuống đây, chủ yếu là vì chuyện mỏ than Hải Sơn. Nghe nói vì có người đứng chặn xe kêu oan cho nên thành phố phái tổ điều tra xuống. Mà tổ điều tra bị đánh, kết quả là các cậu lại cử tổ điều tra thứ hai xuống tiếp, phong tỏa toàn bộ mỏ than Hải Sơn. Đối với việc này, thành ủy và ủy ban nhân dân đều hết sức chú ý. Hôm nay tôi nhận sự ủy thác của Chủ tịch Điền Xuông đây giải một số tình hình cụ thể. Các cậu hãy nói cho tôi nghe đầu đuôi ngọn ngành xem. Phó Chủ tịch Vu đi thẳng vào vấn đề, vẻ mặt cũng rất nghiêm túc. Tiếp đó là một số đồng chí có liên quan báo cáo tình hình cụ thể. Chuyện này đúng là bọn họ có hơi quá đáng thật, sao có thể bất chấp luật pháp như thế được chứ? Dù nói thế nào đi nữa thì cũng không được ra tay đánh người. Tuy nhiên tự thân các đồng chí có vấn đề gì không? Có lời nói hoặc hành động khiêu khích bọn họ không? Không ngờ, Vu Tiền Lâm giống như đang hỏi tội thành viên của tổ công tác vậy. Ngọn giáo chỉ vào tổ điều tra, nhưng thực tế thì lại nhằm vào Diệp Phàm. Không có, chúng tôi đã điều tra rõ ràng. Mấy hôm nay bọn họ đều trốn ở bệnh viện, chúng tôi đã nắm rõ ràng rồi. Diệp Phàm có chút tức giận, tuy nhiên vẫn trả lời gọn gàng, đâu vào đấy. Bí thư Diệp, nắm tình hình thì phải tiến hành từ hai phía. Phải nghe xem cả bên phía mỏ than Hải Sơn nói gì nữa. Nếu tìm hiểu một cách phiến diện, thành viên tổ điều tra bị thương đương nhiên sẽ tức giận mà nói quá lên rồi. Cái này, đương nhiên cũng không thể nói bọn họ cố ý làm, chỉ là nhất thời tức giận, thiếu chín chắn mà đánh mất chuẩn mực của mình đi. Mà tôi nghe nói, hôm đó tổ trưởng tổ điều tra Bao Nghị cũng có chút kích động thì phải. Hầm số 7 của mỏ than Hải Sơn đã niêm phong cả năm nay rồi. Vậy mà tổ trưởng Bao còn yêu cầu xuống hầm để điều tra. Cái này, nguy hiểm cho chính thành viên tổ điều tra. Bên phía mỏ than Hải Sơn ngăn cản cũng là vì sự an toàn của chính thành viên tổ điều tra. Nhưng Bao Nghị thì lại không nghe khuyên nhủ, cố ý đi một mình. Kết quả là ầm ĩ lên như vậy. Các đồng chí ngẫm lại mà xem, nếu như tổ điều tra xuống giếng thật, nếu xảy ra tai nạn thì ai chịu trách nhiệm được. Mỏ than Hải Sơn làm như vậy, phỏng chừng cũng có chút bất đắc dĩ. Chúng ta đều là công bộc của dân, phải đặt lợi ích của nhân dân lên hàng đầu. Không được để cho nhân dân lo lắng cho chúng ta hay không? Cao Thành vẻ mặt nghiêm túc nói, rõ ràng là đứng về phía mỏ than Hải Sơn rồi. Đúng vậy, đối với việc này, tôi và Chủ tịch thành phố Cao trên hội nghị thường vụ cũng đều bảo lưu ý kiến. Tôi cho rằng, hành động của đồng chí Bao Nghị mới là nguyên nhân chủ yếu xảy việc ẩu đả này. Nếu đồng chí Bao Nghị chịu nghe lời khuyên một chút thì cơ bản sẽ không xảy ra việc này. Cho nên, tuy rằng đồng chí Bao Nghị cũng bị thương nhưng tuyệt đối không nương tay được. Nếu không, cán bộ nhà nước mà làm việc tùy tiện, ảnh hưởng đến tính mạng của đồng chí khác thì sao? Việc này phải xử lý nghiêm túc. Tất Phân Lý có chút run run, nói. Phó Chủ tịch Tất, những lời ông nói vừa rồi có căn cứ gì không? Chủ tịch thành phố Cao cũng vừa nói, không được nghe bằng một tai, không được nhìn bằng một mắt. Tôi thấy tư tưởng này của anh không được. Anh hoàn toàn đứng trên lập trường của mỏ than Hải Sơn mà đọc diễn văn thôi.
Tôi phải nhắc nhở anh bây giờ là phó chủ tịch thành phố, chứ không phải lãnh đạo của mỏ than Hải Sơn. Đối với những gì mà tổ điều tra đã làm, tất cả đều nghe ý kiến của cả hai bên, sao có thể nói làm phiến diện được. Các anh đi hỏi xem, tổ điều tra mà thành ủy phái xuống liệu có phải điều tra tình hình hai bên hay không? Thành ủy là cơ quan của đảng, làm sao có thể nghe lời của một nhà nào đó được? Chương 2251, sự cứng rắn của Diệp Lão Đại. Việc này, tôi hy vọng một vài đồng chí phải thận trọng với lời nói và hành động của mình. Đây là cuộc họp hội nghị thường vụ, mỗi lời nói, hành động đều được ghi lại, đều phải chịu trách nhiệm cả. Huống hồ, trọng điểm điều tra của tổ trưởng Bao chính là miệng giếng số 7, mà giếng này cũng tương đối khả nghi. Có chuyện gì không thể phơi bày ra ánh sáng mà đến miệng giếng cũng không dám cho người khác nhìn qua một cái. Tổ trưởng Bao khi ấy chỉ là muốn xem khu vực bên ngoài giếng số 7, chứ cũng không nói là nhất định phải xuống dưới. Giếng đã bị bịt cũng đã cả năm trời rồi. Thằng ngốc cũng biết là không thể vào, vậy chẳng phải là tìm đường chết sao? Bao Nghị làm lãnh đạo tối cao của tổ điều tra, phải chịu trách nhiệm với sinh mạng của toàn bộ các đồng chí trong tổ. Không nói cái khác, chẳng lẽ đồng chí Bao Nghị lại không quý trọng sinh mạng của chính mình? Đạo lý đến đứa trẻ 3 tuổi cũng hiểu được, một cục trưởng công an như Bao Nghị lại không hiểu quan hệ lợi hại trong đó sao? Đơn giản là chỉ làm bừa thôi. Về điểm này, mỏ than Hải Sơn căn bản không có lý. Không ngờ có vài đồng chí trong số chúng ta lại đem thuyết pháp hoang đường này ra nói trong hội nghị. Tôi hy vọng các đồng chí động não, Ủy ban Nhân dân thành phố có góc độ và lập trường của mình. Các đồng chí thấy chuyện mỏ than Hải Sơn ngừng sản xuất chỉnh đốn, xét về khía cạnh kinh tế thì đúng là không có lợi cho thành phố Đồng Lĩnh chúng ta. Nhưng, trước kia tôi cũng đã từng nói, thà đau ngắn còn hơn đau dài. Loại sự việc như này, nếu cứ để nó tiếp diễn, sao còn cần đến thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố, còn cần cục công an thành phố, viện kiểm sát để làm gì? Nói khó nghe một chút, nếu cứ để như vậy, nước cũng chẳng còn là nước nữa. Diệp Phàm ngôn từ vô cùng sắc bén, phê bình Tất Vân Phong trước mặt mọi người. Khuôn mặt Tất Vân Lý lập tức tím như gan lợn, mở miệng định nói, tuy nhiên, cuối cùng không thốt ra lời. Đây chính là công khai chống lại nhân vật số 1 của thành ủy. Hơn nữa còn là chống lại ngay trước mắt các lãnh đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, như vậy sẽ có thể để lại ấn tượng xấu về người đó trong lòng các vị lãnh đạo. Việc này, cho dù chính xác là có lý lẽ hay không, thì cũng phải chú ý hoàn cảnh. Tuy nhiên Lão Tất cuối cùng vẫn chỉ lơ đãng liếc mắt nhìn Khổng Đoan. Phó Chủ tịch tỉnh Vu, ông đã xuống đây rồi, ông cứ trực tiếp ra lệnh là được. Lỗ Đoan nói, nhìn Diệp Phàm liếc mắt một cái, hỏi. Bí thư Diệp. Anh thấy vậy được không? Khổng Đoan nói vậy đương nhiên là vì thấy có dấu hiệu chủ tịch Vu tuyệt đối sẽ không ủng hộ chủ trương của Diệp Phàm. Cho nên mới định mượn, Vu, đàn áp Diệp. Ha ha, tôi tin lã chủ tịch Vu sẽ làm theo lẽ công bằng. Chủ tịch Vu cũng là nhân viên chính phủ, chuyện cùi trỏ quẹo ra bên ngoài, tin là tuyệt đối sẽ không làm, đúng không chủ tịch Vu? Tất Phân Lý và Cao Thành Hận không thể xông lên tát cho hắn một cái, lòng thầm trách, thật đen tối. Một khi anh đã nói ra lời này, sao chủ tịch Vu còn hạ chỉ thị được? Nếu thật sự ra lệnh, rồi cùi trỏ lại quẹo đến con em anh thì... Ha ha, đúng như bí thư Diệp đã nói, Vu Tiền Lâm tôi không thể làm những việc gây tổn hại cho chính phủ. Tuy nhiên, tập đoàn khai thác mỏ Thiên Mộc là một doanh nghiệp nộp số thuế lớn, nếu ngừng sản xuất một ngày, tổn thất cả triệu. Tương đương với cả nước một ngày sẽ tổn thất hơn 2 triệu thu nhập từ thuế. Còn tổn thất kinh tế trực tiếp của thành phố Đồng Lĩnh các cậu còn lớn hơn. Làm sao để tìm được một điểm cân bằng mà vừa có thể tiếp tục tiến hành công tác điều tra, cũng có thể khiến doanh nghiệp không quá thiệt thòi, càng không thể để người dân thành phố Đồng Lĩnh bị thiệt. Tôi nghĩ, có phải nên buông lỏng phong tỏa một chút không? Phó Chủ tịch Vu Ba phải, kỳ thật, trong giọng nói vẫn có xu hướng nghiêng về phía tập đoàn Thiên Mộc. Cao Thành vừa thấy vậy, lập tức hùa vào. Phó Chủ tịch Vu, cái này, buông lỏng phong tỏa một chút, có thể chỉ thị rõ ràng hơn được không? Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Lĩnh xin chấp hành chỉ thị của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Đúng vậy, Chủ tịch Vu, việc buông lỏng phong tỏa này có phải là không cần phải yêu cầu tập đoàn khai thác mỏ Thiên Mộc ngừng sản xuất chỉnh đốn hay không? Mà là sản xuất thì cứ sản xuất, còn chúng ta điều tra thì cứ tiến hành điều tra. Đương nhiên chuyện bọn họ đánh người thì nhất định phải xử lý,
ví dụ như bồi thường tiền, xử lý kẻ đánh người. Hơn nữa, yêu cầu bọn họ phối hợp chặt chẽ với tổ điều tra, không được gây sự tiếp. Tất phân lý thốt ra, đương nhiên là để trả đũa sự khó chịu mà Diệp Phàm gây ra khi nãy. Đề nghị của đồng chí Tất Phân Lý rất có tính xây dựng. Đồng chí Cao Thành yêu cầu Ủy ban Nhân dân tỉnh ra chỉ thị cụ thể, tôi thấy đề nghị của đồng chí Tất Phân Lý cũng khá được. Bí thư Diệp, Chủ tịch Cao, hai người thấy sao? Nếu thấy được thì cứ làm theo đề nghị của đồng chí Tất Phân Lý, được không? Chủ tịch Vũ đúng là gừng càng già càng cay, tự mình không nói ra lại đổ trách nhiệm lên người đồng chí Tất Phân Lý, hơn nữa, cũng là ép buộc Diệp Phàm. Đồng chí lão Tất giận thiếu chút nữa văng tục, thật đúng là muốn vả vào miệng mình một cái. Lời này của chủ tịch Vu khác nào đẩy mình tới chỗ càng đối nghịch hơn với Diệp Phàm. Lúc này, đồng chí lão Tất đúng là hối hận lắm rồi. Ừ, đề nghị của đồng chí Tất Phân Lý không tồi. Nếu bí thư Diệp cảm thấy được thì Ủy ban Nhân dân thành phố sẽ thi hành theo cách này. Cao Thành thuận thế kết luận, hai mặt giáp công hướng về phía Diệp Phàm. Như vậy chỉ sợ không thỏa đáng. Lúc này, đột nhiên phát ra một giọng nói lạc điệu. Mọi người ngạc nhiên quay đầu nhìn, phát hiện là bí thư thị ủy Trương Hà, đồng chí Vương Long Đông. Đồng chí Long Đông, cơm không thể ăn linh tinh, lời không thể nói bừa, lời này của anh có ý gì? Tất Phân Lý trừng mắt hỏi, cảm thấy đồng chí Vương Long Đông căn bản là đang gây sự, công nhiên chống đối với mình. Hơn nữa, không ngờ còn không đếm xỉa đến quan điểm của chủ tịch tỉnh. Tôi chẳng có ý gì cả. Cũng không phải không tôn trọng lãnh đạo, đề nghị này đã là đồng chí phó chủ tịch Tất nói ra, nhân tiện toàn bộ thành viên thường vụ thành ủy đều ở đây, vậy có thể thảo luận một chút. Lời này của phó chủ tịch Tất lại khiến người khác khó hiểu rồi. Chẳng lẽ để các đồng chí có cơ hội thảo luận dân chủ một chút cũng không cho. Vừa rồi phó chủ tịch tỉnh Vu cũng nói việc này mọi người cùng thảo luận một chút rồi mới quyết định là gì. Nếu Phó Chủ tịch Vu và Bí thư Diệp đều không tỏ thái độ gì thì cứ làm theo phương pháp này. Vậy Vương Long Đông tôi đề xuất chút nghi ngờ thì có gì là sai? Hơn nữa, vừa rồi Phó Chủ tịch Vu cũng nói, đây là đề nghị của Phó Chủ tịch Tất. Nếu đây là đề nghị của Chủ tịch Vu, Vương Long Đông tôi tuyệt đối làm theo chỉ thị của lãnh đạo, quyết không hai lời. Vương Long Đông mồm mép thật lợi hại, thiếu chút nữa khiến Tất Phân Lý á khẩu không nói được gì. Diệp Phàm âm thầm giơ ngón tay cái lên, vừa rồi bị chủ tịch Vu ép, Diệp Phàm không tiện mở miệng. Nếu không tiếp thu đề nghị của Tất Phân Lý, thì phải chống đối với phó chủ tịch tỉnh, đây là không nể mặt lãnh đạo. Nếu đồng ý, Diệp Phàm chắc chắn không cam lòng, cho nên, ánh mắt ra hiệu một chút cho Vương Long Đông. Vương Long Đông đương nhiên ngầm hiểu, lập tức nhảy ra phản đối. Hơn nữa, trong suy nghĩ của Vương Long Đông, có thể nói chỉ có một mình Diệp Phàm. Mũ quan của anh ta chính là do Diệp Phàm dành cho. Không có Diệp Phàm thì vốn không có Vương Long Đông ngày hôm nay. Cho nên, anh ta không hề nghĩ ngợi, cũng không đếm xỉa gì. Đúng vậy, vừa rồi Chủ tịch Vu có chỉ thị mọi người thảo luận một chút. Vừa rồi chúng ta đều chưa nói ra ý kiến của mình, chính là trước hết muốn nghe ý kiến của vài vị lãnh đạo. Lúc này nếu đã chưa quyết định, chúng ta cũng nên nói ra suy nghĩ của mình một chút. Tôi cũng thấy chuyện này có phần không thỏa đáng lắm. Tập đoàn Thiên Mộc đó, đến cả các đồng chí của Tổ điều tra Liên hợp của Cục Công an và Viện Kiểm sát mà cũng dám đánh. Hơn nữa còn không thèm quan tâm đến sống chết, cái này căn bản là không thèm đếm xỉa đến luật pháp, công khai miệt thị pháp luật. Căn bản không coi thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố ra gì. Đối với một doanh nghiệp kiêu ngạo, ngông cuồng vô độ như vậy, thật sự nếu không ngừng sản xuất chỉnh đốn, còn chẳng phải sẽ thành hiện tượng. Trên làm dưới theo, sao, cuối cùng, mấy doanh nghiệp cứng đầu đó kết thành một sợi dây thừng, còn để cho chính quyền quản lý nữa hay không? Cho nên, chỉnh đốn là điều tất yếu. Đương nhiên, chúng ta có thể yêu cầu tổ điều tra đẩy nhanh tiến trình điều tra, để mỏ than Hải Sơn khôi phục sản xuất càng sớm càng tốt. Lúc này, trưởng ban thư ký Mễ Nguyệt lập trường kiên định ủng hộ cách nói của đồng chí Vương Long Đông, thật ra chính là đang ủng hộ Diệp Phàm. Người mắt sáng thì đều có thể nhìn ra. Việc này tốt nhất là không phải bàn nữa, hội nghị thường vụ lần trước cũng bàn rồi. Hơn nữa, vừa rồi đồng chí chủ tịch tỉnh cũng đã nói. Phải tìm được một điểm cân bằng để tiến hành công việc. Vừa để doanh nghiệp không phải ngừng sản xuất, cũng có thể khiến tổ điều tra tiếp tục tiến hành điều tra. Chuyện một công đôi việc, sao chúng ta lại không làm? Hơn nữa,
về mặt tài chính của thành phố sẽ không phải chịu bất cứ tổn thất nào, đây chính là việc làm ích nước lợi dân. Khổng Đoan rút cục cũng đứng ra nói hộ ông bạn nối khố. Như vậy rất không công bằng với các đồng chí của tổ điều tra, không xử lý thì còn đâu phép nước. Đến cả việc đánh cho cục trưởng công an bị thương nặng cũng không bị xử lý gì. Tôi cho rằng phải nặng tay xử lý tập đoàn Thiên Mộc. Mấy năm nay, những hành vi mà chúng ta mắt thấy tai nghe về tập đoàn Thiên Mộc còn chưa đủ nhiều sao. Bao nhiêu năm nay, chúng ta cứ mặc kệ, nếu cứ để bọn họ muốn làm gì thì làm như vậy, chỉ sợ thành phố Đồng Lĩnh này sắp biến thành thiên hạ của tập đoàn Thiên Mộc. Trong chuyện này tôi ủng hộ quyết định xử lý nghiêm khắc của Bí thư Diệp. Phải xây dựng hình tượng của Ủy ban Nhân dân thành phố. Để cho những doanh nghiệp có suy nghĩ bất lương như này đều phải nhìn vào, phải sản xuất theo nền nếp, kinh doanh hợp pháp, tôn trọng sự quản lý của chính quyền thì mới ổn. Việc này, kết luận một câu, kiếm tiền mà, phải đi theo con đường chính đạo. Tư lệnh quân phân khu Lã Lâm biểu lộ thái độ, quyết tâm ủng hộ Diệp Phàm. Bởi vì trong số những người ngồi đây, người không e sợ Vu Tiền Lâm nhất, chính là tư lệnh viên Lã Lâm. Người ta là quân nhân, anh muốn chỉnh thì tay cũng không với tới. Vu Tiền Lâm nếu muốn có ý kiến thì phải đưa ra với tư lệnh viên quân khu tỉnh, Trương Của. Nhưng Trương Của kia đương nhiên che chở cho quân nhân rồi, hơn nữa, người ta là ủy viên thường vụ tỉnh ủy, tư cách của Vu Tiền Lâm còn không đủ để so với người ta. Chẳng có lý gì để bắt Trương Của đi phê bình cấp dưới của người ta. Phó Chủ tịch Vu, anh xem, các đồng chí có những luồng ý kiến trái chiều nhau. Có phải để lại sau này có thời gian lại thảo luận tiếp không? Đương nhiên, yêu cầu tổ điều tra đẩy nhanh tiến độ, mau chóng để mỏ than Hải Sơn khôi phục sản xuất cũng là điều nên làm. Là thành ủy thành phố Đồng Lĩnh, tuyệt đối không muốn nhìn thấy mỏ than Hải Sơn chịu bất cứ tổn thất gì. Tuy nhiên, nếu bọn họ đã làm ra chuyện như vậy, việc nên xử lý thì chắc chắn phải xử lý. Bằng không, tôi nghĩ, mấy trăm nghìn nhân viên nhà nước ở thành phố Đồng Lĩnh này cũng không phục. Rút dây động rừng, trong lòng nhân viên chính quyền không phục, đương nhiên sẽ ảnh hưởng đến hiệu suất công tác. Nhân dân thành phố Đồng Lĩnh vẫn rất cần lãnh đạo thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố mà. Nhân viên cấp dưới đều là những người chấp hành cụ thể theo chỉ thị của thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố Đồng Lĩnh. Nếu không có công tác cụ thể của mấy trăm nghìn nhân viên phía dưới, thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố không thể quản lý tốt thành phố Đồng Lĩnh. Chủ tịch Vu, ông nói xem, đúng không? Diệp Phàm nói. Ha ha, tôi hôm nay chỉ là chịu sự ủy thác của tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh xuống đây xem xét. Về phần xử lý như thế nào, vẫn cứ để thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố quyết định. Tuy nhiên, tôi có một đề nghị nhỏ. Chủ tịch Vu nói tới đây cố ý dừng lại một chút, kiếm đủ ánh mắt, mới tiếp tục nói. Hy vọng các anh có thể điều tra được kết quả trong vòng 5 ngày, để doanh nghiệp có thể nhanh chóng quay lại sản xuất.